chứ còn cái tình mà đã bầm dập, đã đánh nhau tóe khói, đã ly hôn, đã làm cho nhau đau rồi thì chỉ muốn đào sâu chôn chặt. Cho nên là chúng ta cũng đừng sợ quá tất cả những cái tình cũ. Tình cũ nhưng tình đẹp mà dang dở thì người ta mới nhớ. Thưa anh Đinh Đoàn và thưa bác sĩ Hoàng Thúy Hải, trong cái thời gian vừa qua thì có một câu chuyện mà rất nhiều khán giả đã gọi đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, đó là cái chuyện mà tự chung lại, đó là vấn đề tình cũ không rủ cũng tới. Và với cái trường hợp này thì rất nhiều cái khán giả đã gọi đến, và trong các cái cuộc tư vấn của anh có hay bắt gặp những cái trường hợp này không ạ? Vâng, trước hết xin chào các quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào Thành Văn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Thật ra thì cái câu mà tình cũ không rủ cũng tới nó có một ý nghĩa nhất định và nó có giá trị cho đến giờ phút này. Phải nói thật, nhưng mà mình phải hiểu tình cũ là tình như thế nào. Đó là những cái đôi mà yêu nhau vì lý do khách quan mà không đến được với nhau. Ví dụ như bị gia đình ngăn cản nhưng họ vẫn yêu nhau. Hoặc là yêu nhau cái thời học phổ thông hay học đại học, nhưng sau đấy ra trường là mỗi người một nơi vì những cái lý do xa cách mà tạm thời quên nhau, chứ trong lòng họ còn tình cảm với nhau ấy, thì cả cuộc đời nó sẽ không quên nhau. Và nếu có cơ hội gặp lại thì họ sẽ kết nối với nhau. Chứ còn cái tình mà đã bầm dập, đã đánh nhau tóe khói, đã ly hôn, đã làm cho nhau đau rồi thì chỉ muốn đào sâu chôn chặt. Cho nên là chúng ta cũng đừng sợ quá tất cả những cái tình cũ nhưng tình đẹp mà dang dở thì người ta mới nhớ. Đúng Mà về rồi, đáng nguy hiểm đúng đúng rồi, là tình, gọi là không tình chỉ đẹp khi còn dang dở, mà ạ? yêu nhau mà không đến được với nhau thì trong cả cuộc đời nó cứ khát khao. Thế rồi đến một ngày nào đó, ví dụ như 20 năm ngày trở về, gặp lại trong hội lớp, hội trường, rồi những cái cảm xúc cũ đó, như là ngày xưa tớ vì ấy rất là yêu nhau nhưng mà vì nhà tớ nghèo tớ không dám tỏ tình, hay là lúc ấy ấy quá xinh mà tớ thì là trai nông thôn tớ không dám tỏ tình, thế nhưng mà đến lúc ấy người ta mạnh miệng rồi thì rất có thể nó sẽ nối lại. Và cái chuyện họp lớp là chuẩn bị hè tới là rất nhiều hội lớp hội trường đúng Vâng, không bác sĩ Hoàng Thúy đúng rồi Hải, ạ. và như thế lại lại là cái điều lo lắng cho các cặp vợ chồng. Vâng, thực ra là tôi cũng hoàn toàn đồng ý là đúng là một cái cơ hội rất là gọi là nguy hiểm nếu như anh không không đủ khả năng để mà làm chủ được cái cảm xúc của mình khi mà tham gia các cái cuộc họp lớp hay là những cái mà gọi là cơ hội để mà tình cũ đến anh ạ. Vâng, đặc biệt là những cái có thể cũng chưa đến nỗi là sâu đậm quá như anh Đoàn đâu, nhưng mà ví dụ như tôi chẳng hạn, có những cái thời trẻ trâu, những cái thời nó chỉ rung rinh một chút thôi, thế thậm chí là sau đó cả một quãng rất là xa có thể không gặp lại nhau. Vâng, nhưng mà khi gặp lại mà nhắc lại những cái đấy thì đến bây giờ có khi nó lại run rẩy anh ạ. Và nếu như mình không 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 điều chỉnh được tốt cảm xúc của mình thì cũng Là có thể dễ là, là sau bữa tiệc là đi cà phê, sau cà vâng phê là nhà nghỉ lắm đấy. vâng có thể thấy rằng là có khi là cái thời mà tình ban đầu ấy thì tay còn chưa dám cầm, thế nhưng mà sau khi gặp lại thì nhiều cái nó dễ đi xa đúng không anh? Thứ nhất là sau 10, 15, 20 năm cả hai bên đều đã trưởng thành. Nhìn nhận về cuộc đời nó cũng nói chung là cũng phải nói là cao cáo rồi, chứ nó không còn có cái run rẩy của thời xưa nữa. Và đến bây giờ thì thường là cũng trai có vợ, gái có chồng rồi, là mạnh miệng lắm ạ. Chẳng còn gì để mà mất mà. Cho nên cứ nói được được chả được thì thôi, thính cứ thả, cắn thì cắn, chả cắn thì thôi. Thế nhưng mà đôi khi cũng ngẫu nhiên thôi, sau khi liên hoan cả lớp thì rồi rủ nhau thôi đi cà phê riêng đi, lâu lắm rồi cũng không gặp lại. Ví dụ tôi với lại Hoàng Thúy Hải là quý mến nhau ấy, là mình sẽ tách khỏi lớp, ăn xong rồi thế chúng tớ đi có việc một tí, đi cà phê. Lúc ấy thì dốc cái bầu tâm sự một chút là 15 năm qua thật ra có gia đình nhưng mà cũng buồn lắm, nó cũng không hạnh phúc. Đôi khi cứ nhớ lại cái thời ngày xưa ấy, xong rồi cứ ước là giá mà ngày ấy lấy Anh kể như chuyện hải, ví dụ như thế. thật Xong bên kia thì cũng bảo thật ra nó là cái duyên cái số, chứ nhiều lúc tôi cứ nghĩ là sao tôi lại không lấy ông nhỉ. Thế xong rồi đôi bên bảo thật ra bây giờ cũng chưa muộn. Vâng đấy, tức là nó Tức cứ là từng thính cứ thả vào tính bên cứ kia, cứ thả, cắn đúng bên này rồi. là thả tiếp, Vâng rồi đến đấy. lúc là thôi ngồi cũng mỏi lưng, đi 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 ra khách sạn Hoàng Gia mình ngả lưng tạm tí để tâm sự tiếp. Thế làm thế nào mà để tình cũ chỉ có dừng lại ở tình cũ để không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại anh chị? Do mình là chính thôi ạ. À.
Vâng, thính của anh Đoàn cho dù rắc thế chứ rắc nữa, nhưng nếu như mà tôi đủ bản lĩnh để mà tôi không cắn câu chẳng hạn thì có khi cũng chỉ dừng ở cà phê thôi, dạ chứ vâng. không phải là dừng ở, là đi đến tận khách sạn. Tôi nghĩ rằng là thực ra bây giờ cái cơ hội để chúng ta bày tỏ cảm xúc nó nhiều lắm ạ. Nếu như mình không làm chủ được cái cảm xúc của mình thì mình sẽ có thể đi quá đà. Và chúng ta trong các cuộc tư vấn trước chúng ta đã thấy rồi, rất nhiều những cái cuộc họp lớp, rất nhiều những cái tình cũ đấy cũng đã làm tan nát gia đình, và cái người ở trong cuộc ấy cũng phải chịu những cái hậu quả rất là lớn. Dạ vâng, thế làm thế nào mà để cái câu tình cũ không rủ cũng tới nữa, nó không còn tăng đúng nữa anh? Thật ra tình cũ nó rủ thì vẫn tới, nhưng mà tới đâu mới là quan trọng, chứ còn làm sao mà mình nói cũng tới được, đúng không ạ? Vâng. Nhớ một câu là vui có chừng dừng đúng lúc, và đặc biệt là nhớ rằng quá khứ thì đã qua rồi. Cái cảm xúc mà rung rinh ấy là rung rinh của thời hồi ấy chúng ta học lớp 11, lớp 12, chứ không phải rung rinh của một cái ông bà mà tuổi 40, 45 rồi. Đôi khi để vậy thì còn nhớ nhau suốt đời, chứ sau một lần đi nhà nghỉ là thôi bye bye luôn đó. Một cái sự thật trắng phớ ra, ôi rồi tưởng thế nào. Thế cho nên là hãy trân trọng giữ lại những kỷ niệm, cứ để một chút nuối tiếc trong lòng mình cho cuộc sống nó thêm thi vị. Dạ vâng, trong cái thời gian mà chúng ta chờ đợi bộ phận kỹ thuật kết nối với các khán giả đang đã gọi đến chương trình trong thời gian vừa qua, thì chúng ta cũng đã bàn một cái vấn đề rất là tế nhị, đúng không ạ? Tình cũ không rủ cũng tới. Và bây giờ thì tôi biết rằng là ở đầu dây bên kia đang có một cuộc điện thoại chờ, đó là một khán giả gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Alo, Phú Thọ đâu ạ? Tôi nghe đây ạ. Vâng, xin chào quý đài ạ. Dạ vâng, chào chị. Quý đại là tôi lần đầu tiên tôi cũng xin tư vấn, cho nên là chắc là nói sẽ không được lưu loát vào logic lắm, thì mong quý đại thông cảm với tôi nhé. Dạ vâng, chị trình bày câu hỏi của mình đi ạ. Dạ vâng. Vâng, báo cáo với chuyên gia tâm lý, hôm nay không biết là ai, nhưng mà cả tâm lý và bác sĩ sức khỏe nữa. Hôm nay tôi có hai vấn đề muốn được tư vấn, cả về sức khỏe và cả về tâm lý. Vâng. Thì tôi nói về vấn đề sức khỏe trước nhé. Dạ. Thế tôi năm nay là tôi 62 tuổi rồi. Vâng, 62 tuổi. Về sức khỏe tôi thì cách đây hơn 10 năm rồi tôi bị Bacedo ấy. Sau đó là tôi chịu xạ và thì xảy ra tình trạng suy giáp ấy. Vâng. Thì tôi vẫn điều trị về cái suy giáp, nhưng mà tôi luôn luôn có nguy cơ là tăng cân. Thế bây giờ tôi muốn bác sĩ tư vấn cho tôi là làm thế nào để tôi phòng tránh được cái vấn đề là thừa cân béo phì. Vâng. Đấy là vấn đề suy giáp nhé. Còn vấn đề nữa là bây giờ tôi thì cũng bất hạnh. Hồi xưa tôi lấy chồng nhưng mà thảy thai nên tôi không có con nữa. Sau đó chúng tôi ly hôn. Thì tôi sống độc thân cũng hơn 20 năm nay rồi. Thế bây giờ tôi có nghĩa có lẽ là tôi không sinh nở. Mới hay nữa là tôi cũng nghĩ cái chuyện là gần gũi đàn ông ấy. Dạ vâng. Là tôi cơ thể tôi giờ thì tôi cũng cảm thấy vẫn là săn chắc. Vâng. Và thon gọn ấy. Thế tôi mới tham gia một cái lớp gọi là dân vũ ấy. Thế thì tôi có một cái yếu điểm là khi mà tập dân vũ ấy là tôi không quen mặc áo thịt ngực. Thì khi mà nhảy mà lắc như thế thì tôi sợ bị tập trệ, bị chạy ngược không. Dạ vâng. Bác sĩ tư vấn và một chuyện nữa là tâm lý tôi là luôn nhá. Chị nói đi. Vâng. Tôi chính vì xưa tôi ly hôn rồi đấy, nhưng mà tôi không lấy chồng, nhưng mà tôi nuôi con trai của chị gái. Vâng. Bây giờ cháu lớn, cháu gần 40 tuổi rồi, thấy vợ có con rồi. Tôi thì tôi vẫn ở với chung với các cháu, vâng. Kinh tế thì có thể là độc lập. Thế tôi độc lập tình cảm, lâu nay tôi cũng không nghĩ đến chuyện là tình cảm trai gái á. Thế vâng. Nhưng mà bây giờ có 2 tuổi rồi lại nảy sinh tình cảm với một anh bạn. Vâng. Anh cũng cùng tuổi. Vâng. Thì anh ấy cũng nói chung là tôi đánh giá thì anh cũng là người cao giáo, đẹp trai lịch sự. Đam mê nhau từ cái đam mê biết nhau từ cái sự đam mê về
ca nhạc, ca nhạc âm nhạc đấy ạ, hát hò đấy ạ. Dạ vâng. Thế thì tôi cảm thấy là cái chuyện tình dục thì chúng tôi cũng thưa thớt thôi, nhưng mà tôi thấy cảm xúc nó nhiều lắm. Thế ạ. Như là cái thời tôi mới yêu ấy. Vâng. Mà 40 tuổi á. Vâng. Thế thì bạn bè tôi cũng có bảo là, nói chung là đa số là họ ngưỡng mộ thôi. Tôi cũng đẹp đôi, thứ hai nữa là, nhưng cũng có người bảo là ôi, nhìn anh ấy đào hoa như thế thì không cẩn thận bạn sẽ bị thiệt thòi ấy. Vâng. Tôi thực sự ra là bây giờ mới nảy sinh tình cảm thì tự nhiên tôi phải chịu thôi. Vâng. Tôi thì tôi rất sợ bị tổn thương là một. Thứ hai nói chuyện về chuyện tình yêu thì tôi không chấp nhận cái chuyện chung trả ấy. Vâng. Thế tôi muốn là chuyên gia tư vấn cho tôi là với cái anh ấy thì anh ấy mối quan hệ với anh rất rộng. Anh cũng được nhiều người quý mến. Vâng. Và anh không giấu cái mối quan hệ của tôi với mọi người. Anh cũng sống độc thân với con cái y như tôi. Dạ. Là hai người cùng sống với con cái thôi. Đến với nhau thì xác định là không đi đến hôn nhân. Vâng. Mà là tri kỷ động viên. Rồi cùng vui vẻ hát hò thôi. Quý hóa quá còn tôi gì chị? Tôi rất e là cái chuyện bị tổn thương như rồi thì như bạn bè cảnh báo là anh đào hoa như thế thì sẽ có những cái chuyện là tức là đa dạng với mối quan hệ hơn đúng không hả chị? Dạ vâng. Thế bây giờ chị xin lỗi chị mong muốn điều gì ở chương trình trong cái việc chuyên gia tư vấn tôi là với con người như thế thì tôi có thể tin tưởng được không? Và rồi. Ở tuổi này rồi tôi có nên mà mặc dù là chị chỉ muốn dừng lại ở cái mối quan hệ là tri kỷ thôi như chị nói đúng không? Ồ, chị có nói là chị 62 tuổi và cơ thể rất là săn chắc và có thể nói là xinh đẹp đúng không ạ? Rồi. Tạm và tôi kêu như thế một chút ạ. Rồi, thì đâm ra cái chàng trai 62 tuổi mà chị nói là cao ráo đẹp trai kia mới tít thò lò đi đúng không? Chắc là thế. Rồi, chúc mừng chị. Và 62 tuổi mà chị vẫn... Tôi nói chuyện là tôi hơi ngại á. Dạ vâng. Chị vẫn ổn định được sức khỏe, vẫn chăm sóc sắc đẹp của mình như thế thì thật là điều đáng quý. Và hy vọng là không nghe câu chuyện của chị như thế này thì rất là nhiều các bà 62 tuổi cũng sẽ bắt chước và sẽ có những cái hành vi về việc chăm sóc sức khỏe cũng như là tập năng thể dục để cho có cái cơ thể đẹp hơn. Còn bây giờ thì những cái băn khoăn thắc mắc của chị sẽ được chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn cũng như bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn nhá. Xin mời chị Hải ạ. Quý đài cơ sở tiếng yêu ạ. Vâng ạ, vâng. Chào chị ạ. Vâng. Vâng. Vâng, cảm ơn bác sĩ Thúy Hải. Vâng, thật sự là lúc mà nghe giọng chị thì tôi rất là ngưỡng mộ luôn ý, bởi vì giọng chị quá trẻ luôn. Vâng. Và đến bây giờ 62 tuổi rồi mà các cái âm sắc nó vẫn rất là êm ái, nó rất là dịu chứ nó không hề mang một chút nào của cái người mà mình đã được xếp vào hạng người cao tuổi đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ. Chị ơi chị, thế thì chị có nói là chị xạ trị thì tôi hiểu là chị bị ca tuyến giáp chứ không phải là bị ba sơ đô đúng không chị? Không, người ấy bệnh viện người ta bảo là bác sĩ đô thôi mà. Thế à, chị bởi vì chị xạ gì đấy tôi cũng hỏi như là uống cái thuốc nước gì đấy. Vâng. Chỉ có 2-3 lần thôi thì làm nó triệt tiêu tuyến giáp đi chứ tôi không mổ. Thế nhưng à? Mà bác sĩ cũng bảo là như thế là phải dùng cái thuốc tuyến giáp suốt đời. Vâng, bởi vì ba giờ đô ấy thì bản chất của nó là cường giáp ạ. Và cường giáp thì nó có thể ảnh hưởng khá nhiều các cơ quan của cơ thể, đặc biệt là ví dụ như là mắt này, hoặc là nhịp tim này, hoặc là tay. Đấy, thế thì tôi cũng không rõ là chị ở trạng thái như thế nào. Nhưng nếu như là ba giờ đô thì phải điều trị suốt đời. Tức là phải có tái khám, phải có dùng thuốc để bổ sung cho cái hoạt động của tuyến giáp, tránh tình trạng suy giáp. Thế còn nếu như mà chị bị ca giáp thì rất nhiều những trường hợp ca giáp sau điều trị thì người ta ổn định và người ta không phải điều trị gì nữa, chỉ cần kiểm tra và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Thế thì tôi không rõ là tình trạng của chị là ở trong cái trường hợp như thế nào, nhưng mà cho dù như thế nào thì ở tuổi của chị hiện nay á, nếu có những cái bệnh lý gì thì mình cũng rất cần được theo dõi thường xuyên, được tái khám và được điều trị theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, đúng không ạ? Rồi chị lại còn tham gia các câu lạc bộ dân vũ nữa. Thế và tôi thì tôi nghĩ rằng là khi mà tham gia các câu lạc bộ dân vũ này ấy,
thì các cái hoạt động của câu lạc bộ dân vũ nó khá là đa dạng. Các cái bài nhảy của nó chủ yếu liên quan đến các khớp. Thế và mình lưu ý xem là mình có mắc các cái bệnh gì về khớp không, hoặc là các cái bài nhảy của nó mà nó không quá tăng gánh nặng cho tim. Ví dụ sau khi tập các cái điệu dân vũ hoặc là các cái nếu nó nhẹ nhàng mà chị không thấy khó thở, chị không thấy mệt, không thấy vã mồ hôi nhiều ấy, thì chị có thể tham gia các bài đấy thoải mái. Hiện nay thì mình đã 62 tuổi rồi và cái mình đã mãn kinh rồi, thì thông thường thì cái cơ ngực của mình, cho dù mình chưa mang thai, mình chưa nuôi con, thì tôi tin là cơ ngực của chị nó cũng vẫn rất là tốt ý. Nó săn chắc chứ nó không bị đến nỗi là chảy xệ hay là gì đó. Thì khi tập dân vũ chị vẫn có thể mặc những cái áo lót để nó nâng và nó giữ được cái cơ ngực của mình, đảm bảo cho mình tập các cái điệu múa nó không phải ngại ngần ý. Thế có điều là mình mặc áo thì mình mặc nó vừa vặn thôi ạ, chứ đừng có chật quá. Đặc biệt là nếu mà nó cơ chế đẩy hoặc là nâng nhiều quá, hay cái đệm mút nó dày quá, thì khi mà mình hoạt động nó có thể ảnh hưởng tới cơ thể cũng như là sức khỏe của mình. Chứ còn cái gì mà nó cứ vừa vặn với mình thì đều rất là tốt chị ạ. Vâng, vâng, bởi vì tôi thấy nhiều người 70 tuổi các bạn vẫn tập như thế, nhưng mà chỉ có mình tôi là không có thói quen là mặc áo ngực lúc tập với thôi. Ô thế cái không có vấn đề gì chị ơi, cứ chị cảm thấy cái gì chị cảm thấy thoải mái nhất thì rất là tốt ạ. Vâng. Có điều ví dụ nếu mà dân vũ mà tập ở ngoài đình, ngoài chùa hay ở những cái địa điểm mà nó rộng rãi thoải mái, chỉ có đội dân vũ với nhau không, thì chị có thể như thế nào chị cảm thấy thoải mái nhất đều có thể. Nhưng mà nó rộng. Vâng, tốt mà. Chỉ có trừ trường hợp mà ví dụ đi biểu diễn hay là ở những cái nơi mà nó công cộng quá, nó quá nhiều người qua lại, thì nếu mình có một cái cơ thể đẹp mà mình nó sợ là nó hơi bất tiện một chút thì mình phải suy nghĩ thôi, còn không sao đâu ạ. Biểu diễn tôi chỉ mặc áo ngực được chứ ạ. Vâng ạ. Lúc tập thì nó nóng được rồi thì nó hoạt động nó tốt mà chị. Nó khó chịu thôi ạ. Vâng, chắc chắn là như bác sĩ nói thì là chị không phải lo lắng chuyện mà nó chảy xệ đâu nhá. Còn cái chuyện mà tình cảm với chàng trai cao giáo đẹp trai 62 tuổi thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tâm sự thêm với chị ạ. Xin mời anh Đinh Đoàn. Rồi, cảm ơn Thành Văn. Xin chào chị. Vâng ạ. Rồi, vừa nghe câu chuyện của chị từ đầu rồi, chỉ muốn nói ngắn gọn một chút xíu như thế này nữa. Đúng là khi nghe xong câu chuyện của chị thì mới ngẫm ra một điều là đúng là ông trời không lấy hết của ai cái gì. Và giờ chị cũng có một chút xíu những cái vướng mắc, cũng có một chút thiệt thòi. Nhưng mà trời cho mình đến tuổi này rồi còn có sức khỏe này, mặc dù cũng có bệnh như rồi cũng qua. Đến tuổi này rồi còn ăn nói sang sảng như là con gái, rồi còn hát hò, rồi còn dân vũ, rồi kinh tế thì độc lập. Thì nói chung là cái đấy là một thứ tài sản vô giá mà rất nhiều bà bây giờ đang bò ra đi bế cháu nội, bế cháu ngoại hết ở miền núi lại xuống đến miền biển. Trong khi thì bà này là bà còn lo đi nhảy, thế là tuyệt vời rồi, rất là vui vẻ. Vâng, vâng, xin lỗi ạ. Quý đại là tôi cũng có cháu á, quan ở với tôi thì tôi cũng trông cháu, nhưng mà ở mức độ nào mình có thể phù hợp với sức khỏe thôi, chứ tôi không ôm tất cả. Vâng, vâng. Thôi, thế thì điều thứ hai tôi muốn nói thế này này. Ở đời cái chuyện tình cảm, ngay cả một đôi vợ chồng có đăng ký kết hôn, đứng trước bàn thờ tổ tiên vái lạy, rồi thề trước Chúa, trước thần Phật gì, cũng còn không dám chắc rằng có đi đến nhau với nhau đến tận cuối con đường, rằng là không phản bội nhau, rồi không chia tay, không bỏ nhau. Cho nên là thôi, mình đừng kỳ vọng quá nhiều. Ở tuổi của mình còn có một người bạn trai đến với mình, ít nhất là lúc này, và còn chia sẻ được, và mình thấy còn có cảm xúc, thế là quá tuyệt vời. Hãy sống với từng giây phút hạnh phúc, đừng nghĩ đến chuyện làm sao cho nó quá dài lâu. Biết đâu chỉ 3 năm nữa chính chị là người chán trước, đúng không? Ta không nói được điều gì. Biết đâu chính anh ấy mà cứ đòi là không cho mình đi tập nữa, chứ mình đi tập ngộ nhỡ mình đẹp quá chứ tôi không giữ được mình chẳng hạn. Biết đâu anh lại ghen, anh ấy lo, anh ấy giữ mình, chứ không phải là mình phải lo rằng anh ấy có người đọ người kia. Hãy cứ vui vẻ, hãy cứ làm cho mình khác biệt so với những người khác. Có thể mình không được bằng những chị 40, các chị còn trẻ trung hơn, nhưng mà mình có những cái điều mà những người khác không có được, thì đấy cũng là một thứ để mà gọi là níu giữ tình cảm giữa hai người. Còn mình không đặt vấn đề là làm sao để anh phải toàn tâm toàn ý với mình nhá.
Thôi mình cứ sống thoang thoảng một chút thế, thôi. nhưng mà tôi chỉ sợ là tôi tổn thương người tôi không chịu đựng được ý. Từ trước nay tôi sống, tôi cứ cứ phải sợ, tôi khép mình nhiều ấy. Bây giờ tôi cứ sợ tổn thương. Vâng, biết được. Tôi cũng rất là cảm ơn quý đài thế về lần đầu tiên. Dạ. Đài tư vấn thì tôi cũng có những cái băn khoăn đơn giản như vậy. Dạ vâng. Lần sau rất là phức tạp hơn đấy ạ. Dạ vâng. Rồi xin cảm ơn chị đã quan tâm đến chương trình và gọi điện đến chương trình để chia sẻ. Chào chị nhé. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thị Hải. Quý đại cửa sổ tình yêu ạ. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo, Nam Định đâu ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đây, câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi của em là em muốn hỏi là hiện tại thì em mới quen một bạn trai được 6 tháng ạ. Thế nhưng mà em có nghĩa là em xác định là tại vì là cũng kết thúc cuộc hôn nhân đầu cũng được mấy trước đấy là được 2 năm, nhưng mà đến cuộc hôn nhân này đến cái cuộc cái chuyện tình cảm này thì chưa xác định là lấy luôn, nhưng mà cái ý là vấn đề là cái anh này thì anh rất là muốn đến với mình ý. Mà em lại có bầu, nhưng mà em lại không muốn để, bởi vì em cũng chưa muốn là lập gia đình luôn lúc này, vì em vẫn còn một bé 6 tuổi. Rồi với lại là trong cái lúc mà hai người tìm hiểu nhau thì có 1-2 lần ý là anh ấy nói về cái vấn đề là ý là con riêng của mình, con trai của mình, thì anh cứ bảo là 1-2 lần nữa anh có nói qua mà là ý là để cho bố nó nuôi rồi mình chu cấp cũng được. Rồi thế nên nói như thế là em cảm thấy phân vân trong cái mối quan hệ này. Rồi thứ nhất là năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em 32 ạ. 32 tuổi và đã ly hôn như bạn nói là 2 năm nay đúng không? Vâng. Khi cậu con trai của mình mới có 4 tuổi. Được, con trai từ lúc 4 tuổi ly hôn, bây giờ cháu 6 tuổi ạ. Ừ. Và bây giờ cháu chắc là đang học lớp 1 đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ thì lại có thai với kẻ cái chàng trai mà mình đang quen. Nói nữa là thật ra là vừa rồi cái tuần cái cách đây 1 tuần không có cãi nhau. Thì em ý là trong lúc mà đầu thì tâm trạng nó không bình thường cho lắm, thì cũng có cãi nhau xong rồi nói một vài câu. Thế là anh ấy cũng bảo là nếu vậy thì thôi tùy em ý là em để cũng được, em để cũng được. Tóm lại là cái thai trong bụng là anh ấy bảo là tùy, muốn giữ thì giữ mà muốn bỏ thì bỏ đúng không? Vâng, thai được bao nhiêu tuần tuổi rồi? Lúc mình xúc động quá ấy, thì mình có đi bỏ rồi. Thế là bây giờ em đã đi bỏ được hơn một tuần nay. À, sức khỏe thì thế nào rồi? Suy nghĩ đắn đo vẫn tiếp tục, thì trong quá trình đấy dẫn giận nhau vừa rồi thì em cũng có làm lành, tại vì trong suốt hơn 1 tuần tự nhiên mình cảm thấy không biết nữa, thì tâm trạng nó linh tính, em không biết là liệu em có bị rơi vào cái tình trạng là bị trầm cảm hay không. Anh ấy bao nhiêu tuổi? Dạ anh ấy năm nay 35 tuổi. Thế mà cũng đã ly hôn vợ à? Vâng, anh ấy ly hôn và anh cũng có một đứa con gái 6 tuổi ở bên mẹ. À, thế và chàng trai này cũng rất là thật thà là nói luôn cái mong muốn của mình là nếu mà có đi đến xa hơn là kết hôn chẳng hạn thì nên để cái cậu con trai mà bạn đang nuôi là để cho bố nó nuôi đúng không? Vâng, ngoài nữa là em không muốn lên nhà anh ấy ở, anh ấy bảo là không ở chung với mẹ nhưng mà sẽ ở gần bố mẹ. Cách nhà em chắc tầm 30-40 cây ấy, nhưng mà em lại không muốn sống ở trên em, lại muốn sống ở gần nhà bố mẹ em hơn ấy. À, ai cũng mong muốn là ở cùng gần bố mẹ mình chứ không phải là bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ đúng không? Và bây giờ thì bạn đang băn khoăn về cái mối quan hệ này đúng không? Vâng ạ. Mặc dù đã sau khi cãi nhau thì đã làm lành rồi. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi xin chào em. Mời em chào anh. Thôi câu chuyện cũ mà ly hôn rồi thì mình khép lại đúng không? Bây giờ mình nói về cái chuyện là mối quan hệ hiện nay. Ban đầu thì nghe cái chuyện là có thai thì cũng nghĩ rằng em băn khoăn về việc là có nên cân nhắc giữa để hay là bỏ, nhưng em đã bỏ rồi. Và tất nhiên thế này, một người phụ nữ sau khi ly hôn nuôi con một mình rồi lại làm quen với một người đàn ông rồi cũng đã ăn ở với nhau như vợ chồng đến nỗi có thai thì chắc chắn là khi chia tay cũng sẽ hững hụt. Mặc dù nghĩ đến chuyện xa hơn là hôn nhân thì mình còn quá nhiều điều phải đắn đo.
nào là cũng chưa hợp lắm, mình cũng chưa thấy quyết tâm lắm, rồi anh ta có vẻ lại muốn không muốn nuôi con mình, rồi lại cứ nằng nặc bắt mình theo ý anh ấy về quê, rồi tóm lại là nhiều thứ mà mình chưa thấy thật sự là thỏa mãn trong lòng. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì nó cũng có cái người đàn ông ở bên cạnh, nó không trông chênh, nó không trống trải. Thế cho nên là sau khi bỏ cái thai rồi, mình quay trở lại, mình lại thấy nhớ anh ấy, lại thấy gần. Và bây giờ thì nối lại đúng không? Và vẫn là Dạ trong đúng cái ạ. tình trạng là còn nhiều thứ đắn đo và nhiều Dạ cái gạch đúng. đầu dòng chưa giải quyết được. Dạ đúng Thứ ạ. nhất, trai thì không còn vợ mà gái thì đã ly hôn chồng, các bạn có quyền ở với nhau, sống với nhau như thế nào là tùy, không vi phạm pháp luật. Đấy là việc đầu tiên của các bạn. Các bạn có thể dọn vào chung một nhà, chung sống, thuê cho nhà trọ rồi đóng tiền và ăn như ăn ở như vợ chồng, đấy là quyền của các bạn. Thế Thì còn có nghĩa là hiện tại thì anh ấy cũng vẫn qua thì chỗ em có mở cửa hàng làm nail thì anh ấy vẫn ở, anh ấy thì lái xe Bít Nam Định thì anh ấy vẫn thường xuyên anh ấy ở lại đây thì cũng sống với nhau như vậy, nhưng mà ý là sau khi mà bỏ cãi nhau xong rồi thì cảm giác thì anh ấy lại vẫn muốn lôi nuôi cái ý định là muốn có con tiếp, bởi vì đấy là anh ấy cứ muốn là kết hôn sớm, mà em thì thực sự là em muốn là tìm hiểu nhau thêm vài ba năm nữa. Đúng. Hoặc là nhưng mà anh ấy thì lại bảo là bây giờ anh ấy nhiều tuổi, anh bảo anh 35 tuổi rồi mà bây giờ có một đứa con thì nó ở với mẹ thì tháng tháng anh vẫn chu cấp cho nó, rồi anh ấy hàng tháng anh vẫn đón nó vài ba lần, anh sang bên ngoại anh đón nó, rồi Hiểu rồi. anh ấy vẫn quan tâm con này anh ấy lắm. Chàng trai 35 tuổi rất là muốn có gia đình, bởi vì bây giờ nó như là một thằng độc thân, như một thanh niên độc thân, Đúng rồi ạ. vợ không con không. Thế nhưng mà bạn ấy muốn rằng là mình trả cậu con trai mình về cho bố nó. Thế là hai đứa đều độc thân dắt díu nhau đi và bắt đầu xây dựng một trang mới, không có vướng bận gì đến con cái, đúng không? Vâng. Cái việc Anh mà ấy anh muốn là anh ấy muốn có con nhưng mà lại mà muốn là em sinh con. Nhưng mà thực ra rồi em cũng rồi không biết rồi hiểu anh ấy rất là muốn có con, nhưng mà lúc cãi nhau thì anh ấy lại không giữ, mà anh ấy lại biết kiểu anh ấy cãi nhau thì anh cũng rất là bất cần, cái kiểu như thế. Xong rồi nhiều lúc chẳng biết là tại sao. Xong vừa rồi em cũng có đi bỏ nhưng mà em cảm thấy rất là day dứt, xong rồi gần như kiểu em bị trầm cảm ấy. thôi, chuyện đã qua rồi không nói nữa, bây giờ tập trung vào cái chuyện là cứ ăn ở với nhau đi, không ai bắt mình có thai được, mình là phụ nữ mình biết là có để không để chứ, nếu mà mình có biện pháp thì vẫn quan hệ với nhau thì mình phải ngừa thai để tránh trường hợp là phá liên tục rồi ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là day dứt về tâm lý. Còn thì tìm hiểu nát đi tất cả những cái ý định mà có thể cái gì cũng thông được với nhau, hoặc có những thứ phải gọi là chấp nhận, thì lúc đấy chúng ta mới gật đầu tiến tới hôn nhân. Bởi vì ăn ở với nhau với lại cái tiến tới hôn nhân như kia nó chỉ khác nhau cái việc là đi đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp thôi. Còn hiện nay ở với nhau đi, có cọ sát đi để có những tính nào xấu nhất thì nó cứ lộ ra hết đi để xem cho mình có chấp nhận được không, đúng không? Thế còn mình không phải chạy theo khi mình lòng mình chưa thật sự là yên tâm về cái mối quan hệ này, mà mình chỉ vì là anh ấy muốn phải cưới ngay, muốn phải có con mà mình chiều thì rồi mình lại một lần đổ gãy nữa thì không tốt đâu. Đừng để quá tam ba bận nhé, đời ngắn lắm nhé. Thì anh nhìn là em bị, không phải em đổ vỡ hôn nhân một lần, thực tế là em đã đổ vỡ hôn nhân 2 lần rồi. Lần đầu tiên là em có lấy một người đấy nhưng mà chỉ sau khoảng chưa được 2 tháng là bọn em đã chia tay rồi mà không có con gì hết, bởi vì hồi đấy anh ấy rất là vũ phu, anh ấy đánh em ấy. Thế xong rồi chưa được 2 tháng bọn em đã chia tay nhau luôn, em Thế mới cho lấy nên lần này lại càng phải cẩn trọng, cố gắng để con. lần Cho nên là này. nhiều lúc em bị, khi mà em thích ai đấy xong rồi em cứ hay bị tâm trạng em cứ bất ổn lắm, em cứ hay bị lo sợ nhiều thứ ấy. Lo sợ nhưng mà không có nghĩa là lại vội vàng vơ lấy, vì ta mới có 31, 32 tuổi, đã 2 đời rồi. Thì cái lần thứ ba này hãy cố gắng là lần cuối cùng trong đời, hãy chọn thật kỹ, cứ bình tâm bình an. Bây giờ cứ đi làm mà ăn kiếm tiền nuôi con, vẫn cứ có nhà có cửa, bạn trai nào thích đến mà mình cũng có rung động thì cứ tiếp đón có vậy thôi. Còn chúng ta chỉ gật đầu tiến tới hôn nhân khi mọi sự đã được thỏa thuận một cách thỏa đáng nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn rồi chứ? Vâng ạ, em cảm Rồi, ơn ạ. chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và đặc biệt là trong vấn đề hôn nhân nhé. Xin chào Vâng, bạn, em cảm cảm ơn ơn. anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Trị. Alo, khán giả gọi đến từ Quảng Trị đâu ạ? Dạ đây ạ. Rồi, chào bạn. Alo. Dạ. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ em hỏi về cái vấn đề con yêu sớm ấy nè. Rồi, bạn nói đi.
Con em năm nay học lớp 9 thì có yêu cái cô bạn đó, mới mới yêu cái cô bạn đó học lớp 7. Giờ em cũng nhờ chuyên gia tư vấn cho em là nên làm thế nào để mà cho con là đừng có ảnh hưởng đến việc học, mà rồi là không ảnh hưởng đến, nếu như làm căng thì rồi con ảnh hưởng đến tâm lý đi, để làm con có những cái suy nghĩ tiêu cực á. Bạn có mấy người con? Dạ em có hai người con, một con lớp 9 và một con học lớp 5. À, một lớp 9 là cậu con trai cả đấy đúng không? Dạ. Thế lúc về là tâm sự với mẹ là con thích cô bé lớp 7 à? Không, không vì không tâm sự đâu, nhưng mà có em trai đi học cùng trường ấy, về em bảo lại, em bảo là mẹ ơi con thấy anh là có người yêu ấy, vì con thấy là anh hay đi với cái chị ở học ở lớp 7. Rồi thế à? Tức là chỉ có mỗi cái cậu em trai là về tả là cậu anh lớp 9 của mình là thích thích cô lớp 7 đúng không? Dạ, mình đã tìm hiểu sâu hơn chưa? Bạn bè học ở trường á, bạn ở trường á cùng cùng kể chuyện thì nói như thế, và cô ơi cháu thấy đạt nhà cô có người yêu rồi, thấy yêu cái cô bạn học lớp 7. Thế à? Thế bao đã bao giờ mình kiểm tra lại chưa, thông tin chưa với thầy cô giáo ở trường? Không, em thì không chưa hỏi cô, bởi vì thầy đó thì thầy chủ nhiệm, mà thầy thì thầy cũng lớp đông cho nên thầy cũng thầy dạy thể dục cho nên thầy cũng không quan tâm lắm, nhưng mà thầy cũng thông tin thì thầy cũng nắm rõ đâu, vì nhưng các bạn ở trường và các con mà của các phụ huynh ở trường về nó kể là về ba mẹ, xong ba mẹ có kể với em. Thế là từ ngày mà mình biết là thằng cô lớn nhà mình có người yêu ấy thì thấy sức học của nó thế nào? Dạ. Lực học của nó thế nào sau khi có người yêu? Dạ không, thì tình hình học tập của nó thì em thấy cũng vẫn bình thường. Vẫn bình thường, vẫn tốt thôi đúng không? Dạ, dạ. Nhưng mà em cứ lo là giống như là thì tình hình học hành thì sức khỏe thì vẫn là bình thường. Mình cứ phải lo đúng không? Lo trước. Nói như thế nào với con để con không đi quá xa những cái chuyện mà quá giới hạn của tình yêu của học trò. Thế hỏi nhỏ mẹ nó là mẹ nó có người yêu thích thích cái chàng trai khác ở trong trường là từ năm lớp mấy? Thích thích thì khó. Có khi từ lớp 5 ấy chứ. Đúng không? Dạ không, phải lớp 9 đấy, phải không phải lớp 9, nhưng mà cũng khoảng lớp 9. Không ra ngoài mà không phải là thể hiện rõ ràng như học sinh bữa nay đâu, không dám đâu. Ngày xưa cách đây nó cũng khoảng 15 năm, nó khác 20 năm ngày trước thì nó phải khác bây giờ chứ đúng không? Dạ, nhưng mà không, trẻ em hồi đó không phải là mình dàn rồi là giống như trẻ em bữa nay đâu. Cái hồi ý thì mình nghĩ là rất là trong sáng đúng không, chỉ thích thích thôi, nhưng bây giờ là mình đang lo là cậu con trai của mình nó đi quá giới hạn, lớp 9 mà nguy hiểm thật đấy nhỉ. Không biết là lớp 9 thì chuyện thích nhau yêu nhau là có phải là bình thường không thưa anh Đinh Đoàn? Rồi, trước hết là xin chào mẹ trẻ Quảng Trị. Dạ em rất 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 thích là nghe anh Đinh Đoàn nói hôm nay thì em mới được gặp đấy ạ. Rồi xin chào bố cháu, có đi công tác xa hay là ở nhà làm ở nhà gần nhà? Dạ bố cháu cùng 6 tháng thì làm ở nhà, còn 4 tháng thì phải đi vào Gia Lai. Hiện tại thì thời điểm này là bố cháu đang ở Gia Lai chứ không ở nhà. Ồ thế hả? Sao lại cứ Quảng Trị Gia Lai thế hả? Dạ. Thế rồi mình thì có bận công việc lắm không? Dạ không, em thì cũng cũng làm nông nhưng mà công việc thì cũng không bận lắm. Con trai chắc là cao giáo sáng sủa dậy thì lâu rồi đúng không? Đang trổ ma đúng không? Dạ, cháu nó dậy thì sớm ấy nè. Tầm lớp 7 là bắt đầu dậy thì rồi. Mà thằng cu nhà em so với các bạn cùng lớp thì nó phát triển sớm hơn, tức là phát triển về cái tính cách á. Cơ thể cũng cao lớn hơn, xong rồi trông cũng chững chạc hơn, xong rồi trông như gà trống choai rồi đúng không? Có vẻ còn để ý đến là tóc tai giày dép là cũng... Đúng rồi. Để ý, rất để ý đến tóc tai, nói chung là hình thức rồi, là rất để ý. Người ta có người yêu rồi người ta phải thế chứ đúng không? Thật ra thế này này các mẹ, thứ nhất là đừng có quá lo lắng, các bạn trẻ bây giờ lớp 8, lớp 9 bắt đầu thinh thích nhau, mình gọi là thinh thích đi, đừng nói cái yêu nghe nó nặng lắm. Thích thích nhau, trai gái thích nhau là chuyện khá phổ biến. Con nhà mình nó còn dắt tay nhau, nó còn đi cạnh nhau để các bạn với mọi người còn nhận thấy thằng em lớp 5 mà còn biết ông anh có người yêu, chứng tỏ còn đang rất trong sáng. Chứ có cái đối tượng là không ai nhận ra, chúng nó thật sự là bí mật ở trong trường không ai biết. Nhưng mà
nó rảnh rỗi hết giờ học nó đưa nhau đi gốc cây bờ suối gì, hay nó ngồi cà phê cà phá ở thành phố thì ngồi quán cà phê kín đáo nó ôm nhau hoặc nó làm trò này trò khác với sợ. Cho nên là cu nhà mình chắc là đang muốn thể hiện là mình trưởng thành và có người lớn, có bạn gái. Dạ, đúng Thứ rồi. nhất không nghiêm trọng lắm, mình để ý lưu tâm một chút thôi. Bây giờ mà mình lại nói với con rằng mẹ cấm con không được yêu đương thì cũng chẳng được đâu mà. Nó sẽ rút vào hoạt động bí mật ngay. Nó nghĩ rằng mẹ không đồng tình, con làm gì xấu đâu. Con có bạn gái, con thích bạn, bạn quý con. Chúng con vẫn học tập tốt, chúng con có ảnh hưởng gì. Mà đúng thế thì ảnh hưởng gì mà cấm, đúng không? Thế mà mình lại cứ vạch đường sẵn là con ơi thế nhá. Đôi khi chúng nó cũng còn yêu trong sáng đấy. Mình thì cứ nghĩ là trong tối chứ chúng nó còn đang trong sáng. Nó được gần nhau, cầm tay nhau, nó cũng thích trong nhắn tin là vợ yêu chồng rồi, chồng nhớ vợ không rồi vân vân. Thế mà mình đã, con ơi cẩn thận nhá, đừng quan hệ tình dục nhá. Thế mà quan hệ tình dục phải đi bao cao su nhá. Thực ra thì cầm đèn chạy trước ô tô, có khi nó chả nghĩ đến cho mẹ này cứ đi dậy. Đó, thế nhưng tất cả những cái điều mà mình lo, thường thường các bố các mẹ chỉ lo có hai điều: một là đi quá giới hạn, tức là có quan hệ tình dục; hai là nó sao nhãng học tập. Thế thì cái sao nhãng học tập là cái mà mình có thể giám sát được nhất. Mình hoàn toàn có thể, thầy chủ nhiệm nữa, có thể là thầy thì không nhạy cảm, mà các cô thì hay để ý quan tâm hơn, thì biết là trong lớp là có chẳng hạn như các bạn nó mách là cô ơi bạn Đạt là có người yêu rồi đấy, thì cô biết, nhưng mà thầy chắc cũng không quan tâm. Mình hoàn toàn có thể, mình có thể trao đổi với thầy là năm nay con cũng lớn rồi, nó cũng có những cái suy nghĩ, cũng 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 em lo quá, có gì thầy để ý hộ em, thầy nhắc nhở hộ em, ví dụ như thế, đúng không? Thầy không biết thì mình nói, nhưng mà không phải là để dạng bắt đền, đừng mừng xui là hai bên là cả nhà trường và gia đình cùng cấm chẳng hạn. Như thế thì đấy là mình đã can thiệp thô bạo rồi, các cháu nó sẽ và đặc biệt thế này này, cái chuyện thích nhau nó không bền đâu. Trời ơi, rồi đến cuối năm là chuyển sang là yêu một em lớp 8, xong sang năm là lên lớp 10 Ba là cấp 3 sang trường khác, bắt đầu lại lại gặp một em ở xã khác cùng. Tóm lại là mẹ cứ hãy nhớ rằng nếu có con trai mà đẹp mã như con nhà mẹ ấy, từ nay đến hết lớp 12 sẽ còn 9 10 vụ nữa cơ, không có lo sớm làm gì nhá. nhưng mà thử lắm anh ạ, là bữa nay con trẻ em bữa nay em sợ đi quá cái giới hạn á, trong bố mẹ thì cứ nghĩ là thôi chắc con ấy chắc như vậy là bình thường, nhưng mà chẳng may nó làm sau lưng mình không biết á. Rồi, sau lưng không biết thì thật ra thì cũng chẳng có ai đi cùng các con được, các con nó cũng được học ở nhà trường. Nếu có điều kiện thì ra bố nói chuyện với con trai, rồi có người yêu cũng được nhá. Lúc nào đưa dẫn bạn gái về đây xem nào, mẹ chuẩn bị làm món gì đó, chủ nhật này là anh Đạt đưa bạn gái về đấy, xong cả nhà mình vui vẻ, tức là mình rất là cởi mở. Sau đấy thì mình mới có thể dặn dò cả con mình lẫn cái con bé kia, ví dụ như thế. Ôi bác thấy nói rằng là Đạt với lại cháu thích nhau thôi bác cũng vui. Anh em cứ quý nhau, cứ tạo điều kiện, cứ hỗ trợ, cứ chia sẻ nhau trong học tập cũng tốt thôi. Thế xong rồi khi mà bố nói với con trai ấy, cẩn thận, nó mới học lớp lớp 7, nó mới có phần đấy tuổi. Nếu các con có đi cho quá giới hạn đấy là con bị vi phạm pháp luật đấy. Quan hệ tình dục với trẻ dư chưa đủ 16 tuổi là đi tù đấy. Tức là phải cung cấp cho con cả kiến thức, chúng nó cứ tưởng là nó thích là nó làm. Thế nhưng mà nó làm như thế xong rồi con bé kia nó về nó mới kể với bố nó, hoặc là bố mẹ nó biết xong rồi, hoặc là nhận ra rằng là có ai đó người ta biết rằng là có quan hệ với lại người chưa đủ 16 tuổi là con mình bị vi phạm pháp luật. Đấy là một là phải cung cấp kiến thức. Cái việc thứ hai là ôi dồi ôi, đừng có để mà lại lớp 10 mà lại có con nhỏ nhá, lại bỏ nửa chừng để mà bố không cưới vợ cho đang học lớp 7 đâu, cứ nửa đùa nửa thật đấy, đúng không? Ừ, thôi yêu thì không sao, nhưng mà nhớ đừng thế này đừng thế kia, đặc biệt là nhắc nhở về việc quan hệ tình dục với lại trẻ học lớp 7 lớp 8 nhá. Rồi. Thì mình có nên nói với bố mẹ của cái bạn gái đó không ạ? Nếu có thể thì mình nói cơ bản, nói với kiểu gì thôi này. Ồ, cháu Hoa là con gái chị ấy, thấy bảo là thích cu Đạt nhà em, hai đứa nó có thích nhau thôi cứ kệ chị ơi, hai bên nhà mình cùng để ý theo dõi rồi có gì nhắc nhở các con nhé. Thế thôi, chứ còn đừng có gọi cho người ta nói rằng là chị có con gái chị phải nhốt vào hay chị giữ, thì đừng để nó quyến rũ con tôi. Tức là mình không gây sự với người ta, nhưng mà đôi bên gia đình cùng đồng lòng cùng Bảo ban theo dạy dõi, dỗ các bảo ban con. dạy dỗ các con nhé.
Dạ. Rồi, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Xin chào bạn nhé. Và đừng lo lắng quá, ở cái tuổi này chúng nó thích nhau một chút cũng không sao mà. Có khi lại là động lực để nó học hành tốt hơn đấy nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo Hà Nội đâu ạ? Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Vâng, tôi nghe đây ạ, tôi nghe đây ạ. Được biết anh ngoài 60 tuổi đúng không ạ? Dạ vâng, tôi 65 ạ. Dạ vâng, anh có băn khoăn gì gọi đến chương trình của chúng tôi vậy? Vâng, thưa quý đài là tôi có một cái vấn đề này, nói cũng hơi ngát một tí. Dạ. Mà vâng, cũng xin phép được hỏi, tôi năm nay 65 rồi. Vâng. Vâng, thì mà xã tôi cũng 65, 64, 65 rồi. Vâng. Thế thì cái nhu cầu của tôi nó cao quá. Thế cơ à? Vâng, thì thực ra cái này thì từ thanh niên nó cũng đã có rồi. Nhưng ủa thế à? Lúc tức thanh là niên nó trường kỳ từ ngày trẻ nay là cứ luôn luôn có nhu cầu cao thế ạ? Cái lúc thanh niên lúc đi làm thì mình còn va chạm ABC trong ngoài. Thế à? Có va chạm à? Vâng. Có va chạm gây hiệu quả nghiêm trọng không? Không, yeah. Tức là mình kiểm soát được cái đấy. À thế ạ, có điều mày là quá. Bây giờ thì nó cũng có tuổi rồi, thứ hai là cũng chững chạc thì mình cũng phải giữ ý. Thế à. Nên là cái việc mà ấy cũng không dám bạt tử như là thời ngày xưa. À nhưng mà có va chạm không? Tức là 65 này còn va chạm bên ngoài không đây? Không, thì bây giờ đã bảo phải giữ ý rồi mà. À giữ là thôi tịt luôn đấy, là dừng luôn. Không, có con dâu con rể rồi. Nên à thế à, rồi chúc mừng anh. Nó rồi. Có vấn đề gì mà nó vi phạm pháp luật hoặc là nó lên đài lên báo thì chết. Chết, à, ông lo đấy. Vâng, à, bây giờ bảo, ui giời, tưởng ai, hôm nọ nó thấy trên ảnh, thì ông này, bố mày chẳng hạn, thì là chết. Rồi, thế thì bây giờ là 65 tuổi mà anh bảo khỏe quá thì anh băn khoăn điều gì? Anh muốn nó yếu đi à? Bây giờ nên thì bà anh không 65, bà 64-65 thì bà anh không còn cái nhu cầu này. Thế à? Bây giờ cũng không biết là do bệnh hay là do cái gì mà tôi, mà thứ hai nó không lấy được thì người nó cũng rất bứt rứt mà nó cũng cứ lục đục rồi nó cái đá thúng đục nia. À, đấy là anh đấy hả? Vâng, thì nó không giải tỏa được. Rồi, thế thì cái nhu cầu của anh bảo khỏe quá là một tuần là anh ao ước mong muốn là có được. Ngày nào cũng được, nếu nó có ngày nào cũng được. Ngày nào cũng được? Vâng, nó khổ thế. Thế à? Thế thì cái hồi trẻ mà anh còn bảo khỏe hơn thì chắc là một ngày không, muốn trẻ nó cũng thế, như tôi đã nói cũng thế, là cái này nó có từ ngày xưa, tức là cái hóc môn của ngày xưa, nhưng mà lúc trẻ mình công tác công te rồi rẽ ngang rẽ ngửa rồi nó kinh tế nó có rồi sức khỏe nó khỏe rồi quan hệ nó rộng thì nó dễ hơn. Dạ vâng. Bây giờ về nghỉ rồi thì nó cũng tất cả mọi cái nó hạn hẹp. Vâng. Quan hệ rồi tài chính rồi tiền tệ rồi quan hệ nó đều hẹp cả. Rồi. 65 tuổi anh có mắc cái bệnh mãn tính nào cần phải điều trị không đấy? Đấy cái bệnh đấy thì đấy là mắc. À bệnh đấy thôi. Có tiểu đường, huyết áp rồi là mỡ máu thì không? Chả có bệnh gì, tôi đi khám định kỳ thì cái lúc mà tôi ở cơ quan tôi cũng đi khám định kỳ 6 tháng một lần. Rồi. Thì nó cứ bảo tôi có tập thể dục, khen tôi các thứ gì không mà. Tôi thì ra tôi chẳng có môn thể dục gì cả. Tóm lại 65 tuổi mà vẫn như thanh niên thôi đúng không? Nhưng mà cái chỉ số của tôi nó tuyệt vời luôn. Ồ thế à? Rồi chúc mừng anh. Em nó biết cứ hỏi tôi có tập thể dục, nó cứ ngoài nó phá lên nó cười. nó cũng đi công tác mình nó biết mình rồi. Ở tầm tuổi anh mà nhu cầu ngày nào cũng có thì rõ ràng là quá tốt. Và cái sức khỏe tổng thể cũng là rất tốt thì mấy cái nhu cầu kia nó mới tăng cao như thế. Và cái điều quan trọng nhất là anh băn khoăn là cái sự khỏe khoắn của mình lại không phù hợp với bà xã cũng 65 tuổi của mình đúng không ạ? Chăm dâu đổ đầu tằm, nó đổ tất vào đầu bà ấy thì bà ấy không lấy được. Thế bà ấy là cái nhu cầu của bà ấy là không mong muốn là được mất bao nhiêu năm nay rồi? Anh bảo phụ nữ thì tầm độ khoảng 48-50 thì gần như là nó, nếu mà nó nhu cầu thì 48-50 nó gần như nó không có nhu cầu nữa. Thế là khoảng 15 năm nay là anh cứ bực mình thế nó, đấy. Không, chẳng qua nó cũng sợ mình, ra nó chiều mình thì nó vẫn ấy, nhưng mà đợi để là nó không thoải mái. Thứ hai là mỗi lần gặp mình thì nó kiểu nó như kiểu nó cho xong chuyện này. Hay là anh bạo lực quá? Không, bây giờ tôi bảo giáo sư cái đấy. À, giáo sư cả.
không thấy hơi nói hơi vui nhưng mà nó tế nhị, nhưng cái đấy thì không phải của mình nữa. Thứ nhất là mình có văn hóa đàng hoàng rồi, là cái đấy nó cũng rất tế nhị, nó là tình cảm. Tôi đi, tôi nói thật với anh là Thành Văn nhỉ? Dạ. Tôi nói thật với anh Thành Văn là kể cả mình đi ra ngoài thì nó vẫn quý mình. À thế à? Tức là ông làm đến đâu là ấn tượng đến đó đúng không? Không phải, mình không phải là dùng cái gì cả, không phải là mình dùng đồng tiền hay không phải dùng cái gì, nhưng mà hãy để là việc nào đi được đấy. Rồi. Đấy là nghề của nó thì mình của mình thì ấy, nhưng mà mình vẫn cứ nhẹ nhàng, vẫn cái nó vẫn quý mình. Vâng, chúc mừng anh. Không dám cho số điện thoại. Dạ vâng. Ra bỏ mẹ. Đấy. Rồi, bây giờ những cái băn khoăn thắc mắc của anh sẽ được bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ nhé. Xin mời chị Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng, tôi chào anh. Dạ, vâng, chào chị ạ. Thật sự là, vâng, tôi cũng nghe câu chuyện của anh với anh Thành Văn rồi ạ. Trước tiên là phải rất là chúc mừng anh, bởi vì là 65 tuổi mà anh không mắc một cái bệnh mãn tính gì, không có những bệnh lý gì liên quan tới rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt là trong chuyện tình dục thì cái sức ham muốn của anh nó cũng có giảm sút so với trước đây, nhưng mà so với mặt bằng chung thì như thế là anh hiện nay chứng tỏ là anh rất là khỏe, đúng không ạ? Vâng. Không, xin cắt ngang để bác sĩ đi ạ. Nó lại không giảm, nó lại vẫn giữ mà có chiều hướng, nó bây giờ nó rối rãi, nó còn tăng lên cơ. Vâng, có lẽ nó tăng lên là bởi vì nó không được giải tỏa thường xuyên. Vâng, đúng, như vâng. Là trước đây, như là khi mà anh còn công tác, đúng không ạ? Nó phân tán công việc, nó đỡ đi. Bây giờ thì anh muốn chúng tôi tư vấn cho anh điều gì ạ? Tôi cũng muốn hỏi xem là như thế là bây giờ có cái giải pháp gì hay là như thế nào? Vâng. Thì đấy. Tôi nghĩ rằng là bác sĩ tư vấn cho tôi tí có cái giải pháp nào để một là nó điều chỉnh những cái đấy, thứ hai nữa là để cho gia đình nó vui vẻ. Thực ra nếu mà nói về mặt sức khỏe ấy, thì như thế thì rất là tốt rồi ạ. Vâng. Và bây giờ thì nó cũng có những cái hạn chế nhất định từ phía chị vợ, bởi vì là chị cũng bằng tuổi anh và anh cũng biết rằng là chỉ cần khi mãn kinh, tức là 55, 56 trở ra là cái chuyện ham muốn tình dục của người phụ nữ khi mà người ta ở giai đoạn mãn kinh ấy, nó đã không được như trước đây rồi. Thế còn đặc biệt là chị nhà mình thì bây giờ lại còn cũng là người cao tuổi rồi, tức là cũng xem tuổi như anh, đúng không ạ? Chính vì thế là cái chất lượng quan hệ tình dục để như anh được mong muốn chắc chắn là sẽ không có. Chắc chắn là sẽ không có. Chỉ có điều là thế này ạ, tôi thì tôi nghĩ là thứ nhất là anh tự giải tỏa thôi ạ. Chỉ có cách là anh tự giải tỏa bức xúc của mình. Đấy, thế còn giải tỏa bằng cách nào thì tôi tin là anh nói là anh là người có văn hóa, anh cũng tự tìm hiểu được là anh giải tỏa bằng cái cách nào để anh có thể thoải mái hơn và không bị bức xúc, không đá thúng đụng nia, rồi là không chút vào đầu bà ấy. Đúng không ạ? Cái thứ hai nữa, một cái giải pháp mà tôi cho là để nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình lên thì cũng cần phải có sự thoải mái từ phía chị ấy nữa ạ. Đúng. Không chỉ là chất lượng quan hệ tình dục đâu mà có lẽ phải nhiều cái trong vấn đề trong cuộc sống nữa. Nếu như được thì anh có thể làm cho chị ấy cảm thấy thoải mái, không bị áp lực. Và biết đâu khi hát với anh thì tất nhiên nó cũng không thể nào hòa đồng như là lúc mình còn trẻ được. Nhưng tuy nhiên cũng có thể là hát được, đúng không ạ? Vâng, cũng không đến nỗi là lệch pha lắm. Thì cũng là một cái cách để mà có thể giải tỏa được. Rồi bằng nhiều cái cách khác nữa, ví dụ như là mình đi chơi hay là mình chăm con, chăm cháu vân vân, làm cho cái chất lượng cuộc sống nó thoải mái hơn, thì tôi nghĩ là anh cũng là một cái cách để giải tỏa. Anh Đoàn có thể giúp anh ở Hà Nội trong trường hợp như thế này làm như thế nào để cho nó tốt hơn. Chắc là anh Đinh Đoàn thì sẽ rất là có nhiều kinh nghiệm về cái sự lệch tông giữa nam nữ, nhất là ở cái độ tuổi như thế này, đúng không anh? Thật ra thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải cũng đã chia sẻ rồi. Xin chào anh. Chào tiến sĩ Đinh Đoàn ạ. Những mẫu ảnh của Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã chia sẻ với anh rồi. Tôi thì chắc là cũng sẽ tổng kết nhắc lại. Một là anh tự giải tỏa. Bác sĩ nói nó văn vẻ thế nhưng mà thôi, mình anh em mình cứ hiểu là tự sướng đấy ạ. Rồi thôi, khi tắm, khi rửa trong buồng tắm thôi, đôi khi hai xoa ba đập mình tự của mình lo đấy.
thì nó cũng giải tỏa thôi. Thì tất nhiên nó không thích, không vui bằng cái việc là giao ban nam nữ, nhưng mà trong cái hoàn cảnh của mình thì đói quá thì cũng phải làm liều, không có cơm thì ăn tạm củ khoai. Vậy thì việc thứ nhất là mỗi ngày anh giải tỏa được một lần, nó nhẹ người đi còn hơn cứ ấm ức. Việc thứ hai là mình cũng cứ cố gắng, mình cũng không cầu toàn, duy trì cái quan hệ tình dục với bà xã. Mình có thể nâng cao chất lượng, nếu bà ấy rát thì mình bôi trơn, nếu bà ấy khô thì mình làm cho ướt, vân vân. Và tất nhiên thì thôi, hy vọng là kiểu hai người cùng lên đỉnh một lúc thì khó rồi, nhưng mà miễn là bà cứ đi cùng với mình giặt dẹo cũng được, nhưng mà bà ấy không đến nỗi chán quá thôi. Đó thì đấy cũng là gọi là cho nó có người bạn đường ấy mà. Thế còn để mà ríu rít vui vẻ khoác tay nhau thì khó lắm. Gọi là để cho mình đỡ phải đi một mình, vẫn phải duy trì cái việc đừng bỏ bê bà ấy, duy trì cái việc quan hệ với bà ấy. Ôi phụ nữ chắc là chị kiểu gì, chứ còn cũng cũng nhiều trường hợp cũng 65 rồi cũng đấy. Anh lại bắt tôi ăn cơm rau thế thì chết, Vâng. không chỉ thương cho ăn cũng Một bỏ được hướng chứ nữa anh sao ơi, được. một hướng nữa đó là ta chuyển hóa cái ban nãy anh có nói là ngày xưa khi còn đi công tác nó còn va đập, nó còn công tác, nó còn có sự quan tâm này khác, nó cũng nhu cầu nó bớt đi, nhưng bây giờ thì tất cả nó chỉ dồn về cái chỗ kia, thành ra nhu cầu nó lại tăng lên. À thế thì bây giờ mình là phải nghĩ chuyện ra anh xem có cậu bạn nào, anh bạn nào, anh có công ty, anh lại tiếp tục đi làm, anh tham gia dự án, anh lại bò ra, anh lại đi công tác buôn Mê Thuột cả tháng, anh lại đi ra chỗ nọ chỗ kia, tức là mình Phân vừa tán kiếm sức tiền khỏe. vừa tương tác với đồng nghiệp đối tác, mình lại có cơ hội lại va đập. Mà bây tất nhiên là mình khôn rồi, mình không 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 va đập như thanh niên dại dột, chứ cứ ở luẩn quẩn ở nhà làm gì. Mình có thể ví dụ như anh tìm lại những cái cơ quan cũ, những đồng nghiệp cũ, những cái công việc mà anh có cái thế mạnh đấy, chuyên môn của mình chẳng hạn, Phù anh hợp tiếp tục công việc, thậm thì chí cái anh cắt ngang lợi cái môi trường nó lại khác nhỉ. Bây giờ cơ quan mình đến thì đó là nó lại lại khác cái môi trường rồi, cũng không giải quyết được. Thì tôi muốn là nó có cái thuốc gì đó thuốc điều diệt hả trị anh? được. À thế thì còn một cái hướng nữa, đừng uống thuốc, bởi ai người ta đang hy vọng mà. Anh đi tham gia các lớp tập tập dưỡng sinh, tập yoga cũng là một thứ mà nó đẩy lùi, là kiểm Nó lại không soát hợp được. mình, thì cái tuổi thì mình nó còn đang thanh niên quá, nó khỏe quá, mà để đi thiền với đi yoga cái thứ Anh ơi, anh này. chuyển hóa năng lượng, anh không muốn thiền, ngồi một chỗ anh không muốn. Thế xong rồi bây giờ thì còn làm sao? Anh niệm định là đi mua cái thuốc gì để diệt dục, thì đấy tôi cho rằng đấy mới là sự đàn áp một cách thô bạo dã man. Hãy để mọi sự nó tự nhiên anh ạ. Dạ vâng. Rồi Tôi nghĩ rằng là anh phân bổ sức khỏe vào những cái công việc khác thì nó sẽ giảm bớt cái sự tập trung vào cái chuyện đó, đúng không ạ? Không nhất thiết là như anh Đoàn nói là cứ tham gia vào một cái công ty nào đó, mà vườn cây ao cá tại nhà thì tôi nghĩ rằng cũng là một cái biện pháp để anh phân tỏa giải tỏa được bớt năng lượng, tập trung vào cái chuyện này hơn, đúng không ạ? Dạ, xin chào anh, chúc anh có một sức khỏe thật tốt nhé, và duy trì đều đặn cái sự tập luyện để giữ gìn sức khỏe như thế này nhá, chào anh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cà Mau. Alo, Cà Mau đâu ạ? Alo. Tôi đang nghe bạn nói đây, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em về chuyện tình cảm mà cho em gặp chuyên gia về chuyện tình cảm. Rồi, bạn trình bày câu hỏi của mình đi, các chuyên gia ở chúng tôi đang nghe đây. Dạ, cũng như em á thì là năm nay á, em 37 tuổi, em cũng đã có hai chồng và hai bé. Hai đời chồng á? Một, dạ mới em có một người. Rồi. Rồi em quen một anh này là cách nay có khoảng 3 năm, nhưng mà anh ấy cũng có vợ. Nhưng mà anh ấy là 3 năm nhưng mà là anh ấy không có thương, em chỉ là thương đơn phương thôi. Là chỉ thương ảnh thôi, nhưng mà càng gần từ 3 tháng nay là em mới thật sự là thương ảnh. Tại vì hồi đó giờ đó là em sống trong với chồng em là gia đình em cũng hạnh phúc và cuộc sống nó cũng ổn định. Rồi. Em không có nghĩ gì tới cái chuyện thứ ba hết Rồi. trơn. Dạ. Rồi em cũng bế tắc trong công việc đó nên xin các chuyên gia cho em một lời khuyên là em không biết thế nào nữa. Tóm lại bây giờ là cuộc sống vợ chồng thì vẫn bình thường, đúng không? Dạ. Có hai con rồi. Và bây Dạ. giờ thì có một người thứ ba xuất hiện, đó là một chàng trai cũng đã có vợ rồi. Dạ.
cái chuyện này mà bạn nói là tận cảm mến cái thằng à thạch cái anh chàng này tận 2 năm nay rồi á? Dạ. Và 3 tháng nay thì là sâu sắc hơn à? Dạ, cũng như trong 3 năm trước là anh ấy là bác sĩ, anh tình cờ là anh đi dịch bệnh là chích là hàng ngày rồi cũng cảm mến anh thôi, nhưng là thấy như là cái bệnh, cái một người tính tình điềm đạm rồi, nhưng mà tóm lại là 2-3 tháng nay thì là yêu rồi đúng không? Dạ. Anh ta thì thế nào? Tình cảm của anh ta với bạn thì như thế ta làm sao? Dạ, anh ta thì mới đầu không cũng như là anh nói bất ngờ quá, anh không đón nhận kịp, nhưng mà từ từ anh nói anh cũng sợ là anh là một bác sĩ mà nếu yêu một người vợ người ta là vi phạm pháp luật đúng không? Dạ, trái với đạo đức nghề nghiệp, rồi với chuyện vợ lỡ ra rồi anh sẽ mất việc và thì hai người đã đi xa chưa? Dạ, chưa, chỉ là mới là trong cảm mến thôi đúng không? Thích dạ, thích cảm thôi. Mến dạ. Ừ. Chứ còn cái chuyện mà quan hệ tình dục là chưa có? Dạ không. Ừ. Rồi chồng có phát hiện điều gì bất thường không? Dạ không, nói chung là em sống với chồng là vẫn lo cho chồng cuộc sống đầy đủ dạ. Rồi, năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, năm nay 37. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Rồi, xin chào em. Dạ. Ừ. Ông xã nhà mình bao nhiêu tuổi? Mình 37, ông xã bao nhiêu? Dạ, ông xã nay mới có 35 mà tại vì xã nhỏ hơn em 32 tuổi. Rồi, phi công trẻ nhờ. Dạ. Con thì mấy tuổi rồi? Dạ, con em lớn năm nay 17 tuổi. Trời ơi, chồng 35 xong con 17 xong ôi nhà trông như là mấy anh em ấy nhờ. Xinh đẹp nhờ, đứng chụp hình có khi người ta cứ tưởng là mấy. Vì cái đứa 17 chắc nó lớn lắm rồi, nó gần bằng ba nó rồi đúng không? Dạ, bằng ba. Bằng ba luôn, mình đứng có khi còn nhỏ bé nhất nhà đúng không? Hạnh phúc không em? Kinh tế khá giả. Dạ, nói chung là hạnh phúc tại vì em vẫn còn bằng dâu, em đã bằng dâu 18 năm trong với cha mẹ chồng. Cuộc sống lúc trước cha mẹ chồng khổ lắm nhưng mà em cũng vượt qua hết trơn. Tốt rồi. À, lo lắng cho gia đình chồng là con cái đầy đủ hết trơn. Hiện nói nay... chung hồi đó giờ em chưa nghĩ cái gì mà để phải phản bội sai lầm hết trơn á. Chưa, đừng nói phản bội, chưa phải phản bội. À, kinh tế của mình hiện nay có tạm ổn không? Dạ ổn. Thế hả? Ông xã làm gì? Dạ ông xã thì làm vuông rồi đi mua bán rồi hàng ngày. Làm gì? Làm vui á? Làm vuông á. Làm run á? Dạ làm run nuôi tôm á. Nuôi run để lấy làm mồi nuôi tôm đúng không? Dạ không, cũng như run đất run của mình tôm á. Xin lỗi. Cái đìa tôm đúng không bạn? Dạ dạ. Tưởng là kiểu nuôi con run xuống đào cái run cho con tôm á. Thôi được rồi. À, cái nuôi tôm, nuôi hải sản là chắc chắn là kinh tế nó cũng ổn định đúng không? Vợ dạ. Chồng ngoài ra có bao giờ đi chơi xa với nhau không? Mình ở Cà Mau có thỉnh thoảng đưa nhau đi lên Đà Lạt, đi lên Sài Gòn, rồi thậm chí đi sang Thái Lan, Campuchia chơi không? Dạ không, tại vì cũng không có đi tới đó đâu, chỉ ở nhà quanh quẩn vậy à. Đấy, đấy là một vấn đề thế này này, anh muốn nói rằng là cái chuyện là mình thì lớn lên một cái là mình lấy chồng, xong mình cuốn vào lo cho gia đình bố mẹ chồng, lo cho các con, mình chưa được hưởng thụ bất cứ một cái điều gì vui vẻ ở đời cả. Một bây giờ mới 37 tuổi, nhiều người cũng vừa mới lấy chồng xong, trong khi mình đã có con trai 17 tuổi cao bằng ba nó rồi. Thế xong rồi cuộc sống của mình hình như bây giờ bắt đầu nó mới được tạm gọi là nhẹ nhàng đi một chút. Con cũng lớn dần, kinh tế cũng tạm ổn, những cái khó khăn ban đầu đã vượt qua. Thế thì thường thường đến lúc đấy con người ta hay nghĩ đến cho bản thân mình. Đó là lý do mà trời ơi sao mình nhìn thấy ông bác sĩ kia, ông ấy dễ thương thế, vừa hào hoa lại còn tài ba, chữa bệnh giỏi mà ông ấy chích mà sao nó lại không đau. Mà thế là mình tự nhiên thấy bàn tay vàng tay bạc mà tay bác sĩ nó lại trắng, nó khác với tay chồng mình là cứ ở đìa tôm trông nó cứ đen đen. Thế nói chung là mình chưa được tiếp xúc, mình chưa được va đập với ngoài xã hội, thành ra giống như mình là một người từ trước rồi suốt đời chỉ có ăn cơm. Hôm nay nhìn thấy trời ơi tô hủ tiếu mà sao nó ngon vậy. Thế rồi nó có cái chút rung rinh. Đấy là hết sức tự nhiên, không phải mình là người xấu sai tệ bạc gì đâu. Gặp ai cũng thế thôi, người ta có vợ có chồng rồi người ta cũng có thể rung động xúc động với một người khác, không phải vợ chồng mình. Cơ bản nhất là hành vi mình kiểm soát nó đến đâu thôi.
đúng không? Dạ. Cái chuyện em đã chia sẻ thổ lộ với lại bác sĩ như thế thì thôi cũng được rồi. Nói được ra nó cũng nhẹ lòng, chứ cứ để ôm đơn phương 3 năm cũng khổ đúng không? Nhưng cũng rất là may mắn đấy. Thật sự em là may mắn là gặp một người bác sĩ cũng tử tế, mà đúng là xứng đáng nhận được cái tình yêu của em thật. Bác ấy tử tế đến mức độ bác ấy không muốn đi quá đà, sợ ảnh hưởng đến nọ kia, rồi ảnh hưởng đến cái đạo đức nghề nghiệp của người bác sĩ nhân dân, vân vân. Tuyệt vời. Trước hết là rất là cảm ơn đời lại có cái bác sĩ tốt thế, chứ nếu em gặp phải một đối tượng nó xấu ấy, nó cũng nói là anh cũng thương em từ lâu nhưng anh không dám nói, thế xong rồi chắc chắn mình đã có cái tình cảm sẵn lại gặp với bên kia nó lừa, thế là rồi mình đi đến đâu xa quá đà mình không biết được, rồi có khi không còn đường mà về. Bây giờ thì cũng không cần nói lại rằng là rút lui rút giếc thì đã, mình duy trì mình để cái đó trong lòng, nhưng hãy quay trở lại sống với lại vợ chồng, nó làm cho cuộc sống vợ chồng nó trẻ trung một chút nữa đi. Một ông chồng 35, một bà vợ 37, con lớn rồi, kinh tế khá giả rồi, ăn chơi một tí. Ăn chơi không nghĩa là tàn phá, nhưng mà đi du lịch vợ chồng dắt díu nhau từ trước giờ, mình làm rồi thì mình cũng phải hưởng thụ. Mình tìm lại cái cảm xúc nhá, hai vợ chồng rung răng rung rẻ chạy ở trên đồi thông đôi mộ ở trên 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 Đà Lạt đấy, ôi nó thích làm sao. Mình sẽ quên cái ông bác sĩ ấy, một ngày nào đó đi ra Phú Quốc nằm ở đảo Ngọc đảo Chìm, xong mình nằm trên cái phao, mình nổi lềnh bềnh, ông chồng mình đẩy phao cho mình, trời ơi nó sướng lắm ấy. Thế hoặc là đi Vũng Tàu, nhưng mà em cũng có thử rồi, chừng một tháng nửa tháng nay là cố quên luôn nhưng mà quên không được, cứ bệnh rồi trong người chỉ tương tư không, đấy là bệnh tương tư luôn. Thế rồi... thì mới bảo anh mới nói rằng lấp đầy cái khoảng mà, bởi vì rảnh rỗi thì mới nghĩ được đến người đàn ông khác. Thế còn nếu mà cứ đang đuổi bắt nhau ở trên cánh đồng, hoặc là nô đùa với chồng mình, khoác tay chồng mình đi những khu du lịch vui vẻ, thì lúc đó cái ông kia còn làm gì có cơ hội mà len vào đầu mình. Nhưng mà đây mình cứ nằm ở nhà, xong rồi chồng thì ở ngoài đìa tôm, xong mình cứ nghĩ trời ơi sao bàn tay ông bác sĩ nó trắng thế, ôi nó đẹp, thì rồi sẽ không quên được. Càng cố quên thì càng nhớ thêm. Cái đối xử với chồng em vẫn đối xử cả hai người đều là yêu thương nhau như một, không hề ta bớt những nào. Nhưng mà giờ cái anh bác sĩ nó cũng vậy, anh nói một ngày nếu mà không có nhận được tin em hay là gì anh cũng không thể làm việc được. Nhưng mà đấy, em không cam kết với nhau là không đi lên chữ quá đà của tình dục. Chàng bác sĩ bắt đầu thả tính với nhau là không thích tình dục, chỉ là thích là một sự bạn bè rồi. Nhưng mà thế này, mình chọn lẫn nhau thôi, mình đang có cảm xúc. Bây giờ đến nỗi một cái tin nhắn còn thèm còn nhớ. Rồi đến lúc nào ngày đó là ước gì bây giờ được ở bên em, rồi ước gì sẽ chỉ một lần thôi. Thì rồi bước qua cái ngưỡng rồi, đã một lần thì sẽ không thể dừng lại, lại có lần thứ hai, thứ ba. Là mình có lỗi với đủ các đối tượng, lỗi với chồng, mình lỗi với các con. Và cơ bản nhất là mình là người tử tế, mình chắc cứ sống trong day dứt là mình có lỗi. Thì rồi nó hiện nay thật ra đang ở rất trông chênh giữa cái đoạn ở cái đoạn mà còn có thể bước lên là xuống vực, mà lùi lại thì an toàn đó. Thế mà chỉ cần bước một chút nữa thôi là xuống vực. Vậy thì hãy dừng lại. Thôi thì tin nhắn thì thèm quá thì nhắn một cái tin, nhưng mà cũng không cần thiết phải mô tả là nằm bên cạnh chồng em không ngủ được, ước gì bây giờ có bác tiêm cho em một cái. Không cần thế nhé. Và làm cho cuộc sống gia đình nó vui đi, để lấp đầy chỗ trống. Hy vọng rằng là duy trì cái hình ảnh của ông bác sĩ kia, nhưng mà chỉ dừng lại ở đấy thôi, không bước tiếp nữa nhé. Hy vọng là bạn dành sự quan tâm tới nhiều đối tượng khác, người thân của mình, thì sẽ giảm bớt được cái sự tập trung suy nghĩ về cái anh chàng bác sĩ này nhé. Và nên như anh Đoàn nói, nên lùi lại, đừng bước tiếp, kẻo xuống vực nhé. Chào bạn. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo ạ. Vâng, xin chào bạn. Bạn có thể trình bày câu hỏi của mình được không? Em yêu cô này được 2 năm. Thì cô cứ trêu đùa, cô thách thức vào nhà mới cứ đi trêu em suốt, em giờ làm sao. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? 40 ạ. 40
Yêu tức là thế nào? Tức là bạn đã có vợ chưa? Đã bao giờ lấy vợ chưa? Em lấy một đời, qua một đời rồi ạ. À, đã ly hôn chưa? Em ly hôn rồi ạ. Rồi, thì yêu cô này là 2 năm nay. Và Thế cô ta vào nhà thách thức và trêu là cái gì? Là cụ thể hơn được không? cô không cho vào nhà thì cô thách thức em bảo là cô cho vào nhà, không cho vào nhà thì cô chặn số. Thế không cho vào nhà đố anh tìm được nhà em đấy. À, tức như yêu yêu nhau 2 năm nay mà bạn chưa biết nhà cô ấy ở đâu à? Vâng, Ờ, cô cho thế à, thế có thường xuyên gặp nhau không? em thì công ty có ít lắm, ít khi lắm. À, tức là làm hai người cùng làm công ty với nhau à? Vâng. À, thế có khi lại còn lệch ca đúng không? Vâng. Thế thì từ yêu nhau qua phương tiện nào đấy? À, Zalo à? Điện thoại à? giới thiệu và ấy thôi ạ. Hả? Giới thiệu ạ. Thế à? Thế bây Vâng. giờ thì bạn có hỏi thế là mong muốn tương lai của cô ta trong mối quan hệ này là như thế nào không? Em muốn là đi tiếp hay là không đi tiếp thôi ạ. Cô ta ý chứ, bạn đã giờ hỏi cô ta chưa? Vâng. Hỏi chưa? Dạ. Đã hỏi cô ta chưa ấy? Em chưa dám hỏi. Ừ. Thế đã bao giờ nói là em có muốn làm vợ anh không không? Em có Ừ. nhưng nó cứ cứ giả từ từ á, chưa đến đâu vội ạ. Cô ta bảo cứ từ từ đã. Vâng. Cô ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hơn em 2 tuổi. Ôi trời ơi. Thế là cô lên chức bà nội bà ngoại rồi? Chưa lên chức, À thế à? ấy mà. Cũng Mới là đã ly là hôn tập đầu rồi đúng không? hoàng. Vâng. Ừ, đã ly hôn thật chưa hay là cũng chỉ nghe đồn thế thôi? Người ta chồng mất ạ. À, chồng mất rồi. Đâm ra Vâng. là nhà thì không cho bạn đến để Vâng. biết đúng không? Vâng. Ồ. Thế bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chúng tôi? Thế cô em trêu tức quá thì cô chặn máy, tắt máy rồi. À, chặn được bao lâu nay rồi? Tháng rồi. Cả tháng nay rồi, cũng không chưa thể Vâng. mở ra. Vâng. Ồ, thế thì còn có kỳ vọng quái gì nữa nhỉ? Bây giờ anh Đinh Đoàn sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Được, xin cảm ơn anh Thành Văn. Xin Vâng. chào bạn là Nam 40 tuổi. Vâng. Bạn gái là 42 đúng không? Bạn gái thì Vâng. bạn ấy nói là chồng bạn ấy mất, còn mình Vâng. thì ly hôn rồi. Cuộc hôn nhân Vâng. trước của em thế nào? Hạnh phúc đến mức độ nào? Làm sao lại chia tay? Có con không? Hiện nay con ở với ai? Con ở với mẹ. Thế hả? Em có thường xuyên gặp mẹ cháu không? Không ạ. Thế hả? Cháu lớn chưa? Con nhà em lớn chưa? Mà đã thi đại học. Ồ thế Ồ. hả? Có gửi Vâng. tiền nuôi con không đấy? Có mấy tháng 5-6 triệu. Mỗi tháng 5-6 triệu á? Vâng. Ừ thế thì cũng tốt nhỉ. Lương bố bao nhiêu? Nếu có bố 10 triệu thì nương thế thôi ạ. Lương bố 10 triệu gửi tiền con ăn học có năm mất 6 triệu, 5 triệu rồi. Bố lại ở trọ Vâng. nữa. Trời ơi, bố không tán gái được đâu. Một người Wow. phụ nữ 42 người ta cũng đã có gia đình, có chồng, có con. Nếu thật sự người ta muốn đi bước nữa, chắc là người ta sẽ lựa chọn cái đối tượng, Vâng. thứ nhất là chững chạc hơn người ta. Thứ hai nó là phải có cái bờ vai nương tựa. Không có nương tựa Vâng. về mặt trí tuệ thì cũng phải nương tựa về mặt tài chính. Chứ Vâng. nghe có vẻ thì chắc là em thì trông có to, cao, khỏe mạnh không? Bé to bằng To. To lắm không? to bé À, của em thì bé. Thế xong rồi lại không có tiền. Vâng. À, thế xong rồi. Này, anh nói thật là yêu 2 năm thì đã làm gì rồi? Một người 40, người 42 ấy. Giữ được gìn sự trong trắng chưa hay là mất rồi? Vẫn trong trắng ạ. Vẫn trong trắng. Thế à? Thế yêu bằng cách nào? Một tuần gặp nhau một lần đứng ở cổng xí nghiệp hay là chỉ có nhắn tin thư điện thoại? Chỉ nhắn tin qua điện thoại, Zalo với xuống nhà chơi tí thôi lại về, em bây giờ ở xa. Xuống nhà chơi là nhà ở đâu? Cô đang không cho em biết nhà mà. Em đi theo dõi. À, tức là em vẫn biết. Vâng. Có điều là cô không cho nhưng em theo dõi là em cũng lẻn được vào nhà cô ấy. Em Vâng. khám phá được cái gì đặc biệt không? Không ạ. Thế à, vào nhà chơi, chẳng hạn như cô đang có con rể ở cùng này, hay là con gái cô vừa sinh cháu, cô lên bà ngoại, hay là hiện nay lại có một ông cũng to Cô to. ấy cháu nhỏ Ừ, thì rồi. 8 tuổi. Ừ. Nói thật chứ, nghe giọng nói của em thì đoán rằng em cũng rất là thật thà và rất chân Vâng. thành. Ừ. Cho nên là cái người phụ nữ mà 42 tuổi chững chạc rồi, chắc mình Vâng. không lọt vào mắt xanh của người ta. Cho Vâng. nên là trong lúc ở xí nghiệp thì trêu trêu vui thì thế thôi.
chứ còn người ta cũng chả xác định là đi đến cái gì xa hơn với mình. Mình thì lại Vâng. cứ thật thà quá, lại cứ tưởng rằng người ta nhận lời, người ta trêu đùa cho vui. Cái việc mà 2 năm rồi mà vẫn giữ gìn sự trong sáng ấy mà, Vâng. thì mình cũng phải xem xét lại cái bản thân tình yêu của mình. Bây giờ các bạn trẻ, các Vâng. bạn ấy cũng chả giữ gìn đến thế. Một Vâng. người phụ nữ góa chồng, mình phải hiểu tâm lý là người ta mong muốn điều gì chứ. Người ta muốn cái sự một người đàn ông để chia sẻ, người ta muốn một bờ vai mạnh mẽ. Nếu không có tiền kinh tế để nuôi người ta thì ít ra cũng nuôi được cái thân mình. Rồi cũng phải có cái kế hoạch là nếu mà lấy nhau thì anh về nhà em ở về nhà anh, nhưng tất cả thứ đó đều không có. Chứng tỏ rằng Vâng. là cái mối này á, thật ra thì có lẽ dừng lại được em ạ. Thật sự ra nếu em mong muốn chắc là phải đi bước nữa thôi, vì mới 40 tuổi đúng không? Vâng. Thì em tìm những đối tượng nào mà em có điều kiện, em biết về người ta rất là nhiều. Người ta Vâng. lỡ dở hôn nhân, thậm chí một cô ngoài 30, em 40 mà, một cô ngoài Vâng. 30 chưa từng kết hôn, cô ấy chưa từng có gì, người ta khao khát chỉ cần có người đàn ông để được gọi làm chồng, đối với người ta thế cũng đã sướng lắm rồi, thì mình mới đạt được cái mục tiêu nhé. Như em hỏi cô ấy không chẳng nói câu gì cả cơ. Gặp Dạ. em thì em cứ chia nói chuyện suốt nhưng chẳng nói gì. Ừ, Chứ cô cứ ấy nghĩ nghĩ ba rằng thế bốn này người này. là kêu coi trêu phải đỏ mặt thôi. Ừ. Cô nghĩ bụng là chán chẳng muốn nói, bởi vì nói gì 2 năm nay rồi mình cũng không đủ nhận ra Vâng. rằng là tình cảm cô dành cho mình nó chẳng có cái gì. Vâng. Mình phải nhanh nhạy lên một tí em ạ. Vâng. Người phụ nữ mà góa chồng là người ta khát khao lắm, nếu đúng kênh, đúng đối tượng Vâng. là nó nóng rực lên xong rồi nó tóe lửa, chứ nó không có nguội nhạt đến 2 năm như này rồi. Thế Vâng. cho nên là thôi dừng lại đi. Vâng. Trêu bà cháu thế đủ rồi, để cho bà cháu còn bế cháu nhá. Vâng, Em cảm ơn. lo đến cuộc sống của mình. Một là Vâng. tìm một cô ngoài 30 hơi muộn chồng một tí, người ta mới mong muốn có chồng, hoặc là có ly hôn, thì hiện nay nói chung là cũng ngang bằng phải lứa với mình. Vâng. Ừ. Thế và rút kinh nghiệm là bây giờ mình chinh phục ai cũng thế, mình cũng tuổi cũng chững chạc rồi. Vâng. Ờ, mình không gọi là đánh nhanh thắng nhanh, nhưng mà cũng đừng có ngâm thêm 2 năm nữa nhá. Vâng. Ừ. Sau khi tìm hiểu biết kỹ rồi, thật ra bây giờ anh thấy anh rất là mến em, anh cũng đã đổ gãy một lần rồi, thế thì em liệu là có mong muốn về với anh đi bước xa hơn không? Nếu mà em đồng ý thì anh sẽ làm bước này, anh sẽ đến đây kia, anh đưa mẹ anh sang về quê em, hỏi bố em rồi em thích ở nhà anh thì ở, mà không thì anh theo em, mà không thì chúng ta thuê nhà ở chung ở gần cổng công ty, cổng xí nghiệp chẳng hạn. Mình phải có kế hoạch, nó phải rõ ràng nhé. Vâng, Ừ. có thể thấy là qua câu chuyện vừa rồi của anh Đinh Đoàn và một bạn nam 40 tuổi ở Hà Nội, thì để đi đến được cái đích cuối cùng của tình yêu, đó là hôn nhân, mặc dù là đây là có thể là cả hai đều là tập 2, thì cũng phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đúng không bác sĩ Hoàng Thị Hải? À, đúng rồi ạ. Vâng. Vâng. Và nghe câu chuyện của anh Đinh Đoàn với bạn nam này thì chúng ta cũng thấy rằng là nếu chúng ta có một mục tiêu nào đấy hay là Vâng. cách khác là có mục đích chẳng hạn Vâng. thì chúng ta phải có kế hoạch để chúng ta hành động. Dạ Chứ vâng. còn nếu chúng ta chỉ Dạ chờ đợi hay là làm tất cả mọi việc chỉ có qua Zalo, qua điện thoại và không có những cái xúc tiến bằng những cái việc cụ thể thì vâng. tôi nghĩ rằng mọi việc nó chỉ ở trên Zalo và trên điện thoại thôi ạ. Dạ vâng. Vâng. Và cái chàng trai này có vẻ là cũng chưa tìm hiểu kỹ về cái đối tượng 42 tuổi. Bởi vì thực sự anh ấy cũng không biết được là cái nhu cầu đích thực của cái cô 42 tuổi này là gì, đúng không anh Đoàn? Đúng rồi, bạn này thì tuổi tác thì cũng trưởng thành, nhưng mà về nhận thức thì nó cũng còn chỉ đến mức độ trung bình thôi, cho nên nó không nhanh nhạy lắm. Và thật ra phụ nữ thời nay là người ta khôn lắm, người ta cũng không chọn cái người mà anh ấy được cái chân thành, anh được cái hiền lành. Thời buổi này hiền lành quá cũng khổ đấy. Thế thế mà nhất là trong cái hoàn cảnh éo le, đi làm công ty, nếu có làm đầy đủ ca đủ tháng thì được 10 triệu, nộp cho vợ cũ 6 triệu để nuôi con, Còn có còn 4 có 4 triệu. triệu, mà nếu mà anh còn ở Thuê trọ nữa trọ nữa. thì nói đùa, chứ để mà Cũng phải tằn tiện lắm. tự tằn tiện lắm mới đủ nuôi cái miệng mình thôi, bây giờ đèo bòng cũng mệt. Vâng. Rất là cảm ơn anh Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thí Hải, và hy vọng sẽ rút kinh nghiệm chàng trai 40 tuổi nhé. Xin chào bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Vâng,
Bộ phận kỹ thuật đã kết nối được với Nghệ An và bây giờ thì xin chào thính giả gọi đến từ Nghệ An. Dạ, em chào anh, em chào chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. Chào bạn. Bạn có băn khoăn thắc mắc điều gì khi gọi đến cho chúng tôi vậy? Em muốn chia sẻ với chương trình và muốn nhờ chương trình giúp đỡ là chồng em năm nay 40 tuổi. Mà cái bao quy đầu nó bị dài ấy. Nó trùng với cái dương vật và em muốn được bác sĩ cho em một lời khuyên với ạ. Bây giờ mới phát hiện là chồng dài à? Không, ý là cũng biết ngay từ ban đầu rồi. Thế nhưng mà cũng là do ngại ngùng với cả cũng là không được hiểu biết nhiều lắm. Nên là chúng em cứ để vậy. Và thời gian gần đây thì có lên mạng. Và em cũng thấy là nhiều trường hợp bác sĩ tư vấn là đi cắt cắt đấy. Nhưng mà em cũng chưa biết như nào nên là muốn chương trình cho một lời khuyên ạ. Có thể thấy là đợt thời gian gần đây thì cái hiện tượng là cắt bao quy đầu nó xuất hiện rất nhiều trên mạng anh Đoàn ạ. Như là kiểu là từ bé giờ, từ trước đến nay là không có dài như thế mà bây giờ sao lại dài lắm thế. Số lượng cái clip về chuyện hướng dẫn các cái địa chỉ cắt bao quy đầu rất là nhiều, nhất là trên YouTube. Các bạn lấy nhau lâu chưa? Em thì cũng được gần 20 năm rồi ạ. Gần 20 năm à? Vâng. À, thế là có mấy nhóc rồi? Em được 3 cháu rồi ạ. À thế à, đứa bé nhất là được bao nhiêu rồi? Cháu bé nhất là năm nay lên lớp 4 ạ. À, thế là cũng hơn 10 tuổi rồi đúng không? Vâng ạ. Bây giờ mới sau 20 năm lấy nhau thì mới nghĩ đến cái chuyện là có nên cắt bao quy đầu của chồng đi hay không đúng không? Mặc dù là theo dõi câu chuyện của bạn thì cái chuyện có 3 đứa nhỏ như thế tức là cái chức năng hoạt động của anh ta hoàn toàn bình thường đúng không? Vâng, chỉ có mỗi lần quan hệ là chồng em hay bị xuất tinh sớm ấy. À, lại còn xuất tinh sớm nữa. Thế là 20 năm nay đều xuất tinh sớm như thế à? Vâng, đều như vậy ạ. À thế à? Thế là sớm là được bao lâu? Chỉ được tầm 2 đến 3 phút thôi ạ. À, tức là từ lúc xâm nhập đấy, đúng không? Vâng. Thì là được 2-3 phút là đã xong hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thế là đánh nhanh thắng nhanh mới được 3 đứa thế chứ. Bây giờ thì bác sĩ Hoàng Thí Hải sẽ tâm sự với bạn xem là ở lứa tuổi 40 thì có nên cắt bao quy đầu hay không? Và cái sự hẹp bao quy đầu nó ra làm sao để cần phải can thiệp về y tế nhé. Xin mời bác sĩ ạ. Vâng, em chào bác sĩ ạ. Hiện tại bây giờ thì mọi việc của anh ấy vẫn như ngày trước à? Vâng, vẫn mười mấy năm nay vẫn vậy. Mười mấy năm nay vẫn vậy. Thế mình chẳng ý kiến gì. Bây giờ mình có cảm thấy cái việc đấy làm mình buồn hay là mình có khó chịu gì không? Em thì thấy vẫn bình thường nhưng mà em cứ sợ lại ít quá, em buồn thế. Không được như người ta đâu nên... thời gian gần đây thì cũng có lên mạng thì cũng thấy một số trường hợp bác sĩ tư vấn đi cắt nên là mình mong muốn là nhờ bác sĩ cho một lời khuyên ạ. Thực ra thì những cái trường hợp mà dài bao quy đầu ấy hoặc là hẹp bao quy đầu thì thường là người ta can thiệp, những cái trường hợp đó mà can thiệp thì càng sớm càng tốt. Thì bởi vì là nếu mà mình can thiệp sớm ý, thì các cái xử lý của nó gọn gàng hơn và nó dễ hơn, nó không ảnh hưởng nhiều đến các cái chức năng khác của cơ quan sinh dục. Tuy nhiên thì thực ra chồng em đến bây giờ thì 40 tuổi rồi. Thế và cái mà có lẽ chị nghĩ là cái quan tâm bây giờ là cái xuất tinh sớm của anh này, đúng không? Chứ còn cái dài bao quy đầu mà nếu như nó không ảnh hưởng gì đến việc vệ sinh, không gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục, không làm cho em khó chịu chẳng hạn khi quan hệ tình dục thì không cần phải xử lý gì. Còn trong trường hợp mà nếu như mà nó quá dài rồi là vệ sinh nó khó khăn hoặc là nó hay bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục thì có thể đi cắt cũng được. Bởi vì là nếu như một vài tuổi nữa khi mà anh ấy lớn tuổi hơn rồi thì các cái trương lực cơ của anh nó bắt đầu nó giảm đi, nó không được như ngày xưa ấy, thì có thể là nó làm cho cái độ đàn hồi của các cái cơ, kể cả các cái cơ của cơ quan sinh dục ở chỗ dương vật nó không được tốt thì nó khiến cho cái da của bao quy đầu có thể nó trùng, nó nhão hoặc là nó sẽ phức tạp hơn ý. Thì cho nên bây giờ đi cắt cũng được. Và cắt thì rất là đơn giản. Nhưng mà có lẽ là đừng có ra ngoài các cái cơ sở y tế hoặc là các cái phòng khám hay là những cái mà trên quảng cáo ấy. Mình hãy đến các cái bệnh viện, em cứ đến bệnh viện đa khoa, những bệnh viện có khoa ngoại là người ta có thể thực hiện. Đây chỉ là một cái tiểu phẫu thôi mà.
thì thực hiện nó rất là tốt. Nhưng nếu có điều kiện thì nên đi kiểm tra thêm xem cả cái xuất tinh sớm của anh ấy có cải thiện được không nhá. Chứ còn nếu mà mình cảm thấy thoải mái, không có vấn đề gì, không ảnh hưởng gì thì chị nghĩ là cũng không phải lo lắng gì. Rồi, thế còn băn khoăn điều gì nữa không? À. Dạ không ạ, em chỉ có mỗi cái vấn đề này em muốn biết Rồi, được các nếu có bác điều sĩ tư kiện vấn thì thôi. hãy đưa chồng. Bởi vì là anh ấy cũng 40 tuổi rồi thì thôi cắt được. Mà không cắt thì phải vệ sinh thật tốt nhá. Vâng ạ. Chào bạn. Cảm ơn bác Vâng, sĩ Hoàng em Thúy chào Hải. chương trình ạ. Thưa anh Đoàn, có thể thấy rằng là cái việc các cặp gia đình bây giờ bất cứ là bệnh tật gì cũng có thể search trên mạng để xong lại cuối cùng lại gọi đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu để xem là có nên làm như họ đang hướng dẫn hay không, thì cũng anh có nhận xét gì về điều này? Tôi nghĩ đây rất là một điều rất là mừng. Cái Vâng. mừng thứ nhất là trước đây người ta cứ yêu nhau, cứ lấy nhau, cứ ăn nằm với nhau Vâng. theo bản năng vậy thôi. Dạ vâng. Đấy, hai có ba đứa con rồi mà chồng dài bao quy đầu cũng chẳng biết, thậm chí có chị còn không dám nhìn mặt cái thằng nhỏ ấy nữa. Thế Rồi à? có người cũng chẳng đụng tay vào bao giờ. Thế à? Nhưng mà rồi xã hội nó cởi mở, trên Vâng. mạng nó nhiều. Chị Vâng. em bây giờ cũng khôn ngoan, có khi cũng táy máy nghịch ngợm. Thế rồi là cũng nghịch của chồng mới biết, ô sao trông nó buồn cười nhờ. Thế xong lại search ở trên điện thoại smartphone thấy có cái dấu hiệu là dài. Thế Dài xong ở đấy người ta khen. lại nói đến chuyện là đã dài thì phải đi cắt rồi đi phẫu thuật rồi tránh trường hợp rồi viêm rồi nhiễm. Thế thì lo lắng. Dạ Và vâng. thật ra thì không lẽ là một cái câu chuyện như thế để chạy đi một trung tâm y tế nào thì cũng khó, thì Cửa Sổ Tình Yêu là một địa chỉ Dạ vâng. mà Nhưng cái điều tin quan trọng cậy. nhất thì cũng phải lựa chọn cái địa chỉ phẫu thuật hay có thể gọi là tiểu phẫu đúng không chị Hải? Đúng rồi ạ. Thật uy tín, và Vâng. nếu mà là cơ sở nhà nước thì là tốt nhất đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Chứ bây Vâng. giờ quảng cáo thì cũng rất nhiều, và không biết đâu là thật, đâu là hư đúng không ạ? Vâng. Và nhất là nếu mà cái tiểu phẫu đó mà không an toàn và nhiễm trùng thì lại có khi lại hậu quả lớn hơn. Đúng rồi ạ. Dạ Vâng. vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Bộ phận kỹ thuật đã kết nối với khán giả gọi đến từ Hà Nam. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nam. Vâng, em ở Hà Nam đấy ạ. Vâng, Em chào bạn. lấy chồng thì cũng được hơn 20 năm rồi, thì À thế à? từ lúc chuẩn bị lấy thì em cũng đã lúc đấy chồng em cũng có nói là có người yêu cũ, nhưng mà sau lúc đấy thì em cũng định là quyết định không lấy nữa. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao một thời gian thì anh ấy lại vẫn lại quyết định lấy em, và còn cái cô kia thì người yêu cũ anh ở nước ngoài. Thì chúng em cũng sống được hơn 20 năm rồi, nhưng mà những năm đầu ấy thì em cũng biết là chồng em với cả cô ta vẫn còn nhắn tin và gọi điện thoại, và có lúc cô ta cũng về nước thì họ cũng gặp nhau, thì cũng có đứa con đầu. Thì em cũng có lúc em cũng biết đâu nên mà tôi quyết định thôi, để không ở với nhau thì anh là cũng không ký. Nhưng mà đến sau những cái năm sau này thì em cũng cảm thấy là anh thay đổi, và cô ta cũng có lấy chồng và cũng có con ở nước ngoài rồi, thì em cũng thấy là chồng em cũng vẫn quan tâm các thứ chăm sóc, và em cũng cảm nhận là có sự thay đổi. Nhưng Rồi. mà gần một năm nay em lại thấy có cái sự tin nhắn, và tức là trước thời gian này thì em thấy chồng em thay đổi, cho nên em cũng chả quan tâm xem là chồng em có nhắn tin hay cô ta có gọi điện gì không, thì là em thấy cuộc sống bình thường. Đấy, nhưng mà một năm nay em mới tình cờ thấy cô ta nhắn tin mấy ở điện thoại về, và có những cái lời lẽ thì vẫn cứ kiểu yêu đương. Thế em cũng có nói chuyện với chồng em, thì chồng em bảo ôi rồi ở tận nước ngoài ấy, thì làm gì thì gọi điện hỏi tin nhắn cho nhau. Nhưng em bảo là bây giờ anh cũng phần này tuổi rồi, thì nói chung là ai cũng có quá khứ thì cũng nên nhìn nhận cái quá khứ để lại trong lòng, thì còn đâu thì chứ cũng đừng làm gì ảnh hưởng đến gia đình. Thế là cũng trước Tết thì cô ta cũng về, và cũng các nhà nhà em cũng có gặp và cũng kiểu đi ăn đi uống với nhau. Và em cũng biết là chồng em bảo cô ta bỏ chồng 2 năm nay rồi, thế thì thành ra là họ vẫn cứ nhắn tin và gọi điện hàng hàng tuần ấy. Thế còn cũng tuần này thì cũng em cũng không biết đỡ, và em cũng cứ nói thì chồng em cứ bảo làm gì có cái gì, Rồi. không đi đến đâu, mới cả chỉ gọi là gọi thăm bạn bè. Đấy thì em cũng muốn là chuyên gia tư vấn cho em nên nói chuyện với chồng em nên như thế nào, hay là cách xử sự với cô ta như thế nào để em có cái cách giải quyết tốt nhất ạ. Rồi. Lấy nhau hơn 20 năm, thế là năm nay hai vợ chồng bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay em cứ khoảng em 47, chồng em 50 ạ. À, chồng 50, vợ 47, lấy nhau. Thế Vâng. chắc là cũng phải là lên ông bà rồi à? Không không, em con em cũng mới
đang học, một đứa lớn thì đang học đại học thôi ạ. À thế à, rồi thế là được mấy đứa? Dạ. Được mấy cháu? Cháu được, em được hai cháu ạ. Thế à, tức là bạn cứ trong lòng mình cứ áy náy về chuyện mối tình cũ của anh ta, mà cái người tình đó thì hiện đã sinh sống ở nước ngoài rồi, nước ngoài trong hai mươi mấy rồi. Năm nay như thế. Vâng, lúc có lúc nào cảm thấy lúc quá căng thẳng không? Cũng... bởi vì cái có cái việc gì trong đầu mà cứ tồn tại trong tận hai mươi mấy năm như thế, thỉnh thoảng lại chợt nhớ, chợt nghĩ đến nó thì lại khiến mình cảm thấy là phiền nhưng lòng. Mà em cứ nghĩ là kiểu trong khoảng hơn 10 năm trôi qua thì chồng em cũng chu toàn kiểu quan tâm vợ con rồi. Với cả mọi thứ ấy, thì em nghĩ là anh ấy cũng thôi thay đổi rồi, thì là rồi. Quyết định thôi thì cũng chỉ là quá khứ. Nhưng mà kiểu cái cô kia ấy, cô luôn luôn là cái người mà gọi điện và nhắn tin rồi, mà đặc biệt thì hai năm qua thì cô ta lại bỏ chồng rồi đúng không, và Tết vừa rồi thì cô ta lại về Việt Nam chơi và hai người cũng có gặp nhau. Em thấy tình cờ là vâng, em thấy cái ảnh để em mới biết, là em hỏi chồng em thì chồng em bảo là trước Tết có cho con về chơi kiểu nhân dịp Noel thì là nghỉ về rồi. Chơi thế là em mới hỏi thì nhà em bảo thế, thế còn anh ấy cứ bảo là không có gì thì nó gọi điện nhắn tin với cả ý là, xong rồi cứ bảo treo em bảo là nó muốn đến nhà chơi thì có được không, nhưng em rồi. Bảo là em tóm lại là bạn mong muốn rằng là đã cắt là cắt hẳn đúng không, chứ còn vâng, kể vâng, cả vâng. Là nếu mà xác định là bạn bè thì cũng không được phép nữa đúng không nào? Đấy thì em cô cũng ý muốn thì là cũng ở lấy Hà bạn Nam bè, với bạn à, lấy bạn bè thì phải có cái lời chắc là thế nào chứ? Tình yêu cũ của anh ý thì cũng ở Hà Nam à? Cũng gần gần đấy vâng, chứ không phải là, ý là cũng chỉ khác khác phường xã vâng. Rồi anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Rồi, xin chào. Vâng, chào anh ạ. Mình còn trẻ không? 45 nhưng mà trông người 47 tuổi. À 47, người em có trẻ. Ạ. Và em thì nhìn ở ngoài thì cũng trẻ hơn so với tuổi rất thế là à? Nhiều. Vâng. Mình kinh doanh hay mình làm cô giáo? Em cũng không biết là hiện nay chồng em cũng biết công thì em không biết, em là giáo viên anh ạ. Đấy, nghe cái giọng này, giọng của cô giáo với hay nhớ dai. Hay dạy học sinh ôn bài nhớ, chứ còn người thường ấy mà người ta mãi làm mãi ăn, người ta cuốn đi hai mươi mấy năm rồi, trước đây còn chả ai, bây giờ đã đi lấy chồng rồi còn ở nước ngoài, ông cô ấy quen với môi trường nước ngoài rồi, là lúc đấy là những kỷ niệm của cái thời một cô 23, một anh 25, bây giờ một ông 50, bà 48, nó khác lắm rồi. Có khi người ta chỉ nhớ một chút xíu gì về quá khứ thế thôi, riêng mình là cái người là còn nhớ kỹ nhất ấy, có khi ông thì quên. Thế mình nhớ làm gì, cho nên là vấn đề ở mình. Chẳng có cái luật nào quy định rằng một người đàn ông có vợ rồi không được nghĩ đến người yêu cũ, hay là chẳng có cái điều luật nào. Không phải là không nghĩ, nhưng mà hãy giữ trong lòng kiểu quá khứ chứ. Bây giờ họ vẫn cứ nhắn tin điện thoại và có những cái lời lẽ kiểu yêu đương rồi là cái gì đấy thì em cũng chẳng có cái quy văn bản nào quy định là không được nhắn tin và nói những lời yêu đương. Chỉ có cái quy định là người vợ không được ngó vào điện thoại của chồng, đừng có xem cho nó nhắn cái gì. Mình không xem thì lấy đâu biết nó nhắn thế không, trời ơi, sống ảo ấy mà. Nhiều cô dạ, bây giờ cũng lên mạng buồn quá, cũng chat chít với một em ở Vũng Tàu, rồi cũng nhận nhau, vợ ơi, chồng ơi, cuộc sống này đôi lúc nó cũng cô đơn, đôi lúc nó nhiều áp lực, con người ta cũng vui vẻ một tí mà. Nhận như thế nào nó mất cái giá, bây giờ thế này. Cô kia bỏ chồng rồi, bây giờ cô lại về, cô mua một cái nhà to đùng ở giữa thành phố Phủ Lý, chồng mình thì cứ một tuần lên đấy ngủ hai lần. Thế và hôm nọ mình còn quay được quả tang là hai người khệnh khạng đi từ trong nhà nghỉ ra, ví dụ như thế, thôi mình nói còn được. Còn bây giờ mình bảo ông là anh ơi, anh đừng nhắn tin cho cô ấy nữa, hay là cô ấy nhắn tin cho anh đừng trả lời nữa, nghe ra mình nó hẹp hòi quá, đúng không? Vâng. Ừ. Tất cả nó đều là quá khứ, nó chỉ là kỷ niệm thôi. Nếu mà em mà là cô giáo thì em sẽ thấy rằng là những cái dịp mà kỷ niệm 20 năm ngày trở về, 15 năm ngày trở về của những cậu học trò ra trường cách đây 15-20 năm ấy mà bạo mồm bạo miệng lắm, ôi dồi ôi, ngày xưa tớ yêu cậu mà tại nhà cậu giàu quá tớ không dám tán, xong rồi cô này bảo là bây giờ cũng chưa muộn đâu, xong bảo ừ thế nhá, rồi tí nữa ăn xong đi cà phê, tớ mời cà phê mà, cà phê tớ không cần, tớ cần cái gì đấy hay ho hơn cơ, ôi đấy, người ta vui thế mà. Nhưng mà em thấy cái cô này cô rất là kiểu như là cũng có thể họ có tình cảm thật sự là lâu dài và có tình cảm thật, trên là cô, em bảo là cô ta đi nước ngoài bao nhiêu năm rồi mà bây giờ anh vẫn còn kiểu như là liên biến, thì người ta cũng có gia đình thế, nhưng mà anh ấy cứ bảo là
tôi yêu anh quá mấy cả ấy, thì họ chỉ nhắn tin với cả kiểu hỏi han các thứ, không cứ cứ bảo em là không có cái gì đấy, thì cũng nói như anh là tận đầu tận đâu ấy, có đúng vẻ rồi. Là nay gặp mấy mai gặp gì, đúng rồi, tin mấy điện thoại thôi thế này. Cứ trêu đùa bảo là em cũng muốn làm quen với một người ở nước ngoài cho em xin số của cô ấy. Thế xong rồi kết bạn, bao giờ cô ấy mà về nước ấy thì em mời đến nhà làm cơm, ăn cơm cho nó thôi, vui anh ấy vẻ. Còn bảo là cô ta bảo là muốn đến nhà em chơi, nhưng em bảo là thôi anh đi đâu thì gặp chứ em cũng không muốn, nhưng cũng có lúc thì em bảo quá là cứ đến dài. nước mà đàng hoàng thì Chồng cứ mình mời muốn đến. quang minh chính đại, cô kia thì cũng muốn là gặp được một cái người tử tế. Đôi khi cô cũng nói vui, ngày xưa là tớ với anh ấy yêu nhau đấy. Thế nhưng mà đúng là cái duyên cái số nó không thành. Bây giờ là ông ấy là chồng của cậu. Thế vân vân, thế có phải là tự nhiên người ta thì suy nghĩ rất là thoáng, mình thì tần mẫn tùn mún hẹp hòi đúng không? Các cụ ngày xưa cũng đã dạy nhau thế này này, hai một đôi mà không lấy được nhau thì tình yêu thì hết, thì cũng còn tình làng, tình xóm, tình đồng hương, tình người. Không, nên duyên thì thiếp với chàng, chẳng nên ta lại người làng với nhau. Không nên chồng trước vợ sau, có con ta gả cho nhau thiệt gì. Một cái đôi mà nó yêu nhau nó không thành công, nó còn hẹn đằng sau này nếu mà có vợ, có chồng, có con thì chúng ta làm thông gia cơ mà. Nghĩa là cả đời cũng sẽ không quên nhau. Người ta còn còn thoáng thế chứ. Mình thời đại này, thôi tập trung vào việc khác đi. Tức Vâng, thế mình cũng anh cho nhắn em tin một cho một cái thầy thời giáo gian trong là trường đi. tiếp bây giờ em nên thế nào ạ? Chả thế nào cả. Nên gạt bỏ trong đầu những cái suy nghĩ mà bạn đang nghĩ đi Ừ. nhá. Tập trung vào vui vẻ Còn rảnh nếu rỗi mà đi. bạn xác định rằng là anh ý và cô ý vẫn còn tình cảm với nhau thì họ triển khai cái tình cảm đó từ lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ bạn phải lo lắng nữa đâu nhá. Ớt nào mà ớt chẳng cay, cái nào mà lại chẳng hay ghét chồng. Nói gì thì nói chứ cái người người ta ở cạnh với mình ý, phần phần xác thì ở cạnh mình nhưng mà phần hồn cứ ở đâu đâu. Anh ơi nó cũng cay lắm chứ anh. Vâng, nhưng mà tôi thì tôi cũng rất đồng ý với anh Đoàn, tức là bây giờ mình phải hướng cái suy nghĩ của mình sang cái việc khác đi. Xung quanh mình còn rất là nhiều việc, mình còn công việc, mình còn con cái, mình còn rất nhiều các cái mối quan hệ khác. Đừng có quá là để ý cái đấy làm gì, và hãy nhớ một câu rằng là mắt không nhìn thấy thì tim không đau. Đừng có đi lục điện thoại của ông ấy làm gì, rồi ông ấy trừ khi những cái gì mà ông làm quá đáng hoặc là nó quá lộ liễu thì lúc đấy mình mới phải xử lý thôi. Còn tất cả mọi chuyện khác đừng có suy diễn làm gì, nó mệt em ạ. Mà tại sao anh chàng này lại cứ cho vợ xem điện thoại mình anh Đoàn nhỉ? Thật ra thì anh ấy quang minh chính đại cho nên anh không có cái gì giấu giếm, và thực ra anh ấy có khi cũng chẳng biết cách cài đặt mật khẩu đâu, mà chỉ có cô này thì hay giật mình ngó vào thôi. Và kể cả cái cô gái người yêu cũ đang ở nước ngoài ấy, thì cũng rất là đàng hoàng khi mà chị đề nghị là nếu mà có thể thì là về nhà. Và nhà anh thăm nhà chơi để biết chị với các cháu, tốt quá. Người ta thì đàng hoàng thế cơ mà. Không biết là lúc nãy anh có kể cái câu chuyện là của những cái khóa họp lớp 15, 20 năm có những vụ rủ đi cà phê xong là muốn đi xa hơn cơ, thì có thật hay là anh bịa ra đấy Không, thật ra thì nó không phải phổ quát lắm, nhưng ạ? mà cũng vài phần trăm Đấy, trong anh cũng đó. cảnh báo vừa thôi, chứ không là nhiều cặp vợ chồng lại không dám cho chồng hoặc là không dám cho vợ đi họp lớp thì cũng phiền hà. Còn bây giờ thì bộ phận kỹ thuật đã kết nối được một khán giả khác gọi đến chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Đó là một khán giả gọi đến từ Bắc Ninh. Vâng, xin chào một khán giả gọi đến từ Bắc Ninh. Alo, Dạ, tôi đang nghe đây ạ. xin chào các anh các chị trong ekip chương trình Cửa sổ tình yêu. Dạ vâng, chào anh. Tôi có một cái băn khoăn muốn hỏi chương trình. Dạ. Bởi vì tôi năm nay 63 tuổi. À thế ạ, 63 tuổi. Sức khỏe bình thường. Vâng. Thế từ khi đi viện về bắt đầu là có một cái trường hợp hiện tượng, tức là đi sinh hoạt vợ chồng nó lại không ra tinh dịch. Vâng. Thế tôi hỏi là xem nó có ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe hay ảnh hưởng đến tình hình chung không, Dạ vâng. mà mấy này có thể cải thiện chữa được không? Dạ vâng, anh 63 tuổi thì sinh hoạt có đều đặn không ạ? Một tuần hoặc chục ngày một lần. Dạ. Một tuần Một được tuần bao mấy lần ạ? một tuần hoặc 10 ngày thì một lần. À, tức là cũng cứ khoảng một tuần hoặc chục ngày thì Vâng. giao lưu được một lần. Và Ừ. anh theo dõi là khoảng bao lâu nay thì cái chuyện quan hệ nó sẽ không có hiện tượng xuất tinh ạ? Mới thôi, mới từ khi gần đây thôi. Vâng. Anh có mắc bệnh gì không? 63 tuổi có mắc bệnh gì không ạ? Tiền liệt tuyến. Tiền liệt tuyến, bệnh gì nữa ạ? Cao huyết áp. Cao huyết áp, có tiểu đường, Vâng. mỡ máu không ạ? Không ạ. Dạ.
Thế là tim mạch cũng có vấn đề đúng không? Huyết áp mà. Đấy, bị huyết áp mà. Vâng, thế là điều trị hàng ngày đấy ạ? Phải dùng thuốc hàng ngày đúng không? Dùng thuốc hàng ngày có sổ đấy. Dạ, à, thế ạ, có sổ theo dõi. Vâng. Và tiền liệt tuyến thì cái tiền liệt tuyến ra làm sao ạ? Có phải cần phải can thiệp gì y tế không ạ? Đấy, can thiệp về trong bị đấy. À, tức là mổ rồi ạ? Vâng. À, rồi. Thế bây giờ là... Thế thì... Vâng. Hỏi anh khí không phải là thế thì không có hiện tượng xuất tinh thế nhưng mà có lên đỉnh không ạ? Hai vợ chồng lên đỉnh bình thường. À, thế chỉ có cái là không lúc mà lên đỉnh rồi thì lại không thấy xuất tinh dịch ra đúng không? Này lo ra. Một đằng này lo cả thương cả bà ấy, có khi này thiệt thòi anh ạ. Dạ, thế bà ấy, bà cụ nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Và tôi 61. À, thế là cụ 61 vẫn đáp ứng được cụ 63 đúng không ạ? À, hát chung được. À, hát chung được một bè đúng không? Tuần một lần là đủ rồi đúng không? Không thiếu, không thừa đúng không? Một tuần có thể hơn, có thể một tuần. À, vâng. Thế là anh ra viện là được lâu chưa? Được 3 tháng rồi ạ. À, thế vào 3 tháng nay là có hiện tượng đó? Vâng, thứ ba, bắt đầu là mổ cái, bắt đầu thì 2 tháng mới được làm việc đấy. À, mổ thì xong là kiêng 2 tháng. Thì phát hiện ra ngay. Thế là một tháng nay thì phát hiện ra như thế. Vâng. Rồi không biết là cái hiện tượng này của khán giả 63 tuổi có bình thường không bác sĩ Hoàng Thị Hải? Vâng, chào anh ạ. Vâng, chào chị Thị Hải ạ. Vâng, rất là cảm ơn vì anh cũng đã tin tưởng và gọi điện đến cho chúng tôi. Không biết anh hỏi có... đâu ấy. Không. Vâng. anh có nói là anh mổ là mổ u xơ tiền liệt tuyến phải không anh? Dạ vâng. Vâng. Và cái khối u nó có lớn không anh? Khối u 5-7 gram ạ. À thế ạ. Vâng. Và sau khi mổ thì không phải xử lý gì tiếp đúng không ạ? Không không. Vâng. Thế là tốt rồi. Vâng. Thế là mừng rồi ạ. Anh có nói là từ khoảng một tháng nay thì khi quan hệ tình dục mình không xuất tinh được. Thế và tự anh thì biết là đến lúc cao trào rồi và xong nó cũng tự kết thúc thôi. Chỉ có điều là nó không xuất được ra tinh dịch thôi phải không ạ? Vâng, đúng rồi đấy. Vâng ạ, vâng. Thật sự là ngưỡng mộ vợ chồng anh chị quá cơ. Vâng, nhất là chị ấy, 61 tuổi rồi mà vẫn hát đồng ca được với anh. Vâng, một tuần 10 ngày một lần, phải nói là chị có một cái sức khỏe rất là tốt và vâng. Phải cuộc sống của gia đình của anh chị rất là đáng ngưỡng mộ thì mới có thể có được duy trì được cái việc như vậy. Vâng, cảm ơn đối với chị. Anh thì hơi quan ngại một chút bởi vì là anh có một số bệnh mãn tính, anh có bệnh tăng huyết áp và cũng đã được theo dõi hàng tháng, tháng nào cũng được đi khám đo huyết áp và lấy thuốc. Thế vâng. Thế chỉ hơi tiếc một tí là bởi vì cái u xơ tiền liệt tuyến ấy ạ, nó sau khi mình mổ thì nó cũng ảnh hưởng tới hoạt động của tiền liệt tuyến và tiền liệt tuyến thì nó lại là cái cơ quan tiết ra tinh dịch anh ạ. Cho vâng. Nên là khi mà mình mổ u xơ tiền liệt tuyến thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái lượng của cái tinh dịch ý. Vì thế mà vâng. Có thể là anh không xuất tinh được. Chứ còn cái tinh hoàn của anh thì vẫn là tốt. Cho nên cái nội vâng. Tiết tố sinh dục nam của anh nó không bị ảnh hưởng gì nhiều. Anh vẫn có ham muốn và vẫn có thể có sự cương cứng của dương vật được. Cho nên vẫn thực hiện được hành vi quan hệ tình dục. Vâng, thậm đúng chí rồi là tinh trùng vẫn còn nhưng mà cái tiền liệt tuyến của anh nó bị ảnh hưởng sau khi mổ cho nên nó không sản xuất được cái tinh dịch, vì thế mà khi mình quan hệ tình dục mình không xuất tinh được. Tôi thì tôi nghĩ là có lẽ là anh cũng không cần phải lo lắng quá. Hy vọng là một thời gian nữa khi mà cái sau khi mình mổ xong rồi thì cái tiền liệt tuyến của anh nó phần nào nó được sẽ được hồi phục lại và lúc đó thì mọi việc nó sẽ quay trở lại, nhưng nó không bao giờ được như trước đâu ạ. Vâng. Thế và cái chính là mình vẫn thực hiện được cái việc thể hiện được cái tình yêu với bà xã như thế là rất tốt rồi. Tìm hiểu thêm một số cách nữa để có thể giúp cả hai thể hiện được cái tình yêu của mình mà mình không quá bị mất sức hoặc là không quá lo lắng anh nhé. Dạ vâng, anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ. Cái chuyện dạ vâng. Không xuất tinh được và không chị có tinh ơi. Dịch thì nó cũng có nguyên nhân của nó dạ. Rồi. Hỏi một tí là
nghe người ta bảo nó là cái không phải là không sản xuất mà nó có sản xuất ra nhưng bảo là xuất tinh ngược, nó là thế nào chị? Có à, phải trường hợp đấy không? Vâng, không phải như vậy anh ạ, bởi vì nếu mà là xuất tinh ngược thì khi nào xuất tinh ngược thì khi anh đi tiểu thì nó sẽ ra cái tinh dịch theo cái nước tiểu ạ, khiến cho cái nước tiểu của mình nó có thể nó bị đục hoặc là nó có các cái vẩn mà tinh dịch nó ra. Vâng, chứ của anh có lẽ là do cái lượng tinh dịch của nó bị hạn chế cho nên nó không ra được ạ. Rồi, anh đã yên tâm một chút. Có chữa được không chị ơi? Dạ. Có chữa được không? Bây giờ thì cũng chẳng cần chữa làm gì ạ. Cứ để sau này, sau khi mà cái tiền liệt tuyến của anh nó ổn định, nó sẽ hồi phục lại được phần nào cái hoạt động thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì tôi nghĩ là quan trọng nhất là cái chất lượng quan hệ tình dục nhà anh không có vấn đề gì thì anh không lo đâu ạ. Mà có ảnh hưởng đến sức khỏe không chị? Dạ không ạ. Quan trọng nhất là cái bệnh tăng huyết áp của anh ý. Anh phải được theo dõi thường xuyên và được uống thuốc thường xuyên như thế thì rất là tốt rồi ạ. Dạ vâng. Hy vọng là anh vẫn giữ được cái mối quan hệ với bà xã nhà mình ở cái tần suất như vậy nhá. Chào anh. Có thể với khán giả 63 tuổi thì cái công thức và nhân với số 9 là rất là đúng đúng không anh Đinh Đoàn? Tức là 9 lần 6. 96, 54. Tức là 5 tuần được 4 nhát. 5 tuần được 4 nhát là cứ khoảng như vậy. Là đó, tức là khoảng chục ngày đấy. Dạ vâng. Thế là đúng tiêu chuẩn đúng không ạ? Mà đây là trường hợp là cũng còn tác động tới tiền liệt tuyến. Dạ vâng. Tiền liệt tuyến là một cơ quan rất là nhạy cảm, quan trọng trong cái hệ sinh dục của đàn ông. Dạ vâng. Mà như thế là cũng duy trì cũng tốt rồi. Dạ vâng. Tất nhiên là người ta cứ lo rằng nó có biến chứng sang các bệnh khác. Dạ. Chứ còn thì bây giờ mục đích quan hệ vợ chồng không phải để sinh sản. Vâng, thế mà, mấy tuổi rồi. Vâng, thế cho nên có xuất tinh hay chả xuất tinh có quan trọng cái gì. Vâng. Nghĩa là nó vui vẻ cả hai bên đúng không? Vâng. Và có thể thấy rằng là cả hai vợ chồng là cũng hòa ca cùng một nhịp đúng không anh bác sĩ? Vâng, đúng rồi ạ. Dạ vâng. Vâng, chị 61 tuổi rồi mà vẫn duy trì được cái quan hệ tình dục như vậy thì mình thấy cũng rất là ngưỡng mộ cho gia đình của anh chị. Dạ vâng. Và tôi hy vọng là qua câu chuyện vừa rồi thì nhiều cặp ông bà ở cái lứa tuổi 6X thì cũng có thể tham khảo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Vâng. Xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội. Dạ vâng, xin chào chương trình Cửa Sổ Tình Yêu ạ. Dạ vâng. Em có một số vấn đề xin được tư vấn ạ. Dạ vâng, bạn trình bày đi. Vâng ạ, em và chồng em kết hôn được 15 năm rồi ạ. Dạ. Và cách đây 6 năm ạ, thì anh có ngoại tình ạ. Thì lý do ngoại tình là có nghĩa là chị gái anh làm ở quán hát ấy ạ. Ừ. Thì khi mà chị bị bắt đi chạy anh, ừ, thì có nhờ chồng em xuống trông quán. Và cái việc đấy em không hề biết. Đến khi một tuần em cứ gọi phê khan cho chồng thì không thấy chồng bắt máy. Thì em mới tìm hiểu và biết được là chồng em về đấy. Thì em bắt buộc chồng là phải quay về và không được phép làm như thế nữa. Thì khi mà em nói thế thì chồng em nói với em là thôi cho em cho phép anh làm 2 tháng giúp chị. Anh có hết 2 tháng đấy anh có quay về đấy ạ. Quay về trên quê với em, nhưng ngược lại là anh lại thuê nhà trọ ở bên ngoài và ở cùng một bạn nhân viên. Là khi đấy là anh đã cặp cùng một bạn nhân viên của quán hát đấy rồi. Và trước khi mà biết một tháng thì em vẫn thường ngày vợ chồng vẫn nói chuyện, vẫn tâm sự với anh và vẫn gọi là coi như không biết đấy ạ. Thì đến khi mà em đi và nhiều người nói quá thì em mới nói là anh là bây giờ em biết được như thế đấy, anh phải dừng lại tất cả như thế. Thì khi mà anh vẫn chối, không có gì thì em ra tận nơi chỗ anh thuê nhà. Và em 8 giờ sáng em ra thì bắt gặp hai người vẫn còn nằm trên giường ấy nhá. Và khi em nói chuyện với em không to tát gì cả, em chỉ bảo anh là đi ra ngoài em nói chuyện với bạn anh. Thì khi em nói chuyện thì em bảo anh là về nhà nói chuyện với em. Thì đến lúc vợ chồng em nói chuyện thì anh cũng xin em là tha thứ, thì đúng là lần đấy em có tha thứ. Nhưng tầm một tháng sau thì em lại phát hiện anh vẫn nhắn tin với bạn đấy là bạn ấy có bầu và muốn thì chồng em có nhắn lại là thôi có thì để anh đi làm anh nuôi em. Thì bởi vì cái câu đó nói đấy thì em có làm đơn ly hôn. Và khi em ly hôn thì tất cả mọi người là trên trong xã trong tòa người ta có đến lãng hòa đấy ạ. Rồi. Thì anh bảo là anh không biết chuyện này và khi anh đã xin vợ là đồng ý là không bỏ anh rồi, bây giờ em mà bỏ anh là anh chết. Với lại anh không muốn tan rã gia đình này.
thì rút cuộc thì tất cả mọi người động viên rồi là khuyên nhủ em thì em cũng rút lại đơn. Rồi. Và trong vòng 6 năm trở từ đấy, từ năm 2017, 18, 19 gì đấy trở lại đây là cũng được 5-6 năm ấy ạ. Ừ. Thì vợ chồng em sống với nhau thì thật sự là anh là một người vô tâm anh ạ. À, còn ham chơi cờ bạc nữa. Ừ. Nhưng mà em vẫn cố sống và anh cũng có thay đổi. Nhưng mà anh vẫn ham chơi cờ bạc. Thế bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chương trình? Em đang và tiếp tục bây giờ nữa, anh lại bắt đầu ngoại tình ạ. Rồi. Vâng, anh ngoại tình với người mới hay là vẫn là cái người cũ? Anh lại ngoại tình và vẫn mới cái cô quán hát đấy khi mà anh mang đồ xuống cho chị gái anh ấy ạ. Vâng, cho tôi hỏi một chi tiết, tức là 6 năm trước mà khi ta anh ta trông quán hát mà một thời gian sau thì bạn mới phát hiện ra là anh ta đang trông và làm ở cái quán hát đấy, thì hóa ra hai vợ chồng không ở cùng nhau à? Dạ không ạ, chồng em làm Hà Nội ạ, và em trên quê thì hiện tại là em bạn ở Thanh Hóa cùng chồng em được một năm nay rồi. Ừ. Thế nhưng mà bây giờ chồng em lại bắt đầu đi lại, mới chị gái em nhờ, tóm lại chị gái em nhờ mang đồ gì xuống ấy thì rồi. Bắt đầu lại quen một bạn ở dưới đấy cách đây từ Tết đến giờ rồi. Thì bắt đầu là giờ lại dắt hiện nhau tại thì bạn đang ở đâu? Em ở dưới Hà Nội và bây giờ chồng em lại dắt bạn đấy lên trên quê. Sao bạn mà bây giờ anh chồng của bạn thì ở đâu? Anh vẫn làm ở đây nhưng mà có nghĩa là lại dắt bạn đấy lên trên quê và chơi bời trên đấy. Có nghĩa là anh một tuần anh chỉ xuống đây làm một hai lần nhưng mà bây giờ là anh bỏ luôn công việc rồi ạ. Và ở luôn trên nhà và tôi thấy cái mối quan hệ của hai vợ chồng bạn nó lỏng lẻo thế nào, hình như không ở sinh sống cùng với nhau à? Thậm chí là anh ấy thuê nhà trọ ở cùng cô kia một thời gian sau bạn mới biết. Đúng không? Tại vì anh làm dưới Hà Nội anh ạ. Thế bạn thì ở đâu? Em ở trên quê. Nhưng là mà ở đâu? Một năm nay em lại xuống quê. Em xuống Hà Nội làm cùng anh ấy. Quê là ở đâu? Em ở Tuyên Quang anh ạ. À, Tuyên Quang. Dạ. Vâng, và bây giờ anh ấy lại quay ngược lên trên quê và ăn chơi trên đấy và kéo bạn. Rồi, và một tuần thì anh ấy xuống Hà Nội ở với bạn một lần, đúng không? Cưới nhau 15 năm nay thì có mấy cháu rồi? Em có hai cháu, em một cháu trai học lớp 6 và một cháu trai học lớp 1 ạ. Và các cháu đang học ở Hà Nội hết rồi đúng không? Vâng ạ. Và bây giờ thì anh, trước khi mà anh có tình ý với bạn đấy thì cách đây một tháng thì em cũng có biết. Và mọi người trên quê cứ bảo là không hiểu anh chồng em là cứ chở bạn đấy đi chơi rồi này kia đấy. Thì em có về và em nói chuyện với anh thì anh bảo là họ chỉ đi nhờ thôi. Nhưng mà vừa cách đây một tuần, 10 ngày thì em có về và em phát hiện anh đang gọi điện cho bạn đấy. Và em có lấy điện thoại. Em xem và em biết được là bạn đấy đang ở trên quê thì anh xuống xin van em và thừa nhận là anh chỉ gọi là đi chơi, đi bay, đi lắc cùng bạn đấy thôi chứ anh không có tình cảm với bạn đấy. Rồi, thế cái vụ 6 năm trước thì có để lại một đứa nhỏ nào không với cô ý? Không ạ, không anh ạ. Rồi. Nhưng mà bây giờ là với cô khác nữa anh ạ. À, rồi cô khác, có vẻ anh này rất là thích cặp bồ lăng nhăng đúng không? Vâng ạ. Ừ. To cao đẹp trai không? Em bây giờ em rất là bối rối. Anh ý năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chồng em 40 ạ. À, 40 tuổi, đang độ tuổi rất sung sức. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào em. Dạ, chào anh ạ. Ừ, thế thì ba mẹ con hiện nay ở sinh sống như thế nào? Ở nhà thuê, nhà trọ hay là nhà mua được hay là ở ra làm sao? Dạ, em ở nhà trọ nhưng mà em làm cho anh trai chồng ấy ạ. Thì anh bao nhà hết trọ, thì lương. Làm cho công ty của anh trai chồng đúng không? Vâng ạ. Xưởng. Vâng, thu nhập một mình là nuôi ba mẹ con hay là bố nó có đóng góp gì không? Thật ra là một năm nay thì tất cả tiền lương của anh đều đưa cho em hết. Anh không hề cầm một đồng nào để chi tiêu cho bản thân mình. Em có đưa cho anh nhưng anh bảo thôi, lương cũng không hề cao thì thôi em cầm và em lo tất cả cho con. Rồi. Nhưng mà ngược lại là anh vẫn có nghĩa là việc làm của em thì hàng ngày em vẫn phải đều việc làm như thế. Nhưng mà việc của anh thì chỉ một tuần, ví dụ anh chỉ có làm có 3 ngày thôi anh ạ. Anh lái xe. Xong 3 ngày cái là anh ấy quay về trên quê anh chơi chứ anh không ở cùng với mẹ con em. Anh chả phải về quê chơi mà đưa cái cô kia đi chơi. Vâng. Vâng ạ. Và có thể là anh ấy có được đồng lương nào thì đưa cho mình nuôi con. Còn thì đi với cô kia, cô ấy nuôi, cô ấy bao vâng, đúng không? Vâng. Bây giờ anh cũng có giá rồi, không cần tiền vẫn có người theo đúng không? Vâng ạ. Nhưng thật mà anh thì vẫn một mực quay lại xin em là đừng có gì. Nhưng mà cách đây tầm một tháng thì anh cứ về anh bảo em là em ơi anh xin lỗi mẹ con em,
anh không làm tròn trách nhiệm của người bố người cha. Anh có lỗi với em vì khi em ốm thì anh cứ bỏ anh đi chơi, thế em cũng phàn nàn, em cũng có nói với anh, nhưng mà anh cứ nói thế xong là anh bảo em là thôi em nuôi con đi, anh để tất cả tài sản này kia cho em. Thì em bảo là lý do sao anh nói thế, thì anh bảo là anh cảm thấy anh ham chơi quá, anh không lo được cho mẹ con em. Thế thì em mới bảo là thế thì bây giờ anh ký đơn đi. Thì anh nhất định anh không ký, và em có làm, anh trai chồng em có làm tất cả giấy tờ chuyển nhượng đất á, để cho anh ký vào đấy cho em, nhưng mà anh không ký. Anh bảo là bây giờ anh ký thì em lại đòi ly hôn anh mất, nên anh không ký, nhưng mà anh sẽ để cho em tất. Đấy. Để cho em tất là có những gì, anh này suốt đời đi với lại bạn gái, với đi bay, đi lắc, đi chơi, thì anh ấy có được gì bây giờ? Có được mấy mảnh đất hay là gì? Có mỗi căn nhà thôi anh ạ. Có mấy căn nhà hả? Trên quê, vâng ạ. Mấy căn nhà trên quê hả? Một ạ, một ạ. Không. Nhà đấy là nhà của bố mẹ đúng không? Không, nhà là do bọn em làm lên, nhưng mà đất đai là bố mẹ chồng em cho. Và đất đai của bố mẹ chồng cho. Có mình tên nhà em thôi, vâng. Có tách sổ trước gì không? Có tách sổ, nhưng mà tên thì đứng mình tên nhà em, chồng em thôi. Rồi, còn thì tiền thì hai vợ chồng làm lên, nhưng tóm lại là có một cái nhà ở quê. Vâng ạ. Thế còn thì ở dưới này thì mình ở nhà thuê. Mình đi làm thì cũng làm thuê cho anh chồng, lương đủ để chăm con. Ông chồng thì làm quả cắc quả tùng, nhưng mà gần đây thì có đưa hết tiền cho mình. Còn 10 năm năm trước có đưa tiền không? Không anh ạ, chỉ có đi chơi. Và có nghĩa là thời gian từ lúc kết hôn đến tầm 5 năm thì anh có chăm chỉ làm ăn và gì, nhưng mà từ sau là anh đổ đốn, anh không có lo cho mẹ con em. Anh làm bao nhiêu anh tiêu hết, không đưa cho em đồng nào hết. Rồi. Nhưng mà sau 1 năm lại đây thì tất cả tiền là anh lại đưa cho em. Nhưng mà tóm anh lại được 5 năm đầu, thế. 1 năm cuối cùng là 6 năm. Còn 15 năm rồi thì là 9 năm là ăn không đúng không? Vâng ạ. Tóm lại là bây giờ nếu như mà bỏ anh ấy thì mình mất mát cái gì lớn nhất? Thật sự là em không nghĩ là em cần tài sản hay cần gì, nhưng mà em cần em không muốn phá vỡ cái gia đình này. Thật sự là em không, em chồng em tất cả mọi cái điểm để em ghi ra thì em không có thấy chồng em một cái gì tốt cả. Tốt mỗi cái là anh ấy không về đánh đập em thôi, chứ còn ngoài ra anh không lo cho mẹ con em. Tóm lại là anh ấy không đánh mình, còn thì có cũng như không, không có được một điểm nào tốt đúng không? Chẳng yêu thương, cũng chẳng trách nhiệm, chẳng kiếm ra tiền, cũng chẳng chăm sóc mình ốm đau. Tóm lại anh ấy ích kỷ, 40 tuổi rồi, nhưng cả cuộc đời chỉ chơi rông và lo cho bản thân đúng không? Vâng ạ. Tuy nhiên thì em lại không muốn phá vỡ cái gia đình này, bởi vì sợ con không có bố đúng không? Vâng. Bởi vì mặc dù bố thì bây giờ 1 năm lại đây mới có được 1 tháng vài triệu, chứ trước đây chẳng có, thì mình cũng vẫn nuôi được con. Vâng. Còn thì nếu như cứ duy trì thì em có thấy khổ lắm không? Thật sự là em, cái tư tưởng của em mà em rất là khổ. Em cảm thấy cuộc sống của em không có chồng, mà suốt ngày em phải nghĩ về chồng em. Em rất là mệt mỏi, thật sự là thế. Mà thậm chí là đến khi mà em giận dỗi em như thế này, anh cũng chỉ xuống xin van em một hôm đấy thôi. Còn em cắt, em chặn máy, nhưng anh cũng không hề kiếm cái số nào để em gọi cho em hay không hề gì hết. Rồi. Có phải chăng là em toàn chạy theo anh ấy thôi? Thì đúng rồi. Nên anh không hề thương yêu gì em cả. Mình cũng nhận ra rồi, người ta không thương yêu, mình chặn số điện thoại tưởng rằng họ sẽ tìm số khác để người ta gọi mình, nhưng cuối cùng người ta cũng có quan tâm đâu. Sống chết thế nào thì kệ, có hai đứa con rồi cũng như không. Mình ốm mình đau cũng chả bên cạnh. Bây giờ cái niềm vui thú riêng là đi bay đi lắc với này dắt gái lên quê. Thế thì có mấy phương án thế này. Phương án thứ nhất là chấp nhận chung sống như hiện tại để giữ con cho bố. Nhưng mình không hy vọng, đừng có đặt kỳ vọng rằng một cái ông 40 mấy tuổi ăn chơi trác táng bây giờ tự nhiên lại trở nên thương vợ thương con, rồi là trở thành người chồng chung thủy, người cha mẫu mực, là không có đâu nhá. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Người ta uốn cây thì uốn từ non, mình dạy con thì dạy đến 10 mấy tuổi thôi. Còn khi nó đã trưởng thành rồi, một cái người mà thế thì nó như vậy từ đấy. Thì mình chấp nhận được thì chấp nhận, giữ lấy cái hình cái bóng thôi, cho nó có mạng tiếng là mình có chồng, con mình thì không mất bố, còn tự làm tự ăn mà nuôi con, gắng đôi ba năm nữa cũng may nhất là những năm tháng khó khăn nhất ấy nó lùi qua rồi. Trước đây các con còn nhỏ hơn một tí thì đi viện, nay ốm mai đau rồi rất là nhiều. Bây giờ các con cũng 10 mấy rồi, có khi cũng chỉ học một thời gian nữa. Nếu các con mà không đi học đại học là nó cũng đi làm công ty, nó đi làm nghề, nó cũng sẽ có cuộc sống tự lập được.
gánh nặng của mình cũng sẽ giảm bớt dần đi. Cái đau của mình chính là đau của tinh thần, là luôn luôn mình kỳ vọng, mình mong muốn là anh ấy quan tâm, ra anh gọi điện, ra anh vỗ về. Nhưng mà bao nhiêu lỗi lầm anh cũng chẳng gì, với anh còn nhận ra là mình cứ bám theo, chứ còn thì anh có cần gì đâu, đúng không? Bởi vì không có mình, anh cũng có những cô gái khác. Chỉ có mỗi một mình là thiệt là cứ ngồi đấy trông ngóng anh ấy thôi. Cho nên là phải thay đổi cái tư duy, thay đổi cái đầu của mình. Và vẫn giữ, nhưng mà buông ông ấy, nhưng giữ cái nhà, giữ cái gia đình, không cần thiết phải đưa ra tòa. Còn cái loại thứ hai là thôi, cắt cho nó đau một lần đi rồi mình dắt con về quê, thì là quê, nếu không thì vẫn cứ ở lại đây làm tiếp cho ông anh. Bởi vì ông anh ông cũng còn nghĩ đến chuyện mình phải nuôi hai đứa cháu của ông ấy, đúng không? À, mình có thể giận chồng, mình có thể ly hôn chồng, nhưng mà không ly hôn gia đình. Các anh, các chị chồng người ta cũng biết là em người ta hư rồi, mình nuôi cháu thì chắc người ta cũng tạo điều kiện, mình vẫn cứ ở nhà trọ, vẫn đi làm kiếm tiền, vẫn nuôi con. Bố nó có trách nhiệm đến đâu thì trách nhiệm, còn mình gắng lên một chút. Và lúc ấy khi mà đã giải phóng rồi mà, mình cũng chả việc gì mà mình cứ phải ngồi đấy mà thương mà nhớ. Mình cố gắng mình đi tham gia thêm cái lớp này lớp khác, học cách bán hàng online, mình kiếm thêm việc nữa để tăng thu nhập, đồng thời cũng tăng cái mối tương tác với lại người khác. Biết đâu tìm được một người nào ông trời ông thương, mình lại gặp được một người bạn, dù có thể không tiến xa, không kết hôn, nhưng mà người ta thương mình. Thì nó cũng bù đắp cái giai đoạn cuối đời, gọi là cuối đời, nhưng thật ra em mới có 36. Nhiều người còn có chưa có chồng ấy kìa, nhá. Mình chẳng qua lấy chồng sớm, nên con lớn vậy thôi. Anh cũng không quan tâm tới con luôn ấy anh ạ. Thì rồi, mong đợi gì. Thì có hai phương án mà anh Đinh Đoàn đã vạch ra cho bạn. Một là chấp nhận một cái cuộc hôn nhân có chồng mà như là không có, đúng không ạ? Và nếu mà như anh Đoàn nói, phương án thứ hai là hãy cắt đau một lần, và biết đâu sau cái nỗi đau đó thì chúng ta một cái mối quan hệ mới có thể mở ra, đúng không ạ? Đúng rồi. Và cái sự lựa chọn là hoàn toàn nằm ở phía bạn, đúng không bác sĩ Hoàng Thị Hải? Đúng rồi ạ. Vâng. Em hãy cố gắng lên, bởi vì là bên cạnh em bây giờ vẫn còn hai đứa con của em. Gọi là lớn thôi, nhưng mà mình không phải chăm bẵm thôi, nhưng mà nó vẫn rất là cần mình. Vì thế mình đừng có quá nặng nề hoặc là quá suy nghĩ mà ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, ảnh hưởng tới tinh thần của mình. Bởi vì nếu sức khỏe của em không tốt, tinh thần của em không thoải mái, lúc nào em cũng ở trong trạng thái u uất như thế, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái không khí trong cái gia đình. Và để lâu ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng cả tới tâm lý của con em nữa. Nhất là bây giờ cái bạn lớp 6 ấy, bạn bắt đầu chuẩn bị dậy thì rồi, mà bạn ấy chứng kiến một cái không khí gia đình như thế, mẹ thì luôn luôn ở trong cái trạng thái lo lắng, buồn bã, bố thì chẳng có tư cách gì như vậy, thì nếu không cẩn thận chúng ta sẽ mất rất nhiều thứ, chứ không phải là chỉ mất cái ông chồng này. Hôm nọ em cũng có gọi điện cho chồng em bảo là thôi, bất luận giữa em và anh như thế nào, nhưng điều em mong muốn nhất bây giờ là anh luôn dành tình cảm cho con thôi, anh quan tâm và anh nói chuyện với con, còn chúng mình bất luận như thế nào thì cũng đừng làm các con nó khổ. Em cũng có nói thế. Có thể là 6 năm trước bạn đã gửi đơn, và theo đúng lộ trình là có một cuộc, một vài cuộc gọi là hòa giải. Và chắc là lúc đó thì bạn cũng đã mềm lòng trước sự hòa giải của chính quyền và chắc là bà con lối xóm cũng như là gia đình hai bên, đúng không? Và đấy có thể gọi cũng là một bước lỡ nhịp, đúng không anh Đoàn? Bởi vì đúng như anh nói là giang sơn có thể đổi, nhưng mà bản tính thì có thể rời. Rất nhiều người cứ cam chịu, cứ cố, và với một niềm hy vọng rằng chắc anh chỉ sẽ chơi thêm vài năm nữa. Dạ vâng. Lúc mà ông 30 thì nghĩ rằng chắc chơi đến 35 là cùng. Thế xong 35 rồi chắc cũng chỉ còn 5 năm nữa, rồi nó cứ trượt dài đi. Và mình thì cứ tặc lưỡi chấp nhận, cái tha thứ với lại lần này với lần khác. Thật ra thì một mặt là tha thứ, một mặt thì hy vọng, nhưng một mặt thì mình bị rất là nhiều những áp lực khác. Dạ vâng. Nào là thôi đấy, ông như thế nhưng ông chẳng đánh đập gì mình nè. An ủi, tự an ủi. Tự an ủi mà. Đấy, ban nãy bạn, chính bạn cũng nói rằng là anh thì chả được cái nước gì cả. Chẳng được một cái điểm gì, được mỗi cái điểm là không đánh thôi. Thế thì thật ra thì chủ yếu vẫn là cái niềm tin. Mà tôi thì cứ vẫn luôn nói với mọi người, sự thật nó như thế, khi ta không thay đổi được thực trạng thì ta thay đổi ta. Đừng có còng lưng ra mà đi thay đổi người khác.
Thế mình thay đổi mình, mà ông không thay đổi thì tôi thay đổi, tôi chả việc gì tôi phải hết lòng hết sức nữa. Bây giờ tôi giữ gìn sức khỏe, tôi mặc váy mặc vóc tôi đẹp, tôi đi tập aerobic, tôi đi đăng sport cho nó khỏe, rồi tôi vân vân kiếm tiền. Mà rảnh rỗi nữa thì đi. Bạn này là nạn nhân bạo lực gia đình, em cũng chỉ thế trong thời thôi, gian rất là nhưng dài. Mà em cố gắng là em đầu tư cho bản thân mình rồi. Bây giờ mới có 36 tuổi, hãy yêu lấy bản thân mình nhiều hơn một chút bạn nhé. Xin chào bạn, cảm ơn hai chuyên gia đã tham gia trả lời câu hỏi vừa rồi. Trong phần đầu của chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một cái chủ đề mà các chuyên gia của chúng ta sẽ cùng bàn tới. Một cái chủ đề cũng chiếm rất là nhiều thời gian trên các nền tảng mạng xã hội cũng như là báo chí thời gian gần đây. Có thể thấy rằng là giới trẻ ngày nay quan tâm đến mạng xã hội và dành thời gian cho mạng xã hội rất là nhiều, đúng không anh Đinh Đoàn? Họ hầu như là dành cái khoảng thời gian trong ngày chiếm nó không còn là một cái gọi là giải trí, yếu tố giải trí nữa. Đã có một cái thống kê nho nhỏ nói rằng là với học sinh cấp 3 và sinh viên tối thiểu một ngày một người dùng 2 tiếng. Đấy tôi nghĩ là bình quân thôi đấy ạ. Có những bạn có lẽ là chỉ có trừ lúc ăn với lúc ở trên lớp thì buộc ăn có khi là cũng cầm điện thoại trên vừa ăn đấy. Vâng. Cho nên vài tiếng ngủ với lại ở trên lớp mà các thầy cô rất là khắt khe thì may ra mới buông điện thoại, còn nếu không là sẽ để dưới ngăn bàn. Thế cho nên là người ta đã nhắc nhở về cái chuyện rằng là lạm dụng cái mạng xã hội. Tuy nhiên thì cũng không chỉ đổ oan cho các bạn trẻ, tôi thấy nhiều người lớn cũng mắc một cái hội chứng là nghiện nét. Cũng nghiện nét. Thật ra nó là một thứ hay ho chứ, hay đúng ho không? Bởi vì là nó hấp dẫn mà. Mạng xã hội người ta không chỉ học được rất nhiều thứ, người ta được giải trí, người ta được thậm chí giết thời gian, thậm chí kiếm tiền ở trên mạng xã hội, người ta kinh doanh trên mạng xã hội, làm cái gì đi, từ order một bát bún cho đến ship một cái đồ gì đấy, tức là đó từ ngữ đến người cao tuổi bây giờ cũng quen rồi. Ví dụ bà già nhà tôi 80 tuổi mà không ăn cơm chán rồi order cho mẹ để cho đấy, các chú ship cho mẹ mất miếng lươn. Thế là đã biết sử dụng cái ngôn ngữ ở trên thì nó làm thay đổi căn bản toàn diện cái lối sống của một thế hệ. Vâng, có thể thấy rằng là cái giá trị của chuyển đổi số nó rất quan trọng và nó tạo cho con người ta cái yếu tố là nhàn hạ hơn và không mất thời gian nhiều. Để thí dụ mà bây giờ bảo chị Hải mà đi tìm quán nào miếng lươn nào ngon nhất thì chắc là cũng khó, nhưng mà chỉ search trên mạng một phát là ra ngay quán nào, vị trí ở đâu. Cuộc sống hiện đại nhưng mà chúng ta dành nhiều thời gian để chúng ta lướt web, lướt net và lướt mạng xã hội nhiều quá thì lại không phù hợp, đúng không bác sĩ? Đúng ạ. Và về mặt sức khỏe thì chúng tôi thấy rằng là bên cạnh những cái mà mạng xã hội tạo được những cái thuận lợi, những cái cơ hội cho cái người sử dụng mạng thì cũng có rất nhiều điều nó ảnh hưởng đến sức khỏe anh Pan ạ. Thứ nhất là khi chúng ta lạm dụng mạng xã hội, chúng ta bắt cơ thể của chúng ta, đặc biệt là mắt này, rồi là trí óc này, rồi kể cả các cái đốt sống cổ, các cái khớp vai, gáy đấy, thậm chí là những cái cột sống thắt lưng, là chúng ta ngồi lâu trong một tư thế hoặc nằm lâu trong một tư thế, cái tư thế mà mình đang lướt web đấy ạ. Vâng, thì đấy là những cái tư thế nó không hợp vệ sinh, hay nói cách khác nó không hợp sinh lý. Nếu như mà để kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng rất là nhiều. Kể cả những cái người trẻ, những em bé cho tới những cái người lớn, những người già đều có thể bị ảnh hưởng, bởi vì chúng ta đã làm sai cái tư thế sinh lý. Thứ hai nữa là về thời gian, các cái nhịp sinh học có thể nó bị thay đổi. Vì mải ăn mải lướt web quá, mải xem TikTok, rồi mải vân vân, mải các thứ khác mà ăn uống nó không tập trung, nó không đúng giờ, rồi cái chất lượng của bữa ăn nó cũng không được đầu tư, cho nên là cái giá trị dinh dưỡng cũng như là nó có thể làm thay đổi cái hoạt động của dạ dày, điều tiết dịch vị và khiến cho những cái bệnh về tiêu hóa rất dễ gặp. Và một cái thứ ba nữa mà tôi thấy có thể dùng cái từ gọi là vấn nạn cũng được, đó là gì? Ảnh hưởng rất nhiều đến giao tiếp tự nhiên. Hai vợ chồng có khi nằm cùng giường, quay lưng lại, mỗi người một cái điện thoại và chẳng nhắn ai tin nói cho nhau chuyện với ai. Vâng, chứ chưa nói là lại nằm khác phòng nữa. Thì cái giao tiếp qua điện thoại nó đã thay cho cái giao tiếp
trực tiếp và cái ngôn ngữ. Rồi rất nhiều những bạn trẻ cũng thế. Và một như cái chủ đề mà đã có lần chúng ta đã bàn tới, lười yêu ấy ạ. Nó cũng có thể là một cái nguyên nhân như vậy nữa. Họ không muốn gặp gỡ nhau. Và những cái ngôn ngữ cơ thể, những cái ngôn ngữ nói trực tiếp tác động đến cái giác quan của mình, tác động đến cảm xúc của mình, nó khác hẳn với cả những cái ngôn ngữ ở trên mạng, đúng không anh? Anh muốn tặng bạn gái cái gì, anh chỉ một cái click là ra một cái bó hoa rất là đẹp, rồi vân vân và vân vân. Nhưng mà những cái nắm tay, những cái câu chuyện, những cái mà mình chia sẻ trực tiếp với nhau nó đã bị thay đổi, biến tướng đi mất rồi. Thì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều những cái mà chúng ta cần bàn tới khi mà bị nghiện các cái mạng xã hội. Dạ vâng, chúng ta không thể phủ nhận rằng những cái lợi ích mang lại của thời đại 4.0 cũng như là chuyển đổi số. Thế nhưng mà giới trẻ đang lạm dụng nó một cách thái quá, đúng không anh Đinh Đoàn? Thành ra là nhiều cái yếu tố ảo ở trong đó. Vâng, chính xác, thì bản thân mạng nó đã là có chữ ảo, vẫn có mạng ảo mà. Vâng. Thế thì con người người ta quỹ thời gian ai cũng có 24 tiếng một ngày. Khi chúng ta dành quá nhiều thời gian để cho việc này thì sẽ không có thời gian cho việc khác, đơn giản thế thôi. Bây giờ cứ mãi lướt web với ngồi nghịch với lại xem cười với lại hài, nó đã hết cả 8 tiếng rồi, thì sẽ không có thời gian dành cho thăm người yêu, cũng chẳng có thời gian mà đi hẹn hò nữa. Con người rất là bực bội khi phải đứng chờ 5 phút cô người yêu. Trước đây thế hệ chúng tôi là đứng chờ nửa tiếng, một tiếng là bình thường. Bây giờ mà 5 phút là kêu rằng là gọi chồng cây si chứ nhà nàng đấy hả? Đúng thế rồi là cũng không có phải đấy, giống như bác sĩ Hoàng Thế Hải là không cần trau chuốt về cái ngôn từ ngôn ngữ. Cái gì cũng đơn giản, gọn nhẹ, gọn tiện. Và cái gì cũng thế ở đời, cái gì nó dễ có được thì cũng dễ mất, mà mất thì cũng không tiếc lắm, ví dụ như vậy. Rồi nó nảy sinh ra những cái tình cũng ảo. Rồi chính cái mạng ảo ấy nó cũng lại là cái cơ hội cho nảy sinh những cái tội phạm lừa đảo, lừa tình, lừa tiền, hack nick, rồi đủ thứ kiểu trên đời. Tuy nhiên thì không vì một vài những cái gọi là cái tiêu cực của mạng xã hội mà chúng ta lại phủ nhận. Đố ai bây giờ nói không với mạng xã hội đấy ạ? Đố ai dám cấm đấy ạ? Mà cấm cũng không được. Vậy thì cái gì cũng vậy, nó có hai mặt. Chúng ta chỉ có chia sẻ với nhau là cố gắng tận dụng tối đa những cái tiện ích mà do Internet cũng như là mạng xã hội mang lại. Thế còn thì ngăn ngừa, đấu tranh, nhận diện, đẩy lùi những cái tác hại tác hậu thôi. Do sống ảo nhiều quá nên như anh Đinh Đoàn cũng vừa chia sẻ là có những cái tình yêu cũng ảo. Và ảo thì đã là ảo là không thật rồi, đúng không bác sĩ Hoàng Thế Hải? Và khi mà đã không thật thì rõ ràng là sẽ có nảy sinh nhiều cái vấn đề phát sinh xảy ra, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Đấy là đối với các bạn trẻ thì những cái tình yêu mà ảo ấy, mình không biết được những cái giá trị thật của nhau, không biết được tính cách của nhau, không biết được bản chất con người của nhau. Cho đến khi gặp mặt chúng ta có thể bị gọi là vỡ mộng. Nhưng mà vỡ mộng như thế vẫn còn là may anh Văn ạ. Mà nếu mà chúng ta lại có những cái tình yêu qua mạng xã hội như thế thì đôi khi chúng ta gặp ở đâu đó có rất nhiều những cái tình yêu nó kết thúc rất là không có hậu, hay nói cách khác là nó để lại những cái hậu quả rất là xấu cho cả hai người. Với lại một số các, tôi thấy một số các cái anh chị có tuổi như tôi chẳng hạn, ví dụ như vậy, tức là cái gì cũng phải đưa lên mạng xã hội, mình lệ thuộc vào đó rất là nhiều. Và mình sống trong một cái rất là ảo bởi những cái like, những cái còm, những cái lời khen của mọi người, không biết là khen thật hay là khen không thật. Và sống theo ở đó rất là nhiều, đôi khi bị mất rất nhiều thời gian vào những cái việc như vậy. Và hy vọng những chia sẻ vừa rồi của các chuyên gia chúng tôi sẽ giúp ích cho quý vị khán thính giả ít nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Xin chào một khán giả gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Alo, Bình Dương đâu ạ? Dạ, em đây ạ. Anh chưa đây chưa ạ? Rồi, câu hỏi của bạn là gì vậy? Vâng, em hỏi về hôn nhân gia đình ạ. Em thì em muốn gọi các anh với chị chương trình là làm sao? Chồng em đi nước ngoài 6 năm, cũng lâu rồi. Thế nhưng mà đi 6 năm thì về thì bây giờ em ý là thời gian đi nước ngoài 6 năm ấy thì bỏ con nhà em đấy. Thế bây giờ về thì cho em ở với nhau. Thì nhưng mà đến bây giờ em biết được nhà em là cặp bồ với cả bạn cùng xóm em ấy. Thế nên là em cảm thấy bây giờ sống với nhau ấy, ý là em nó trôi qua là đã mấy năm rồi, nhưng mà thời gian đấy là em không có biết. Đến bây giờ nhà em mới thú nhận thì em cảm thấy là khi cứ nhìn đến nhà em là em cảm thấy là những cái thời gian mà em ở nhà em khổ ấy,
Thì em nghĩ em cả em hận ấy, mà em cảm thấy nó không còn hạnh phúc nữa ấy. Nhưng mà nhà em thời gian đi 6 năm là em ở nhà là bố mẹ chồng em đối xử với em với con rất là khổ. Nói chung là bà hành hạ đủ thứ luôn, nói chung là em cố gắng em kiểu thương chồng lúc nào cũng nghĩ chờ chồng về rồi. Thì chồng về xây được cái nhà to thì cũng hết tiền luôn rồi. Thế khi mà ra ngoài mặt tiền để mua cái đất mặt tiền để làm xưởng để làm xưởng cơ khí ấy. Thì em hoàn toàn phải đi vay mẹ mới để em tiền đấy. Thế khi kia thì làm bà cho vay một lửa và cho em đi vay một lửa mua cái xưởng đấy làm mẹ em mới chơi ngồi muộn và lọ ấy, lọ lần thì nhà em ấy về lọ lần nhiều lắm. Về thì cứ khóc lóc bảo là ý thì của em mà cứu ra thì ký vào cái giấy đấy thì mới bán được đất để trả lọ nhà em. Mẹ em thì bên giờ bên chồng ở bên bố mẹ để tiền cho ông bà cho vay cứ tê bên sừng em. Thế khi mà em nghĩ là bây giờ bố mẹ thì bên cứu và bên chồng cái nào thì em đành thì cứu nhà em. Em bán đất đi để trả lọ nhà em. Rồi. Khi mà xong trả lọ xong rồi em vẫn cố gắng để em không muốn để bố mẹ em đau lòng thì em cũng cứ giấu giếm là nhà em chơi rồi thì khi đôi khi còn đánh cả con luôn đấy. Nói chung là nhà em ra ngoài không ai chê cả. Rồi bây giờ là bạn alo bạn vào chủ đề chính của câu hỏi đi. Thế thì bây giờ thì em muốn tại vì chị cho em nếu như là cái thời gian bây giờ em đi ra ngoài là chính là thuê phòng ở với vợ chồng với bạn thân của em ấy, là bạn cùng xóm thì là nhà em xin nhà em đấy, em cảm thấy là trong lòng rất là nặng vì nhìn cái nhà em thì thời gian em đi nước ngoài. Thế thì giờ em muốn là các anh các chị cho em một lời khuyên đấy, là bây giờ thì chồng em như vậy thì xin tất cả là xin lỗi này nọ, bây giờ em cảm thấy cứ nhìn thấy nhà em là cái quá khứ nó ùa về ấy, là em cảm thấy nó khổ, cảm thấy nó không thể chấp nhận được ấy. Thì em muốn là các anh các chị cho em một lời khuyên đấy. Các bạn lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Em lấy nhau được gần 35 rồi anh ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Em 26 rồi. Em 45 tuổi rồi, 46 tuổi rồi. 46 tuổi mà lấy nhau gần 30 năm, thế là lấy từ mười mấy? 19 anh. Con gái em là 26, em mới 22 đúng rồi. 26 hay em lấy nhau thì 27, 27 tuổi, 275 và 275. Bạn 45 thì là ông ấy bao nhiêu? 50 ạ. Ông ấy 50. Vâng. Và trong cái khoảng thời gian đó là có 6 năm là ông ấy đi xuất khẩu lao động đúng không? Đúng rồi ạ. Và bây giờ thì bạn phát hiện ông ấy ngoại tình với cái cô ở cùng làng, đúng không? Đúng rồi. Cách đây bao lâu rồi, có biết không? Ý là em chỉ nghe mong manh thôi, còn khi nhà em về đây rồi mới khai là nó nhận thú thật là nó là thật như thế luôn. Ý là ở 5 năm liền, đi 6 năm thì ở một ông người ta 5 năm liền như vợ chồng thuê cùng phòng. À, tức là hai người cùng đi xuất khẩu lao động và lại cùng làng với nhau và... Do là cùng làng lâm ra là thôi thuê phòng ở chung cho nó tiện đúng không? Đúng rồi, không có tiền được cho vợ con luôn, chí nào cũng không quan tâm đến con luôn. Không quan tâm thì cũng được xây được cái nhà to vật làm gì nữa, đúng không? Còn xây cái nhà thì anh bảo bây giờ xây nhà lọ rồi em cũng phải đánh lọ nhà lòng ngoại cho tay. Lọ là ông ấy phá sau đúng không? Ông về nhà ông ấy phá đúng không? Đúng rồi, về nhà mới phá đấy ạ. Bây giờ họ còn quan hệ với nhau không? Chứ mà em vẫn ở cùng nhà vì em rất thương nhà em, bởi vì là thấy cái hoàn cảnh bây giờ lọ. Rồi, bạn ở cùng nhà thì tôi không nói rồi. Thế còn cái cô kia cơ, cái cô người tình của anh ý. À bây giờ thì hai người đều về hết rồi. Ừ thì bây giờ còn quan hệ với nhau không? Không ạ, không quan hệ nữa, bây giờ về là chân đất rồi, cô kia về với chồng rồi. Nhưng mà em nhìn thấy nhà em này quá khứ cứ ùa về á, chính là không đi với ai, đi đúng với người bạn của mình ấy, cảm thấy không thể là xa xôi, lúc nào cũng đặt vòng vào trong trí óc mình, lúc nào cũng tưởng tượng như vậy ấy. Rồi. Em muốn là đặt ra minh thán cho em lời khuyên. Rồi. Tóm lại ông ấy chả được cái nết gì, đi xuất khẩu lao động thì tiền phân nửa thì để chơi bời, xong là cặp bồ. Về nhà thì làm được cái xưởng cơ khí thì cũng phá nốt, là phá bắt nốt, vợ phải bán nốt đi. Vâng. Thế mà bây giờ thì vợ thì vẫn thương ông ấy, đúng không? Vâng, nói chung thế. Em không biết phải nói nào, em cũng phải quan em nghĩ là hay là mình thấy thì mình không phải bình thường nữa rồi, nên là em cũng nghĩ nhiều quá nên khi nó cảm thấy nó rối loạn luôn ấy. Thế đã lên chức ông bà nội ông bà ngoại chưa? Em thì có cháu ngoại, cháu gái, thì cháu lớn là lấy chồng, có hai con rồi anh. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, xin chào. Vâng, em chào anh. Em nghe cô chị là nhiều lắm, em chỉ biết anh muốn là anh cho em một lời khuyên, cho em nó sống như nó thoải mái, còn làm.
rồi. Rồi, em cũng nghĩ lắm này. Nghe một lời khuyên mà sống thoải mái được có mà được, tôi là thánh. Trước hết là bây giờ phải nói này, cuộc sống hiện nay thế nào? Bỏ qua cái chuyện là đi xuất khẩu lao động 6 năm mà chung sống với một cô cùng làng 5 năm đi, thì bây giờ vợ chồng thế nào? Còn nợ bao nhiêu tiền? Ông ấy làm gì? Mình làm gì? Và yêu nhau thắm thiết không? Không ạ, em thì thật ra thì em cũng chỉ mới biết vào đây, về đây là vài năm thôi. Còn trước đây thì em chỉ nghe thì em cũng nghĩ là đấy là chỉ trêu nhau thôi chứ không có nỗi phải ở. Tôi đang hỏi là bây giờ cuộc sống thế nào ấy, chứ còn cái chuyện người ta ngủ với nhau 6 năm, 5 năm thì cũng xong mất rồi. Thế bây giờ thế nào? Bây giờ cho em vẫn sống trong một gia đình nhưng mà vẫn nuôi con, còn hai đứa con ăn học nó vẫn nuôi. Nhưng mà nhà em bây giờ thì lọ lang thì làm để trả lọ thôi, còn không cung cấp ý nữa. Ý là mới đây từ ngày mà cách đây 15 ấy thì biết là sai thì là mới là thay đổi thôi. Còn từ khi nước ngoài về đến nhà là không hề thay đổi mà làm cho mẹ con em vẫn mà vào con đường bế tắc luôn, là em vẫn cố gắng để giữ gia đình thôi. Anh còn bây giờ em thì em vẫn có nhưng là nghĩ thì con thôi. Nhưng bây giờ em cứ nhìn nhà em là em cảm thấy em nghĩ quá khứ nó ùa về, là em cảm thấy nó đau, nó suy nghĩ rồi anh ạ. Anh cho em một lời khuyên với là lời khuyên đầu tiên là nói ít. Vâng. Và lời khuyên thứ hai là nghĩ vừa thôi. Tập trung về hiện tại, quá khứ đã qua. Vâng. Bây giờ mình có lôi anh ra mà bắn thì cái chuyện mà anh ấy ngủ với cô kia 5 năm liền ấy cũng không thay đổi được nữa. Hoàn cảnh nó đưa đẩy, được cái nọ thì mất cái kia, trong cuộc sống cũng thế. Đang có vợ, có chồng mà bắt một người đi xuất khẩu lao động xa gia đình 5 năm, 6 năm, không lẽ người ta lại giữ gìn trinh tiết à? Vâng. Cái đấy cực kỳ khó khăn, cho nên tôi luôn luôn nói mọi người rằng là đừng có vì cái lợi trước mắt nghĩ rằng là cho chồng hay vợ đi xuất khẩu lao động rồi ngồi đấy mà nhẩm, nó đi 4 năm là kiếm được tiền tỷ. Rất nhiều người đi kiếm được tiền tỷ, về mua được một ô tô, xây được một cái nhà to nhất làng nhưng tan nát một gia đình. Bởi vì, và cũng đừng có ai giàu trí tưởng bở, đừng có ai ảo tưởng rằng là chồng mình hay vợ mình sang đấy chỉ có cắm đầu vào mà làm, gửi tiền về cho mình nuôi con. Mà rồi người ta cũng là con người cơ mà. Cho nên là cái chuyện có nhu cầu, có vợ, có chồng, rồi ăn ngủ, rồi trao đổi, rồi chia sẻ tình cảm, kể cả vấn đề sinh lý cũng cần còn. Cho nên là đã xác định là có chồng đi Tây, vợ đi nước ngoài thì đừng có ngồi đấy mà giữ, ở nhà còn chả giữ được ấy. Ngay cả là ông ấy sáng đi tối về, mà ông ấy chỉ là lao động tự do ấy, cũng còn chả giữ được, huống chi như là ông đi xuất khẩu lao động. Cho nên cái việc của mình bây giờ là cái gì đã qua hãy khép lại quá khứ nhá. Bắt đầu tôi mới hỏi đến là cuộc sống hiện tại, mình lên ông lên bà rồi, hiện nay đang có một khoản nợ đúng không? Vâng. Nhưng mà cũng là đang làm để trả dần chứ không đến nỗi phá sản, không đến nỗi là người ta đến ta siết nợ, ta đòi nhà, ta đẩy ra đường đúng không? Ôi đến đi anh ạ, một đống em không bán đất đi thì ngày nào cũng xác hội đen đến nhà đi anh. Rồi thì cũng có đất mà bán để trả nợ, đúng rồi, có đất xong rồi lại còn nợ người ta thì ai người ta chồng. Cái tóm lại thì cái khả năng chi trả và lo trả nợ có được nữa không? Thì vẫn làm, vẫn là trả dần đi anh, vì nhà em vẫn thôi, làm, còn bây giờ là con là em lui á, con là thì em tự nhiên làm, người nhà em làm bây giờ là trả lợi dần. Con thì lớn rồi còn gì nữa. Công nợ trả dần, cháo hút vòng quanh, quy luật ở đời nó như thế. Thế thì bây giờ mình đã vay thì mình phải trả, mà lúc cái vay là hai vợ chồng cùng vay thì nợ là trách nhiệm chung, ai phá không biết, nhưng mà hai vợ chồng đứng lên là vay đúng không? Không, thậm chí nhà em lên là vay riêng hay vay xã hội đen ấy, vay lãi lắm này ấy. Ai vay? Nhà em vay ấy, nhà em đứng lên vay ấy. Nhà em tức là chồng gì ấy? Vâng, chồng em vay ấy. Rồi. Thế cho nên là bây giờ cho nên bây giờ ông đi làm là đồng nào thì phải trả vốn trả lãi cho cái vay rồi. Thôi cứ xác định như là ông ấy có như không đi. Coi như 5-6 năm ông đi nước ngoài. Bây giờ mình đi làm, mình nuôi con mình. Con thì cũng lớn rồi, nó làm nó nuôi được nhau chưa? Chưa, cháu bé mới học lớp 9. Cháu thứ út là lớp 9, còn cháu thứ 2 mới học lớp 10-11. Năm nay lớp 11. Kinh tế thì chắc không phải là vấn đề lo nhất đúng không? Vâng, với em cũng làm đủ nuôi con ạ. Vấn đề mình khó chịu nhất là cái gì? Cái chuyện là cứ nghĩ đến chuyện ông ấy nhìn bản mặt là thấy khó chịu. Em nghĩ là tại sao đi 6 năm liền người ta đi nước ngoài, người ta đi mê ái, người ta phải gửi tiền nuôi con mình chứ không nuôi vợ không nói. Nhưng tại sao đi biển biệt không hề gửi tiền nuôi con? Bây giờ quỳ xuống xin em bảo là tha thứ cho con. Em không muốn là quỳ xin em, mà em muốn là trách nhiệm của người bố là phải sao lại bỏ đứa con như vậy, nó còn nhỏ, nó mới hơn 1 năm mà bỏ bẵng con mấy năm trời như vậy là em hận thôi. Giá mình hận, giá mình nhắc nhở chồng là phải gửi tiền về nuôi con từ lúc ông đang ở bên ấy đấy. Em nhắc đấy anh, tốt. Em nhắc mà, em nhắc suốt đấy, cứ bảo là không có tiền. Không có, bây giờ để bảo em thế này, là cái lực của gia đình vì mẹ đẻ, mẹ chồng đấy, là không cho gửi tiền cho con. Đổ hết lên mẹ chồng luôn, là bà gây ốm rồi.
Thế nhưng em bảo bây giờ ghê gớm thì mình nuôi con mình mà, mình cứ nuôi con hàng xóm đâu, mình có gửi tiền cho ai đâu mà sao không gửi tiền nuôi con. Câu chuyện đã xảy ra cách đây 6 năm rồi, anh Đinh Đoàn đã bảo bạn đang sống ở hiện tại nhá. Vâng. Chứ bây giờ bạn như thế, trong đầu bạn lúc nào cũng chỉ nghĩ về quá khứ, đâm ra nhìn mặt anh ý là thấy quá khứ ùa về. Bạn có đúng chia thế. Sẻ thế đúng nếu vậy. Mà bạn thấy nhẹ lòng nhất thì bây giờ bạn nên nghĩ cho hiện tại và tương lai. Phương án trả lần nợ, một là anh ý tự làm tự trả, còn chuyện ăn uống chi tiêu nuôi hai con ăn học là việc của mình. Nếu mà bạn cảm thấy như thế là hài lòng thì bạn hãy nên làm điều đó. Còn nếu mà không thấy hài lòng thì nên chia tay thế thôi. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, xin chào bạn và hy vọng bạn sẽ giải quyết được những cái khó khăn khúc mắc của gia đình mình lúc này, và cái điều quan trọng nhất là phải nhẹ đầu thì mấy cuộc sống nó mới an lành được. Chào bạn nhé. Xin chào một khán giả gọi đến từ Hải Dương. Alo, năm tôi đang nghe đây. 28 tuổi rồi ạ. Rồi bạn nói đi. Vâng, nhưng mà cái khả năng cương cứng của em là không có anh ạ. Bao nhiêu tuổi rồi? 38 rồi ạ. 38 tuổi lấy vợ chưa? Em chưa lấy vợ lần nào ạ. Chưa lấy vợ lần nào à? Vâng. Thế là cái cương cứng từ hồi bé đến giờ là cũng không cương lần nào à? Không, tức là như này này, là cách khoảng chục năm mà em vẫn cứ bình thường ấy anh ạ. Nhưng mà sau đấy là bọn em có chơi đồ, chơi thuốc ấy anh. Sau đấy là em bị bắt vào trong tù. Thế là từ lúc trong tù đến lúc bây giờ em ra đã được 2 năm rồi là gần như không cương cứng nữa. Tức là đi tù mấy năm? 6 năm ạ. 6 năm, cộng 2 năm ra ngoài. Vâng. Hết án. Vâng, là liệt từ trong tù. Vâng, em vẫn nhận là nó bị từ trong đấy luôn ấy. Thì cho em hỏi cái là bạn có thấy cái yếu tố nào tác động đến nó không? Dạ. Bạn có nhận thấy có một cái yếu tố nào tác động đến nó không? Tức em nghĩ thôi. Em đọc qua thì bởi vì là khi mà mình vẫn cứ hàng ngày thấy lên lên xuống xuống đều đều đặn đặn. Không lên được một tí nào luôn anh ạ. Tôi đang nói là trước đấy bạn bảo bình thường mà, đúng không? Tức là trước đấy đấy, tức là trước khi em vào tù thì lại rất bình thường. Thế đột ngột mà vào tù mà bạn thấy là tịt ngóm thế thì bạn có liên hệ với một yếu tố nào không? Không ạ, không ạ. Không có một yếu tố nào tác động đến? Không, không luôn ạ. Từ là em cảm nhận được từ lúc vào tù. Nhưng mà tức trước đấy thì bọn em dùng thuốc chất kích thích chơi ấy, thì có thể chơi hàng giờ đồng hồ luôn. Lúc vào trong tù là đến bây giờ, mà bây giờ ra tù 2 năm rồi em cũng có bạn gái rồi mà, nhưng mà em chẳng làm ăn được. Vâng, nhưng mà cũng không làm gì được, bất lực luôn anh ạ. Thế à? Tự dưng nó có lên được không? Không lên rồi, không làm cách nào lên được. Tự mình làm nó có lên không? Không ạ. Ồ thế à? Thế thì dạ. Còn nói chuyện làm quái gì nữa? Trước chơi thuốc là chơi gì? Chất kích thích cho anh. Là cái gì? Cái kẹo thứ đấy. À thì chính vì thế đâm ra là kèm thêm cả ly buôn nữa mới bị bắt đúng không? Dạ vâng ạ. Nó là sâu chuỗi vấn đề từ lúc nghiện này, sử dụng rồi nghiện này, nghiện thì hết tiền thì là phải buôn cho thằng nọ bán cho thằng kia này. Vâng. Thế là bị công an tóm này và vào trại xong thì là tịt ngóm luôn về cái khoản kia. Vâng. Thế là gần chục năm nay rồi. Vâng, gần chục năm nay là không. Và bạn có nói là khi mà mình chơi thuốc, chơi chất kích thích kia thì nó rất là hoành tráng, cả tiếng đồng hồ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thế khoảng thời gian trước bạn dành cả tiếng cho việc đó rồi thì bây giờ hết nhiệm vụ rồi thì nó nghỉ thôi. Thì mới hưu sớm. Thì bây giờ có cách nào em có cơ sở là mong chương trình tư vấn cho em thì... Cách thì nhiều lắm. Thì em đi chữa. Rồi, cách thì nhiều lắm. Nhưng mà bạn đã bao giờ nghĩ đến cái cách nào chưa? Em chỉ nghĩ là đi đến cơ sở y tế có uy tín một tí để em chữa trị đấy. Rồi, thì đã đi chưa? Em chưa ạ. Thế em vừa hỏi chương trình để em qua chương trình em biết cái chỗ nào nó uy tín thì em đi. Rồi, ôi, 38 tuổi. Ta hạ về hòa nhập cuộc sống là 2 năm nay rồi mà nó tịt góm thế, không tự mang thân mình đi mà khám. Thế đợi ngại 50 tuổi khám à? Ngại đi anh. Ngại. Ôi thì cứ ngại thì cứ để đấy đi. Thế thì hôm nay em mãi em mới đâm hỏi chương trình thì... Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Dạ. Chào chị ạ. Thật sự là cảm thấy rất là khó khăn nhỉ? Vâng ạ. Đã ra ngoài 2 năm rồi, cuộc sống đã hoàn toàn bình thường rồi. Thế mà cái việc quan trọng như thế mình vẫn không làm được.
Vâng ạ. Chị nghĩ có thể là do cái lúc trước em dùng cái thuốc kích thích ấy, thì cái thuốc kích thích đấy là nó có cái tác dụng phụ của nó là nó làm cho bị ngược lại ấy, đảo ngược lại ấy. Khi mà Vâng ạ. mình lệ thuộc vào thuốc rồi và mình không còn thuốc nữa thì nó cũng có thể là một nguyên nhân khiến cho em bị liệt dương. Không, nhưng mà chính ra hồi xưa này em cũng chưa lạm dụng nhiều đâu chị ạ. Nó phụ thuộc vào cái đáp ứng của cơ thể. Có những người thì có khi là dùng rất là dài mà không bị làm sao. Nhưng mà có những cái người mà có thể chỉ dùng lần đầu tiên có thể đã bị rồi. Đây là nó phụ thuộc vào cái sự đáp ứng của từng cơ thể một, từng cá nhân một đối với cái thuốc đấy. Cho nên chứ không phải là ai cũng giống ai nhá. Cái thứ hai nữa là khi mình trong cái thời gian mình giam giữ thì em cũng không có điều kiện để thực hiện cái việc đấy. Thế cho nên là nó cũng có thể là một cái nguyên nhân khiến cho cái việc đấy của em nó trong thời gian nó rất là dài. Cái việc liệt dương nó trong thời gian dài không được chữa trị kịp thời. Cho nên nó có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Dạ Bây vâng ạ. giờ bây giờ thì em mới có 38 tuổi thôi. Cái đời sống tình dục của mình nó sẽ còn rất là dài. Đối với đàn ông thì cái đời sống tình dục nó dài lắm. Cho nên là cho dù như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn phải đi khám em nhở. Ừ. Dạ. Em ở Hải Dương thì em lên Hà Nội đi rất là tiện mà nhá. Vâng ạ. Em đến em có thể đến bệnh viện Việt Đức nhá. Em vào Dạ. khoa Nam học của bệnh viện Việt Đức. Em có thể Vâng. đến khoa Nam học của bệnh viện Đại học Y Hà Nội Dạ. nhá. Rồi bệnh viện Bưu Thế điện. xem hỏi chị xíu ạ, em cảm ơn hỏi xíu là liệu khả năng hồi phục có bao nhiêu phần trăm chị? Nó phải phụ thuộc vào nguyên nhân. Vâng. Bây giờ em phải đi khám Dạ. để người ta tìm nguyên nhân là vì sao em bị liệt dương như vậy. Dạ. Và khi tìm được nguyên nhân rồi thì lúc đấy người ta mới có thể điều trị được cho em. Tuy nhiên Dạ. trong trường hợp của em thì chị nghĩ là hy vọng là nó chỉ là do những cái yếu tố khách quan hoặc là do tác dụng phụ của thuốc. Vâng. Thì nếu như tìm được người ta cũng có thể có cái khả năng để hồi phục được cho em nhá. Vâng. Ừ thôi Dạ cho dạ. dù như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng không thể chờ đợi lâu hơn nữa được. Tôi Ai lại để 2 năm ở nhà cứ nằm im thin thít như thế chẳng ý kiến ý cò gì. Nhờ. Thế đi khám đi nhá, đi khám sớm đi em ạ. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Rồi, Nhá, xin chị chào chào bạn em. nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Xin chào một khán giả gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, khán giả Thái Bình đâu ạ? Alo, đây ạ, vẫn Dạ còn. vâng, chào bạn. Đây Bạn chào anh. mong muốn điều gì ở chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi vậy? Là mình có câu câu chuyện thôi như này, Vâng. tức là có cô bạn đấy, Vâng. tức là chồng bạn ấy, tức là từ ngày lấy nhau là cờ bạc khá nhiều quá, Dạ. mình thì lại tức là đôi khi là biết thế nên là cũng tâm sự trao đổi để cho bạn ấy vượt qua cái khó khăn ấy, nhưng mà Rồi. đến dần dần nó lại thành phát sinh ra một cái tình cảm hai người. Thế à, quý hóa quá cơ. Không, thế nhưng mà mình thì nó thực sự là vợ con ở nhà thì lại rất À, có vợ rồi à? ok, nỡ nỡ gọi là nỡ nỡ một lần nó đi vượt quá cái mức, Thế bây giờ à? nó mình không muốn để nó xảy ra những cái chuyện như thế này nữa, mà sao lại động viên được cái người kia, tức là vì là chồng lúc nào cờ bạc về đánh đập phá người ta Rồi. cũng là chỉ muốn tìm đến con đường chết ấy. Úi dồi, thế à? Thế là Đấy, mình cho nên là thương mình tình yêu hơi của khó tình khó xử lý rồi các bạn. rồi tóm lại là mình rất là bao dung độ lượng và cái tình yêu của mình nó rộng khắp đúng không? Nhìn thấy cái cô bạn bị chồng cờ bạc rượu chè về đánh đập hành hạ thì là mình không thể bỏ qua được. Và cái sự không bỏ qua được khiến mình đã đi quá giới hạn đúng không? Quá Đúng nhiều lần rồi, chưa? một lần mới có một lần thôi, nhưng mà Một lần mình cách không đây bao muốn để lâu nó xảy rồi? ra nữa, Một lần cách nhưng đây mà bao người ta thì lại cứ bây giờ là không có mình để nói chuyện, không mình để tâm sự, tức là thì người ta nó lại Cái lần đầu tiên đi ý là cách đây bao lâu rồi? cách đây cũng khoảng độ hơn 2 tháng rồi. À, hơn 2 tháng. Và 2 tháng qua là không làm lần thứ hai nữa à? Không không vì người, Yeah. tức là bây giờ nói gì thì nói chứ người ta chồng cờ bạc thế nhưng mà người ta vẫn là một cái gia đình, Đúng rồi, nhà mình người ta cũng vẫn là một gia đình. là chồng chồng vợ vợ chứ người ta đã bỏ nhau đâu đúng không? Mà nhà Đúng mình rồi, cũng thế đúng không? Mình có vợ có đúng con rồi, rồi mà. Dạ. đúng rồi. Ừ thì Thế 2 tháng qua làm gì tiếp theo? Không ngủ với nhau thì làm gì? không chỉ tức là bây giờ tức là tôi đi em đi làm ở xa đấy, tức là không về nữa, bằng một
cách là không về nữa mà cai bằng cách là không về để gặp cái cô ý nữa đúng không? Mà cũng không nhìn thấy là chồng cô ấy đánh cô ấy thêm lần nào nữa đúng không? Và bây giờ là mình mong muốn điều gì? Muốn dứt bỏ hay là muốn bỏ gia đình mình để đến với cô ta? Không, tức là muốn tư vấn cho bên để mình làm sao để cho cô ấy nó dần dần và hai cái tình cảm nó chỉ là vậy là ở rồi. Trao đổi với nhau ở cái lĩnh vực bạn bè thôi để cho cô ấy không rồi. không còn để gọi là vì mình mà chán chồng quá nữa mà để vì biết mình ấy. Rồi tức là làm nào mà để hai gia đình thì vẫn giữ gìn được hạnh phúc đúng không? Đúng rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. À, vâng. Cảm ơn. Rồi xin chào. Dạ vâng. Chào Đồng Hương. Hiện nay thì mình đi làm ăn xa là ở đâu? Quê thì mình ở Thái Bình, thế còn thì mình đi làm ở đâu? Em làm ở trên Hà Nội. À thế ạ, ôi thế may mà thích cái cô bạn gái không có biết địa chỉ hay chỗ của mình không đấy? Tức là có biết nhưng mà em không cho nên. Đúng rồi. Bây giờ nói để giữ lại cái vì cái gọi là mình sai. Tôi biết rồi, biết rồi, tức là mình không muốn đi tiếp nữa, được một lần là biết rồi thôi đúng không? Không phải đã thì biết đúng rồi gì nữa là nói thẳng vấn đề là không thể đi tiếp được nữa vì mình còn có gia đình và mình cũng vợ chồng gia đình nhà mình rất là ok, chẳng qua là gần gũi với cô kia, chia sẻ cho cô ấy cái chuyện là cô ấy cứ tâm sự là nhà cô bất hạnh, thế rồi đến lúc mà nó cứ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén quá đà một lần rồi chợt giật mình thấy rằng là không được nữa đúng không? Dạ, vâng, rất tốt ạ. Phải nói là trước hết là rất là tốt, rất là bản lĩnh. Cái chuyện mà chót lỡ chót dại thì 10 người thì 9 người gặp phải, nhưng không phải ai cũng gượng dậy được và bừng tỉnh được như mình đâu, cũng rất là giỏi. Xác định là thế này, bây giờ là mình là người cầm trịch đấy, mình là người quyết định đấy, chứ nếu mà cái việc mà là mình không về quê cũng là một biện pháp. Một việc thứ hai đó là giãn bớt dần ra đi, người ta đang thích mình rồi, chồng người ta thì rượu chè cờ bạc hay đánh đập, mình thì biết lắng nghe, biết chia sẻ, lại còn biết yêu nữa, thì rồi người ta nhớ lắm ấy. Người ta không biết thì thôi, chứ được một miếng ngon là rồi cứ thèm ăn mãi. Cho nên là cái việc của mình ấy là giúp người ta cai nhá. Một là cứ ở trên Hà Nội này, hai là có chuyện đi đâu thì cũng đừng có nói là anh đang ở, bây giờ anh lại chuyển về Ninh Bình, anh đang ở phố nọ phố kia, anh nhớ lắm là sẵn sàng là người ta có thể bắt taxi từ quê thì sang đó. Không là anh ơi, cứ có những lần về quê nhưng mà em cũng không báo cho biết, em chỉ về với gia đình thôi xong em lại đi được chứ tốt, không báo. Đấy, đấy cũng là một biện pháp giãn dần các mối quan hệ ra. Lúc này người ta còn có kỳ vọng bởi vì người ta đang trong cái hoàn cảnh của cô rất là đáng thông cảm, bởi vì một bên có người chồng rất tệ, lại gặp một người đàn ông nữa quá tử tế. Thế là thành ra là người ta kỳ vọng thôi, nhưng mà người ta không đủ tỉnh táo nhận ra rằng là dù mình có tốt chăng nữa thì cũng chỉ là món ăn dặm thôi, mình không thể là món ăn chính được. Thế thì đàn ông thì có lẽ là trong cái trường hợp cụ thể của mình thì có lẽ là mình tỉnh táo hơn, giúp cô ấy. Vì hai nữa cũng là bảo vệ bản thân mình đấy, bởi vì một lần thì có thể là thoát nạn, chứ hai ba lần rồi cái kim bọc rẻ lâu ngày cũng lòi ra, vợ biết con biết rồi dân làng biết, thì rồi mình mất hết tất cả những thứ gì mà danh dự uy tín mà mình đã có được. Thứ hai nữa là đến tai chồng cô ấy là một cái đối tượng mà người ta cũng đã chẳng còn gì mà mất, lại cộng với lại điên lên nữa mà là án mạng xảy ra đấy nhá. Cho nên ở đây ấy, là mình phải cố gắng một mặt là để giãn cách mối quan hệ này, vừa giúp cô ấy để hồi tâm hồi hướng để mà trở lại với cuộc sống gia đình, nhưng một điều nữa rất quan trọng đó là bảo vệ chính bản thân mình và gia đình mình. Cô ấy có buồn chăng nữa thì cô ấy không có mình thì cô cũng đi tìm ở một nơi khác để cô có thể chia sẻ. Mình đã biết rằng là xu hướng nó sẽ không tốt rồi. Thế thì không vấp ngã thì tốt, nhưng mà vấp ngã một lần và biết đứng dậy và né tránh đi thì đấy là điều rất là đáng khuyến khích. Duy trì với cái thực trạng hiện nay là cái gì cũng thế thôi, người ta cứ trông đợi trông ngóng nhiều rồi không được đáp ứng rồi người ta cũng phải tự lo cuộc sống của người ta đúng không? Hai nữa là ta cũng không có cái hy vọng gì nhiều. Cứ ở đấy cứ đi làm, thỉnh thoảng có về thăm vợ thăm con thì lặng lẽ đừng báo là anh về, rồi người ta nhớ quá người ta đến cổng ngõ người ta
rủ đi chơi thì cũng chết. Và đặc biệt là thế cũng... em mới muốn giãn cách dần ra nhưng mà cũng không liên lạc nữa để cho cô ấy dần dần là quên cũng mình không đi, nhất thiết không... là phải phải chặn số chặn xiếc. Thì cô có nhắn tin rất dài dòng, anh ơi em khổ quá, nhiều lúc nhớ anh rồi, sao anh lại tự lạnh nhạt với em, thì chỉ nói rằng là anh rất xin lỗi, anh không thể đồng hành tiếp với em được nữa. Đúng là chúng ta hoàn cảnh quá khó khăn, dù có thương em nhưng không thể giúp em được. Đợt này anh bận quá, biết đợt vừa rồi đang chữa bệnh, giờ này anh yếu lắm. Thôi tránh voi không xấu bằng nào, nói vui thế nhưng mà thực ra không phải là voi, nhưng mà trong trường hợp của mình né vẫn là tốt nhất nhá. Dần dần về thời gian nó cũng sẽ, vì đây nó cũng không phải là một mối tình gì đấy nó quá nặng sâu, rồi thời gian nó cũng làm cho người ta nguôi đi thôi. Dạ vâng, có thể thấy rằng là cái lộ trình mà bạn đang triển khai là phù hợp đấy, và đúng ý tưởng mà anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ, cố gắng nhá. Khỏi đặc biệt cũng đang cố gắng để cho nó không xảy ra nữa, chứ không thì nó cũng phức tạp. Thế là tốt lắm rồi đấy. Và cố gắng là chỉ một lần thôi nhá. Dạ vâng. Rồi xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Có thể thấy rằng là cái trong cuộc sống của ta chúng ta thì rất nhiều điều mà có thể con người ta xô đẩy và bị vấp ngã, đúng không bác sĩ Hoàng Thúy Hải? Vâng. Mà nhất là với những đàn ông thì cạm bẫy thì rất nhiều. Vâng. Eo ơi thương người ta bị chồng đánh. Đúng eo rồi, ơi thương người thương ta bị chứ. Hành hạ. Đôi khi eo ơi thương thế đàn thương ông hết toàn xã hội à? Người tốt bụng. Vâng. Các anh thì tấm lòng của các anh rộng lắm ý, bao dung lắm ý. Dạ vâng. Cho nên là cứ thấy ai có hoàn cảnh khó khăn là các anh muốn đưa vai ra để cho người ta dựa lắm. Đây là rất không phải thích đưa là vai mà nương tựa. Đấy. Vâng. Để đưa cả tấm thân của mình, tấm thân ra mình để che chở. Trong khi đó thì vợ mình không hề sợ rằng là vợ mình như thế, vợ mình cũng buồn quá, xong vợ mình cũng lại đi tìm một bờ vai khác để nương tựa, để chia sẻ cái sự buồn của vợ mình. Thế là cuối cùng gia đình mình nó chẳng ra làm sao cả. Vâng. Thôi, tuy nhiên thì bác sĩ Hải nói thì đúng rồi, nhưng thật ra không ai nói trước được gì. Con người ta rất là mềm yếu trước những cái cám dỗ về chuyện yêu đương. Nhưng cái điều quan trọng nhất là sau một lần vấp ngã mà đã biết dừng lại. Dừng lại. Đấy là điều đáng khuyến khích. Tôi nghĩ là tỉnh táo được như bạn ở Thái Bình thì cũng đã là rất là mừng rồi. Vâng. Và hy vọng là những cái bạn đang mấp mé như bạn ở Thái Bình mà nghe được câu chuyện của bạn ý và cũng nghe được những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn cũng như là anh Thành Văn. Đã chúng ta hãy cố gắng để có thể tự mình tìm được những cái phương án tốt nhất trong cái hoàn cảnh của mình. Dạ vâng. Có thể thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta thì rất nhiều cạm bẫy như vậy. Thế nhưng mà để có một người có bản lĩnh như này là hoàn toàn không khó. Nó có yếu tố tâm lý trong ý không anh? Tôi nghĩ thần kinh thì nó cũng phải cái thép cũng chút cũng không, thật ra thì cũng khó nói vì lý do này. Vâng. Lý do lớn nhất chính là vợ con anh ấy rất ok. Anh nói một câu là nền tảng gia đình anh vững. Cái việc anh ấy đến với cô này nó là do xô đẩy. Đầu tiên cũng thấy cô kia tâm sự nhiều thì thương. Vâng. Thương rồi từ cái lúc mà cho bờ vai thì đến cái cho cái chỗ dựa. Vâng. Thế rồi nó chót dại một lần. Nhưng mà thật ra không, chứ nếu như anh ấy đang là người cũng chán cuộc sống hôn nhân nhà mình lắm ấy. Dạ vâng. Thì rất có thể là cả hai kẻ, một bên chán vợ, một bên chán chồng. Dạ vâng. Sẽ níu tay nhau đi tiếp một chặng đường rất là dài nữa. Dạ vâng. Xin cảm ơn hai chuyên gia. Xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội. Vâng vâng, vâng tôi Hà Nội đây. Vâng vâng vâng. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi 57 ạ. À 57 tuổi ạ. Dạ vâng. Vâng. Thế là anh băn khoăn điều gì khi gọi đến chương trình của chúng tôi vậy? Cho tôi gặp bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng, anh cứ nói đi. Vì bác sĩ Hải đang nghe đi ạ. Là vợ tôi năm nay là 51 tuổi thì có phải cái tuổi tiền mãn kinh không, mà là mà vợ lúc thì nó có tính lắm ấy. Mà lúc thì mà cách đây độ 1 tháng thì vợ chồng vẫn quan hệ bình thường, nhưng mà đến cỡ nửa tháng gần đây là nó có tính mà nó có tính kinh khủng ấy. Ừ. Nó thay đổi hoàn toàn trạng thái rồi, cáu bẩn rồi các kiểu mà còn khi còn khó nói chuyện mà khó gần cơ. Đấy. Thì tôi hỏi bác sĩ Hoàng Thúy Hải là lý do làm sao mà lại thế, mà cũng chưa đợt này là cô cũng bị thỉnh thoảng cứ trong kinh đấy. Tức là kinh được không đều ấy. Vâng. Thế còn ăn cùng nhà ngủ cùng giường không? Có chứ. Thế à? Bình thường nhà bây giờ có hai vợ chồng thì chả ăn cùng nhà ngủ cùng giường thì làm nào. Thế có tính như thế nào? Có tính là ví dụ như là hôm nọ tôi thấy chân cô nóng nóng ấm, tôi chỉ có bảo là ôi sao chân em nóng thế.
cô bảo bỏ mẹ ra, thế là cô cào một cái vỏ vai kiểu như là cô ấy không muốn cho mình gần ấy. Thế đến lúc mình đi bụng là không phải là gần để gây sự để tình dục đâu, mà gần để xem quan tâm đến nhau đúng không? Làm sao thì cô lại không thích, nhưng mà lắm lúc mà không quan tâm thì nghe chừng này rồi đấy à. Nó là thế. Thế là bất bình thường đấy nhở. Vâng, nếu mà có sờ nắn vào người mà may bà không đạp cho một phát đấy chứ nhở. Bà đạp vào chỗ hiểm thì toi. Bà cao vào vai, xong hôm tôi còn gọi cả video cho con trai ở đây, mẹ biết làm sao, là cáu lắm đây, cào thầy cả tay bố này. Mẹ con trai bảo cho này chết. Vâng ạ. Bây giờ có mỗi hai ông bà sống với nhau thôi à? Thế các con đâu? Các con ở riêng hết rồi, cũng ở chỗ khác rồi ạ. À, tức là chúng nó lấy vợ lấy chồng ở riêng rồi đúng không? Vâng. Thế có lên trước ông bà nội ông bà ngoại gì chưa? Có lên rồi ạ. Thế à, thế ông lôi một đứa về nuôi hỗ không, trợ không, bố mẹ chúng không, nó? Không, mệt lắm. Thế à? Thương nghe anh Đình Đoàn là thương chỉ đến chơi với cháu chứ không trông cháu, không chăm cháu mấy đâu. Thế lại nghe anh Đoàn xui thế à? Vâng. Không biết là ở lứa tuổi 51 như chị Nhà thì cái hiện tượng như thế có là bất bình thường hay không? Thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng ạ. Vâng, chào anh ạ. Vâng, chào chị ạ. Nhưng mà tôi nghe giọng anh vẫn vui vẻ lắm, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì không vui vẻ thì làm nào. Chị ơi, nắm lúc em cứ phải lấy canh rau má làm bùi để mà nói chuyện với vợ. Chứ vợ nó cáu tính lắm ấy mà. Con gái thì làm về y tế, nó bảo bố ơi, mẹ đang khủng hoảng tiền bán tinh đến bố phải chiều mẹ. Thì thôi, cực ngậm đắng nuốt cay rồi. Chị ơi, chị Hải ơi, em nói thật với chị là có lần em thổi cơm, em ăn thì ngon thì vừa, nhưng vợ ngày la cũng chê là không ngon, rồi nắm lúc thì nói chung là để ý từng tí một, định mệt thế lắm. Nhưng mà em chẳng dám cãi nhau đâu vì bây giờ còn mỗi hai vợ chồng. Đúng rồi. Chị cho em lời khuyên, còn đúng đấy, là mình phải tiền bán kinh mà khó chịu mà lắm. Đấy là người ta đã nấu cho mình ăn rồi đấy, thế mà người ta chiều mình như chiều vong ấy, thế mà mình vẫn còn mắng người ta rồi lại còn đạp người ta, đúng không? Cao nữa chứ không phải là đạp nữa, đúng không? Vâng. Vâng. Tôi thật sự là rất là phải nói là tôi rất là ngưỡng mộ anh, bởi vì anh rất là yêu vợ đấy. Và anh rất là hiểu biết, anh rồi may quá cũng lại có cô con gái làm nghề y nữa, cho nên là nó cũng biết là mẹ là như thế nào. Tất nhiên là không phải ai 51 tuổi cũng thế, không phải ai tiền mãn kinh cũng thế, nhưng mà đúng là không, có những cái người... Em cắt lời chị một tí này, tức là cách đây được một tháng thì vợ chồng sinh hoạt tình dục đều đặn, có khi tuần một cái, tuần hai cái, mà eo ơi âu yếm, thậm chí cô nói là em yêu anh hoặc là vẫn cứ bình thường. Thế mình đang cái đà đấy, bảo ôi thế thì thôi thì tốt quá. Gần đây một cái là hôm ấy chả biết về sao về thấy cứ thấy buồn, xong lại thấy cứ ngồi, xong bảo em làm sao vậy, chả làm sao cả. Ôi rồi chị Hải ạ, xong là ngủ có lần rồi khóa cả cửa vào, không biết làm cách nào được. Thế ạ, vâng. Vâng, thế xong rồi lúc tôi lại hợp hợp, tôi phải lên tầng 2 ngủ, xong là sáng sau này ngủ dậy tôi hỏi thế hôm qua làm sao, chả làm sao, xong là cứ năm lúc cứ như giận nhau giả, xong là một hai hôm lại bình thường chị ạ. Vâng. Ê chị Nị. Vâng. Bây giờ thì như thế này, thứ nhất là nếu mà về mặt y tế thì anh nói với con gái anh ấy ạ, hoặc là cái người thân mà làm bên y tế, đưa mẹ đi khám tổng quát xem là có vấn đề gì không, bởi vì là ở tuổi tiền mãn kinh như thế này thì cơ thể nó cũng hay sinh ra những cái bệnh mà trước đây không có, là do cái nội tiết nó sụt giảm, cho nên là nó rất dễ dẫn đến những hiện tượng như vậy. Những cái bệnh ví dụ như là bốc hỏa này, hay là những cái bệnh về tim mạch, những cái bệnh về rối loạn chuyển hóa, những bệnh về cơ xương khớp là ở cái tuổi này là rất là hay mắc bệnh. Và chị ơi, em cắt hỏi chị một tí. Vâng. Vì đợt trước vợ em nó rong kinh nhiều, em còn phải mang cả về lên viện phụ sản Trung ương Hà Nội em khám. Vâng. Khám theo định kỳ của bác sĩ bảo ngày nào là phải lên ngày đấy, xong là cũng bị rong kinh, xong là phải đặt vòng kiểu điều hòa kinh là các thứ đầy đủ đấy. Nhưng mà thì nắm lúc thì mà nó bình thường thì nó không sao, nhưng mà lúc mà khoảng ngày rong kinh này chuẩn bị mà làm nó bị tự nhiên là nó hôm trước không sao, hôm sau một hai hôm mà ra kinh rồi một tí là bắt đầu bạo bực, là cáu lắm, khổ đúng lắm rồi. Cơ chị ạ.
Đúng rồi, bình thường khi mà phụ nữ bình thường ấy, tức là khi mà chưa bước vào cái giai đoạn mãn kinh ấy, ở cái giai đoạn tuổi trước đây ấy, thì người phụ nữ khi mà ở giai đoạn rụng trứng này và thứ hai là giai đoạn chuẩn bị hành kinh, bao giờ nó do cái thay đổi nội tiết cho nên nó cũng thay đổi cái trạng thái tâm lý và đôi khi dẫn đến những cái ứng xử như vậy. Thôi anh cố gắng, anh hiểu rồi thì anh cố gắng chịu đựng thêm một thời gian, bởi vì hy vọng là cái giai đoạn tiền mãn kinh của chị ấy nó ngắn, thì những cái biến đổi, đặc biệt là những cái biến đổi về tính cách, nó sẽ nó sẽ không nhiều. Thứ hai là anh đã hiểu như thế rồi thì anh hỗ trợ cho chị ấy, ví dụ như là tăng cường khen lên nhá, tăng cường khen. Ôi, ở cái tuổi này ấy, lắm này, lắm lúc này không thích khen đâu nhá. Vâng, thì này cứ bảo rằng là khen đều lắm chuyện. Ê lắm ơi, chuyện cứ tụt hết cả hứng đi chị ạ. Vâng, thôi cố gắng. Buồn cười lắm. Vâng, khổ vì lắm, người ta đã vì người ta đã như thế rồi, mình có tụt hứng thì mình cũng cố gắng rồi mình kéo cái hứng nó lên để cho đi cùng với người ta. Chịu khó đưa bà xã đi du lịch. Đi du lịch để làm gì? Chụp ảnh cho bà ấy, chụp ảnh rồi khen bà ấy xinh, tìm hiểu thêm những cái mà làm thế nào đấy để cho bà ấy cảm thấy như là nó vui vẻ hơn. Và một cái phương án mà như anh Văn nói lúc trước ấy ạ, tôi rất là xem là để anh xem đừng có quá theo anh Đoàn. Đấy là gì? Chơi với cháu nhá. Tìm lấy mang bà ấy đến nhà đứa nào đấy, hoặc là tìm đứa cháu nào mà bà ấy thích ấy. Ví dụ như vậy, để mà ông bà đến chơi với cháu nhiều hơn. Rồi nếu bà ấy không thích đi chơi thì có khi lại cho cháu đi chơi chẳng hạn. Tôi không, biết là nhiều ông là thích cho cháu đi chơi lắm. Bà chỉ có thích đi họp nhóm vài độ chục bạn gái với nhau là đi đủ đợt một hai ngày là thích thôi. Còn đâu là bà ấy. Quý hóa quá đi nữa. Anh phải tạo điều kiện cho chị đi tham gia những hoạt động như thế. Nếu mà chị thích như thế thì anh tạo điều kiện cho chị đi. Rồi là chị có thể tham gia các cái lớp múa, lớp hát, lớp dân vũ. Những cái gì mà chị thích thì anh tạo điều kiện cho chị. Em hỏi cho chị có phải là đợt này em thấy là vợ em lắm lúc là đúng như trẻ con đấy, em phải mình cực kỳ đây là lúc nào cũng phải em thế này em thế khác mà nói ngọt như trẻ con ấy chị ạ. Thế xong nói ngọt như trẻ con thì bà ấy có nghe không? Có, bắt đầu mới dịu chứ nếu không thì cứ ra mà thế được rồi, thế là phương án đấy của mình tốt rồi. Em uống thuốc đi, xong là chị có biết em còn phải cầm bé cá thuốc cho vợ uống, không có kiểu bà cứ xem Facebook xong là cứ ngồi không uống thuốc lâu ngày sợ lâu xong muộn người này uống cuống lên em ạ. Uống thuốc đi xong là cầm cả thuốc bé vào tay rồi uống, bắt đầu là cái bà này sướng thật đấy. Cứ bảo thế này thì khác thì mày bà là này mày sướng thật. Mày đỡ. Thôi được rồi, tôi nghĩ là những cái phương pháp mà anh đang làm bây giờ thực ra rất là tốt cho chị ấy. Đã chuẩn rồi đấy. Nhá, anh cố gắng duy trì, cố gắng chịu đựng. Tôi hy vọng là cái thời gian này nó sẽ ngắn thôi và nó sẽ làm cho nó không bị xáo trộn cuộc sống của anh. Thế thì em hỏi một tí thôi, hỏi bác sĩ Hải có phải đây có không phải là khủng hoảng của thời kỳ tiền mãn kinh không ạ? Đúng luôn ạ. Vâng, chắc chắn là như vậy. Thầm nào con gái nó nói bảo bố mẹ đang khủng hoảng thời kỳ mãn kinh, bố phải chiều mẹ. Đúng thôi rồi em ạ. Cũng phải chấp nhận thôi. Nó thôi nói được đúng rồi đấy ạ. Vâng. Và cái lộ trình chiều như vậy của anh là tôi thấy rất hợp lý rồi. Vâng. Nhưng mà anh Văn ơi, em thiệt lắm. Em chiều như thế nhưng mà không được bù lại đâu. Mệt nhưng lắm. Mà cái khoảng thời gian ý tôi nghĩ là cũng không dài đâu nhá. Chị khi mà vượt qua được cái ngưỡng đó thì là rất là tốt. Và tôi nghĩ rằng là anh Đinh Đoàn cũng sẽ mở một cái chuyên đề về cái chuyện mà hướng dẫn các ông chồng mà có vợ ở tuổi tiền mãn kinh khủng sẽ đối diện với thực trạng và có cách xử lý như thế nào là hợp lý nhất, đúng không anh Đinh Đoàn? Thật ra thì bác sĩ chào anh. Vâng ạ, em chào anh Đoàn. Rồi, bác sĩ Hải đã chia sẻ đầy đặn rồi. Tôi chỉ muốn nói thêm một chuyện thế này này. Bên cạnh cái việc mà mình chăm sóc quan tâm đến bà ấy thì mình đừng quên bản thân mình. Thay vì cứ ngồi đấy rồi ấm ức rồi bực dọc ấy, anh cũng có thể lấy xe đạp, anh đạp vòng quanh huyện. Ngày đấy 10-15 cây, sáng dậy đi thế nọ thì kia nó giải tỏa đi. Rồi xem có hội đồng môn, đồng ngũ rồi đấy, hay những người bạn ngày xưa mà cùng làm với nhau, mình tìm gặp lại những bạn xưa đi. Em có hội cầu lông buổi sáng ở làng rồi. Rồi ngoài cầu lông nhưng có phải lúc nào cũng cầu lông được đâu, thế cho nên là mình cũng tăng cường hoạt động, mình cũng giao lưu ra, chứ không phải mình giờ mình cứ ngồi đấy mình chịu đựng rồi bảo là nghiến răng để chờ cho bà hết thời bà ấy qua thì hết đời bà thì cũng già mất đời tôi nhé. Nhớ là bên cạnh chăm chút bà ấy thì đừng quên chăm chút chính bản thân mình. Rồi. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của các chuyên gia chúng tôi thì sẽ giúp anh ít nhiều.
trong cái cách đối xử và cư xử với người vợ đang ở cái thời kỳ cực kỳ nhạy cảm như hiện tại nhá. Xin chào anh. Vâng ạ, cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Phú Thọ. Vâng ạ, alo ạ. Tôi đã nghe bạn nói đấy ạ. Câu hỏi vâng của bạn là gì? Anh ơi, em có một cái nút thắt mà dưng mình cảm thấy không thể tháo gỡ ra được ấy. Thế à? Khó thoát ra được cái nút thắt đấy. Rồi, cũng chỉ là vậy. Vâng, làm chuyện cũng chỉ là vợ chồng đấy ạ. Đây. Về tình cảm của vợ chồng em thì nếu mà để nói về tất cả mọi mặt, từ kinh tế đến chồng ấy, đến con cái các thứ thì đều anh đều quan tâm hết ạ. Chứ được, cũng không phải là bỏ bê vợ con. Rồi. Mà tức là thi thoảng anh cứ hay đi ngoài, đi ra ngoài đấy ạ. Chứ mà thi thoảng mới đi thôi. Đi đâu ra ngoài? Đi ra ngoài làm gì? Đi với cô gái khác đấy ạ. Thi thoảng vâng biết là chồng thi thoảng đi ra ngoài. Thì là bình ngày trước ấy thì là bình thường em không biết thì em không, từ ngày mới lấy nhau đến giờ thì là em cũng biết được một hai lần anh đi. Nhưng những vấn đề đấy thì em là đều cũng là cho qua, vì là mình cũng chỉ biết là anh chở cô gái đấy thôi và đưa cô gái đi. Có một đợt là anh nhà em có một cái kho hàng ấy. Đấy thì là anh dẫn cô gái vào đấy và em trực tiếp là em vào tận nơi em lôi ra, nhưng mà lúc đấy là mình kiểu mình không nhìn thấy người ta làm gì, chỉ biết là vào trong đấy xong rồi em sẽ lôi ra. Rồi với trong hai tháng mới đợt nhau, mới đúng đây không? Nhất á là rồi. Em cũng không phải là bắt được tận tay, thế nhưng mà anh ấy quay cái video lại đấy ạ. Là vô tình là em mở máy em xem ấy. Thế là mình mới nhìn thấy, thế nên cảm giác là nó bức xúc, nó khó chịu. Mỗi vấn đề như thế đấy ạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay là 37 tuổi, còn chồng em là 51 tuổi ạ. Cách nhau tận 14, 15 tuổi thế ạ? 13 tuổi ạ, vâng ạ. Thế à? Vâng thế là dạ. Anh ý là lấy bạn là tập đầu đấy à? Vâng ạ, đúng rồi ạ, tại vì năm em lấy chồng là em còn sớm, 20 tuổi em lấy chồng rồi, còn ông xã em là đợt lấy em là ông 33 rồi. 33 tuổi. Vâng ạ, đúng không? Vâng. Rồi, thế mà phát hiện ông ấy thỉnh thoảng đi ra ngoài là bao lâu nay rồi? Cách đây khoảng, tức là nếu mà đi thì chắc là cũng đi từ trong Tết cơ, nhưng mà em chỉ xem được cái video cách đây khoảng được hơn 2 tháng đấy ạ. Tức là, khoảng nửa năm nay đúng không? Bình thường thì những ngày. Rồi, dạ. Thế thì đã trao đổi trực tiếp với nhau và có kết luận gì chưa? Em thì em chỉ nói đúng một câu là em chỉ bảo là bây giờ con cái cũng đã lớn hết rồi ấy. Thì anh làm gì làm, đừng để hậu quả cho con phải gánh. Rồi. Thế là anh chỉ nói một câu như này, anh bảo là anh không phải là anh đi, mà tức là lúc nào cãi nhau với vợ hay là bức xúc cái gì đấy là đi. Thế nhưng mà kiểu đi xong là xong, chứ không phải là để mà... bóc bánh trả tiền thôi đúng không? Chứ không phải là có mối quan hệ bền chặt đúng không? Ý vâng anh ta vâng thanh minh như thế. Vâng ạ, vâng. Và bạn tin là như thế? Thì là em cũng tin là như thế, tại vì là em biết là nếu mà để chồng em ấy về tài chính các thứ thì là tất cả là em cũng đều quản lý cái tài chính. Thứ hai nữa là con cái thì anh cũng rất là quan tâm ạ. Tức là nếu về buổi tối thì anh rất ít đi ra ngoài ạ. Rồi. Thì là cả ngày làm việc cũng thế, thì là thi thoảng 3-4 tháng thì là đi ra một lần đấy, nhưng mà thì em nghĩ là chỉ là sang nhà anh bạn chơi các thứ chơi thôi ạ. Rồi thì thế... đấy mới đây mới xem được cái đấy rồi. Thế tôi hỏi nhỏ một chút, thì mối quan hệ hai vợ chồng thì thế nào? Là vợ chồng em rất là tốt ạ. Tức là về bình thường như anh thì có cái tính cũng hơi ra trưởng chẳng hạn như là rồi. Vâng, thế còn cái chuyện công, mà trong công việc đấy ạ, chăn gối anh... thì có đều đặn không, thường xuyên không? Đều đặn anh ạ, cái đấy thì lại đều đặn. Okay, đều đặn là một tuần được mấy cái? Thì chẳng hạn 3-4 ngày một cái. Thế là 3-4 ngày một cái, vâng tuần ạ. Đôi cái đúng không? Vâng ạ. Thế là vâng ạ. Và cũng không có gì bất thường từ mà khi mà bạn phát hiện ra đúng không? Vâng ạ, đúng ạ. Có mỗi băn khoăn là có nên cho ông tiếp tục cứ thỉnh thoảng 3-4 tháng ông cãi nhau với vợ là ông đi ra ngoài không đúng không? Và làm thế đấy. Nào để cuộc sống gia đình mà không cãi nhau nữa để cho ông không có cơ hội đi ra ngoài. Đấy đúng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn vâng nhé. Vâng ạ. Vâng ạ. Rồi, xin chào. Vâng ạ, anh ạ. Rất là mừng vâng. Bởi vì khi nói rằng ông xã hơn mình 13 tuổi, anh đã hơi giật mình, không biết là vợ chồng có hòa hợp không. Nhưng mà khi vâng nghe ạ. Nói chuyện thì thấy rằng tất cả các thứ mọi việc đang tiến triển tốt. Vâng ạ. Ông ấy chỉ có lâu lâu thì đi ra ngoài một chút. Nói thật vâng là thế này này. Cái số vâng. Những người đàn ông mà cứ vẫn yêu vợ, yêu con, vẫn duy trì cuộc sống gia đình, không có vâng muốn phá vỡ thay đổi gì mà lâu lâu ra ngoài đổi gió đổi nắng là tỷ lệ không ít. Vâng thống kê thì không ai nói thật, cho nên không thể nói là 70% nhưng mà vâng rất nhiều.
và vâng rất nhiều người không coi đấy là ngoại tình mà vâng coi đấy là như đổi gió, và cũng không ít vâng người phụ nữ chấp nhận cho chồng mình là thà rằng ông cứ bóc bánh trả tiền nhưng mà vâng hết lòng yêu vợ yêu con còn hơn vâng là bây giờ xây dựng một mối quan hệ bền chặt với một người phụ nữ khác, lại còn có tình cảm, lại còn yêu thương, lại còn nhắn tin, còn hứa hẹn, rồi thậm chí còn có con riêng vâng với nhau thì không thể chấp nhận được, đúng không? Vâng ạ, ừ, vâng ạ. Mình thì thật ra nghĩ thì nó cũng ấm ức một tí thôi, chứ còn thì cũng không quá nặng nề với cái việc là lâu lâu ông đi ra ngoài. Còn cái lý do là cứ vợ chồng cãi nhau thì tôi phải đi ra ngoài ấy, thật ra là đang đổ lỗi cho mình thôi. Vâng ý muốn nói rằng đấy là tại em ấy, em cứ vâng cãi nhau làm cho anh bực quá, anh buồn, anh đi ra ngoài. Nhưng trong cuộc sống làm vâng sao mà tránh khỏi những điều đó, vâng làm sao mà lúc nào cũng nhăn nhở hớn hở với nhau được, đúng không? Thế thì vâng nghĩa là một lúc nào đó mà làm cho ông bực mình, ông lại đi, thì rồi mình lại là người có lỗi. Cho nên thôi kệ. Một là nhắm mắt mở cho qua, không biết. Không biết vâng thì thôi. Chứ có khi ông đi hai lần mà mình không để ý thì mình cứ tưởng ông còn đang thủy chung son sắt, nghĩ thế cho nó lành. Thế còn vâng nếu mình mà là người khó tính thật sự thế này, em không thể chấp nhận với một người đàn ông mà lại cứ hơi một tí đi ra ngoài chung đụng với người phụ nữ khác, xong về nhà mỗi lần mà anh cứ ôm lấy em thì em cảm giác khó chịu, em tưởng tượng là một cái sự chung chạy vân vân. Mà mình cũng phải gay gắt một tí, vì thật ra này này, mình có phụ thuộc vào kinh tế không? Em không ạ, tức là hai vợ chồng đều là làm về kinh doanh hết á. Nên là vâng em không phụ thuộc về cái đấy ạ. Mình không phụ thuộc vào kinh tế, mình đang có thế mạnh là nói chứ mình cũng còn trẻ hơn ông ấy. Vâng ạ. Xin lỗi là mình cứ áo quần váy vóc son phấn nhuộm tóc nhuộm tai, nay thì xanh mai này đỏ, ngày kia thì làm quăn vào rồi dán mi dán miếc. Mình không thèm để ý đến ông ấy sao? Xong rồi dỗi vâng đi ạ, hờn đi, giả vờ trừng phạt một tí. Thế và mình vâng tập trung vào nâng cao cái giá trị của bản thân, thay vì vâng là hôm nay lại đi à với lại rồi mình sẽ rất là bực mình, đúng không? Phụ vâng nữ mà rất là thiệt thòi nếu như mình cứ phải chạy theo để che chắn và lôi kéo hay là bảo vệ chồng. Người phụ nữ khôn vâng ngoan đó là tập trung nâng cao giá trị của mình, làm sao cho người vâng chồng mà còn hơn tận mình mười mấy tuổi sợ mất mình, còn quanh quẩn ở nhà tìm cách chiều lòng mình. Bởi vì bây giờ vợ mình càng ngày càng trẻ càng đẹp, khéo không hay là thế nào hay là thế kia, đúng không? Chắc không còn vâng nghĩ đến đi giải gì quyết gì ở ngoài đâu. Vâng sẽ ạ. Là vâng là cố gắng, thậm chí còn đi mua thuốc nọ thuốc kia, ngâm rượu này ngâm rượu khác để cố gắng chiều vợ mình ấy nhá. Vâng ạ. Vâng ạ. Thay vâng vì tập trung vào ông thì tập trung vâng nâng cao cái giá trị của bản thân mình, đấy là vâng cách ạ mà bảo vệ hạnh phúc gia đình bền vững nhất. Yeah. Vâng, vâng ạ, vâng, vâng. Tôi nghĩ cái câu trả lời của anh Đinh Đoàn vừa rồi không ạ? Vâng, tôi nghĩ là vâng những cái chia sẻ vừa rồi của anh Đinh Đoàn không chỉ giúp ích gì cho riêng bạn đâu, mà có thể cho vâng cả bác sĩ Hoàng Thế Hải đang ngồi trong phòng thu nữa. Vâng ạ. Xin chào vâng bạn nhé. Cảm ơn vâng bạn vâng đã quan tâm và gọi đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi. Xin cảm ơn hai chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thế Hải đã tham gia vào chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng ta ngày hôm nay. Thank you.